Thương Hàn Nguyệt xem chừng Thác Bạt Hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu như mình không tiếp bọn họ thì rất có thể đám người kia sẽ còn nghĩ hết biện pháp đánh lén. Nếu đã nhúng tay thì phải phụ trách tới cùng đi. 3 tháng, Khương Phàm sẽ điên mất. Dạ An Nhiên khẽ cắn môi, với những gì nàng hiểu về Khương Phàm, 3 tháng rất có thể sẽ để hắn sụp đổ. Khương Uyển Nhi cũng lo lắng cho ca ca, hận không thể ra ngoài ngay bây giờ. Không phải ca ca nói muốn đi đường vòng tới tế đàn khác rời khỏi sao? Dạ An Nhiên lắc đầu. Nơi đó là có thể rời khỏi, nhưng nơi đó lại cách Thiên Khải bí cảnh chúng ta bên này quá xa, vừa đi vừa về khoảng 10 vạn dặm. Dù sao cũng nhanh hơn 3 tháng. Không sai, không phải chỉ 10 vạn dặm thôi sao, lấy tốc độ đao hoàng thì chừng hơn 20 ngày. Vậy chúng ta đến đó đi. Bọn người Tiêu Phượng Mô lần lượt đồng ý, để Khương Phàm ở bên ngoài xác thực quá đau khổ, khẳng định mỗi ngày đều sẽ lo lắng hãi hùng. Ý của ta là, muốn những biện pháp khác, có thể lập tức rời khỏi nơi này. Dạ An Nhiên nhìn về hướng Thương Hàn Nguyệt. Có thể xin mời các vị theo giúp ta lên Long Hổ Đài một lần nữa hay không? Ngươi muốn làm gì? Lấy danh nghĩa tán tu, khiêu chiến 3 vị đệ tử thánh địa, như cách Hồn Thiên Thánh Địa tính toán Khương Phàm vậy. Mọi người lập tức sáng mắt lên, đây cũng là ý kiến hay. Hồn Thiên Thánh Địa có thể dùng cách này ném Khương Phàm ra, Vô Hồi Thánh Địa cũng có thể dùng cách này đưa bọn hắn ra ngoài. Thương Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, đây đúng là một cách hay, chỉ là... Trong suy nghĩ đệ tử bọn hắn thánh địa, Long Hổ Đài là một nơi rất thần thánh, làm như vậy không thể nghi ngờ chính là một sự mạo phạm. Dạ An Nhiên thỉnh cầu nói. Khương Phàm trọng tình nghĩa, ngày khác định sẽ bái phỏng Vô Hồi Thánh Địa, tự mình nói lời cảm tạ. Được, chúng ta sẽ phối hợp một lần, tuy nhiên muốn ăn không phải quá dễ, các ngươi cần phải chân chính đánh một trận. Cũng đừng quá gấp, chờ Hồn Thiên Thánh. Địa đi xa sau sẽ bắt đầu. Cảm ơn, thật sự cảm ơn các ngươi. Dạ An Nhiên thở phào một hơi, lại nói. Chính ta rời khỏi liền có thể, Uyển Nhi các nàng thì xin nhờ cho các vị. Thương Hàn Nguyệt gật đầu. Cái này yên tâm, Thác Bạt Hoàng còn không đến mức dám đoạt người bên cạnh ta. Dạ An Nhiên trở lại bên cạnh bọn người Khương Uyển Nhi, thấp giọng nói. Các ngươi an toàn, Khương Phàm sẽ an tâm, chúng ta có thể sẽ không ở lại thành Thiên Khải. Sau khi các ngươi rời khỏi thì theo sát Vô Hồi Thánh Địa trở về La Phù. Bọn người Tiêu Phượng Mô lần lượt gật đầu. Không cần lo lắng cho bọn ta, khắp nơi trong Thiên Khải bí cảnh đều là cơ duyên. Cố gắng nắm chắc là được. Dạ An Nhiên mỉm cười, quay người muốn mời bọn người Thương Hàn Nguyệt lên Long Hổ Đài. Giống giống. Tiểu Kim Hầu lại đột nhiên ngăn Dạ An Nhiên lại, chỉ mình, lại chỉ mảnh đất trống trước mặt. Thật có lỗi, ta còn chưa kịp nói cảm ơn với các ngươi. Dạ An Nhiên vội vàng cảm ơn Tiểu Kim Hầu, nếu như không phải bọn chúng quả quyết ra tay, rất có thể trận hỗn chiến ở Thương Giác Sơn còn sẽ tiếp tục một thời gian. Giống giống. Tiểu Kim Hầu nắm kéo Dạ An Nhiên đi đến đất trống trước mặt, vạch phá móng vuốt, dùng máu tươi vẽ lên trên mặt đất cái gì đó. Nó muốn làm gì? Đám người không hiểu thấu mà nhìn Tiểu Kim Hầu. Giống, giống, giống. 6 con yêu hầu lông đen phát ra tiếng gào thét hùng hậu chỉnh tề. Nó đang vẽ cái gì vậy? Chu Thanh Thọ Kỳ lạ tiến đến phía trước. Huyết khế ước. Na Yêu đột nhiên kinh ngạc hô lên. Khó có thể tin được mà nhìn pháp trận máu tươi đang hình thành trên đất. Huyết khế ước là gì? Bọn hắn lại càng kỳ quái. Na Yêu và Thương Hàn Nguyệt trao đổi ánh mắt, Thương Hàn Nguyệt nhìn vết tích trên mặt đất, chậm rãi gật đầu. Thật có thể là huyết khế ước. Chu Thanh Thọ lại hỏi. Huyết khế ước là cái gì, dùng để làm gì? Huyết khế ước là khế ước cổ xưa nhất Thiên Khải bí cảnh. Yêu thú nơi này muốn rời khỏi đây nhất định phải theo người nào đó ký kết khế ước sinh tử. Một phần khế ước, lấy mạng yêu tộc làm bạn, vĩnh thế đi theo. Nếu như chủ nhân nhận phải tổn thương chí mạng, yêu tộc sẽ chết trước. Nhưng khế ước này cũng có nguy hiểm cực lớn, nhất định phải là 2 bên đều đồng ý. Bất luận là có một chút kháng cự nào, yêu tộc đều sẽ chết ngay lập tức, người được chọn cũng sẽ trọng thương linh hồn. Đám người Cổ La đều trừng to mắt, không hổ là thánh địa bí cảnh. Lại còn có dạng khế ước này. Chẳng phải Tiểu Kim Hầu muốn hiến thân đấy chứ. Các đệ tử khác trong Vô Hồi Thánh Địa cũng còn là lần đầu tiên nghe đến. Dạ An Nhiên, hình như nó muốn cùng ngươi ký kết khế ước. Na Yêu hâm mộ nhìn Dạ An Nhiên,
trách không được yêu hầu lại xuất hiện ở Thương Giác Sơn, thì ra là đi theo đến nơi đây muốn ký kết khế ước. Hình như cũng đã rất nhiều năm không có người từ Thiên Khải bí cảnh mang yêu thú đi. Thương Hàn Nguyệt cũng rất rung động, vận khí Dạ An Nhiên quá tốt rồi, nếu như khế ước thành công, không chỉ có thể mang theo chiến sủng thực lực không tệ, mấu chốt là có thể tại thời điểm nguy hiểm mà chết thay, tương đương với việc có nhiều hơn một cái mạng. Dưới tình huống nào thì có thể giải trừ khế ước? Dạ An Nhiên mặc dù vui mừng, nhưng đối với chuyện chết thay này có chút khó mà tiếp nhận. Huyết khế ước sẽ kéo dài đến sinh tử cảnh, loại cảnh giới đặc thù kia có thể xoắn nát hết tất cả phụ trợ. Nó sẽ không thay ngươi chết, nếu như ngươi chết tại sinh tử cảnh thì sẽ là chết thật. Đây cũng là một mặt có lợi cho yêu tộc khi ký huyết khế ước. Chỉ cần chủ nhân tiến vào sinh tử cảnh, khế ước sẽ tự động giải trừ, nó xem như đã được tự do. Thương Hàn Nguyệt nói xong liền đưa tay ra hiệu nàng hãy phối hợp tốt, khó được có yêu thú chủ động đến ký kết khế ước, dạng này tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Tiểu Kim Hầu nhìn máu tươi đang rơi xuống, khế ước trận đã vẽ xong, bây giờ chỉ chờ khế ước nữa thôi. Đám yêu hầu lần lượt nhìn về hướng Dạ An Nhiên. Mục tiêu lúc đầu của bọn chúng là Khương Phàm, nhưng Khương Phàm đã đi, bọn chúng chỉ có thể từ bỏ, không nghĩ tới Tiểu Kim Hầu đột nhiên quyết định lại chọn người khác. Nữ hài này rất thân mật với Khương Phàm, hẳn là có thể cam đoan huyết đan mà Tiểu Kim Hầu cần. Linh Văn Thiên Phú cũng không tệ, xứng với Tiểu Kim Hầu. Mà, nữ hài tử tương đối mà nói cũng chẳng phải loại người thích mạo hiểm, không dễ dàng chết được. Giống giống. Tiểu Kim Hầu mời Dạ An Nhiên, đây không phải là lựa chọn hàng đầu, nhưng cũng không tính là trái lương tâm. Bởi vì nếu thật muốn tính toán ra, lúc ấy người ra tay cứu nó thật ra chính là nữ hài nhi này. Cảm ơn ngươi đã chọn ta. Dạ An Nhiên nhận mời, đứng ở bên trên khế ước trận. Ta phải làm thế nào? Dùng đao nhọn mở ra thập tự trong lòng bàn tay ở hai tay, sau đó cùng nắm tay Kim Hầu. Lúc Na Yêu nói, Tiểu Kim Hầu đã rạch tay mình ra. Sau khi Dạ An Nhiên làm theo, sau đó cầm lấy móng vuốt thật nhỏ của Tiểu Kim Hầu. Huyết sắc khế ước lập tức nở rộ lên ánh sáng chói lòa, chiếu thẳng tới vạn mét trên không trung. Tầng mây giữa không trung cuồn cuộn kịch liệt, hình thành vòng xoáy to lớn, ù xoay tròn, khiến cho năng lượng giữa thiên địa hỗn loạn. Trong phạm vi trăm dặm, vô số sinh linh đều bị một màn này làm cho kinh hãi. Mới đầu cho rằng có bảo vật giáng lâm, nhưng khi sâu trong vòng xoáy dần dần xuất hiện pháp trận phức tạp lại khổng lồ, bọn yêu thú lần lượt nhớ tới truyền thuyết đã biến mất rất lâu kia. Huyết khế ước. Có yêu thú đang cùng người nào đó ký kết huyết khế ước. Huyết khế ước, sống chết có nhau, vị thiên tài thánh địa nào đạt được cơ duyên to lớn thế này? Đám người oanh động, ngay cả rất nhiều đệ tử thánh địa cũng đều kinh ngạc lại rung động. Huyết khế ước mặc dù rất mê hoặc nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp, mặc kệ là người hay là yêu thú nếu có bất kỳ sự không cam lòng nào cũng đều sẽ khiến hai bên trọng thương. Bọn hắn đều không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi không có xuất hiện qua huyết khế ước. Oanh! Trời rung đất chuyển. Mây mù mãnh liệt nhấc lên, pháp trận khổng lồ từ trên trời giáng xuống bao phủ Dạ An Nhiên và Tiểu Kim Hầu. Đám yêu hầu đều khẩn trương nhìn, một khi thất bại, Tiểu Kim Hầu sẽ lập tức bỏ mạng. Dạ An Nhiên và Tiểu Kim Hầu bị ánh sáng mãnh liệt bao phủ, huyết khế ước trên mặt đất lại như đang sống lại, xoay tròn vòng quanh bọn hắn, lần lượt thẩm thấu đến trong thân thể, quấn quanh đến trên linh hồn. Một loại cảm giác kỳ diệu bắt đầu xuất hiện, còn như có thể hiểu được ý nghĩ lẫn nhau. Thời điểm khi huyết khế ước gắn kết hai sinh mạng, ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán. Một tiếng than nhẹ du dương lại cổ lão quanh quẩn ở trên tầng mây, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Được rồi. Bọn người Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên nhìn Dạ An Nhiên. Đây mới gọi là cơ duyên. Ngay cả Yến Khinh Vũ và Khương Uyển Nhi cũng đều có chút hâm mộ. Giống. Sáu con yêu hầu phát ra tiếng gào thét phấn chấn, chạy đến phía trước, đem một cột đá tráng kiện giao cho Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu bái lại cột đá ba cái sau đó mới thận trọng nhận lấy vũ khí có ý nghĩa đặc biệt này. Đây là thánh khí truyền thừa của yêu hầu bọn chúng, cũng là đồ đằng trụ của bọn chúng. Có lịch sử lâu đời, càng chôn giấu cả bí mật vĩnh hằng. Tế đàn đột nhiên mở ra, kinh động đến thành Thiên Khải. Dựa theo quy luật, thời gian bí cảnh mở ra hẳn là sau 3 tháng nữa. Mọi người không hiểu thấu, nhao nhao từ tất cả khu ngã tư chạy tới tế đàn. Khương Phàm đứng trên tế đàn, lo lắng nhìn qua không trung.
Úy Thiên Lang đáng chết, lại dám chơi bẩn như thế. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ đến mục tiêu của bọn hắn lại là đám người Uyển Nhi, càng không có nghĩ tới trong Thiên Khải bí cảnh lại có nhiều quy củ như thế. Khẳng định Thương Giác Sơn có rất nhiều thí luyện giả mà bọn người Úy Thiên Lang triệu tập được. Mình vừa đi như thế, tránh không được sẽ có một trận hỗn chiến. Chỉ dựa vào Đao Hoàng và bọn hắn khẳng định là không ứng phó nổi. Trừ phi Na Yêu ra tay. Thế nhưng, Na Yêu lại có thể ứng phó bao nhiêu? Khương Phàm nôn nóng đến tức giận, nhưng lại cảm thấy quả thật rất bất lực. Quá chủ quan, quá bất cẩn. Nếu như Uyển Nhi và mọi người có cái gì ngoài ý muốn. Đường công tử, sao huynh lại ra rồi? Phượng Bảo Nam dẫn người chạy tới nơi này, kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc tai bù xù phía trên. Đây không phải thiếu niên rất có ý tứ mấy tháng trước kia sao? Còn tưởng rằng đã chết trong Thiên Khải bí cảnh rồi. Khương Phàm nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, liền bước nhanh xuống tế đàn. Phượng Bảo Nam đi đến bên cạnh Khương Phàm, nâng đôi lông mày tỉ mỉ lên. Ngươi đi ra thế nào vậy? Trước tiên mang ta rời khỏi nơi này đã. Khương Phàm chuẩn bị ở lại một thời gian trước để nghĩ những cách khác. Lục Thanh Tuyệt. Phượng Bảo Nam mỉm cười, đang mong đợi câu trả lời của Khương Phàm. Chết, đầu ta đang giữ. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp treo ở cổ áo. Bên trong còn có chút tảng đá nhuốm máu. Ha ha, Đường huynh quả nhiên là người giữ chữ tín, ta không nhìn lầm người. Đi thôi, ta cũng đã chuẩn bị tốt lễ vật cho ngươi rồi. Tâm tình Phượng Bảo Nam rất tốt, tươi đẹp cười một tiếng, như sao sáng giữa trời, đủ để cho nam tử phát điên, nữ tử ghen ghét. Đám người Phượng gia hai mặt nhìn nhau, thật đúng là đã giết chết Lục Thanh Tuyệt rồi sao? Đừng lại đưa ta đến trước cửa Lục gia khoe khoang. Khương Phàm nhắc nhở Phượng Bảo Nam, đây cũng không phải là trò đùa, hắn không nguyện ý dưới tình huống này đối kháng với Lục gia. Cho dù ta dẫn ngươi đi, bọn hắn cũng không có tâm tư để ý đến ngươi. Bây giờ Hoang Mãng Nguyên quá náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì? Không phải là xảy ra chuyện gì, mà là xảy ra chuyện lớn. Đi, quay về chỗ ta trước, chúng ta từ từ trò chuyện. Trong viện Phượng gia, Khương Phàm đem đầu Lục Thanh Tuyệt cùng những tảng đá nhuốm máu ra. Phượng Bảo Nam để các tộc nhân cẩn thận kiểm tra tảng đá, tự mình cầm lấy đầu Lục Thanh Tuyệt hài lòng thưởng thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường trở về Khương Phàm rõ ràng cảm giác người ở thành Thiên Khải vắng lạnh rất nhiều, cũng không có cảm nhận được khí tức cường hãn đặc biệt nào. Xem trước lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi một chút. Phượng Bảo Nam ra hiệu với hai bên phải trái, tiếp tục thưởng thức cái đầu trong tay. Lục Thanh Tuyệt ơi Lục Thanh Tuyệt, người có nghĩ tới mình sẽ ở mười mấy tuổi? Lộp bộp, mất đầu rồi hay không, ha ha. Khương Phàm nhìn đến nhíu mày. Cái tên gia hỏa xinh đẹp để nữ tử ghen ghét này cũng là ngoan nhân. Phượng Bảo Nam không để ý xung quanh, cứ ngồi đấy lung lay đầu Lục Thanh Tuyệt. Ta đang nói chuyện với người đấy, nghe thấy không? À, người thật đúng là không nghe được, thật là đáng thương. Khương Phàm. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc. Khương Phàm theo tiếng trông qua. Hoa vị yêu. Hoa vị yêu kinh ngạc nhìn một lát, đột nhiên kích động lên. Sao ngươi lại ra rồi? Muội muội ta đâu? Đường huynh, không, phải gọi Khương huynh. Đây chính là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, hài lòng không? Phượng Bảo Nam thu lại đầu của Lục Thanh Tuyệt, lắc đầu nói. Ta không nghĩ tới vị bằng hữu này lại là Huyễn Linh Văn, vì bắt hắn, lại chết mất năm vị tộc nhân. Lễ vật này, Phượng huynh thật có lòng. Khương Phàm nhìn chằm chằm hoa vị yêu, suýt nữa quên mất gia hỏa này. Nếu như không phải Phượng Bảo Nam bắt hắn, mình vội vàng đi ra, vừa khẩn trương vừa sốt ruột, một khi bị đánh lén, rất có thể đã nằm đến trong tay hắn. Lúc ngươi rời khỏi, ta chú ý thấy hình như hắn có chút ân oán với ngươi, sau đó liền bắt lại. Phượng Bảo Nam tươi cười, rất là nhiệt tình. Đương nhiên, lúc trước hắn quyết định bắt hoa vị yêu không phải muốn chuẩn bị lễ vật, mà muốn hiểu rõ thân phận, đường diễm, không nghĩ tới lại để chết năm vị tộc nhân. Cho nên vẫn giam đến bây giờ. Muội muội ta đâu, tên hồn đản ngươi, muội muội ta đâu? Hoa vị yêu bị người của Phượng gia khống chế lại, Linh Văn cũng bị phong bế, nhưng nhìn thấy Khương Phàm còn sống đi ra, chỉ sợ muội muội lành ít dữ nhiều. Muội muội của ngươi chờ ngươi ở bên trong. Bây giờ Khương Phàm không có tâm tư cùng hắn ồn ào, đi qua cưỡng ép thu vào thanh đồng tiểu tháp,
để bọn hắn ba huynh muội đoàn tụ. Có chuyện hẳn là ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phượng Bảo Nam mời Khương Phàm đến trong phòng ngồi xuống. Chuyện gì? Khương Phàm ngồi vào trước bàn, trong lòng lại nghĩ đến tình huống tại Thương Giác Sơn. Ly Hỏa Thánh Địa không biết phát điên cái gì lại phái một điện chủ trong thất điện tên Diêm La đi đến La Phủ Sơn Mạch, một đao bổ Thiên Sư Tông ra. Cái gì? Sắc mặt Khương Phàm thay đổi đột ngột, trừng tròng nhìn Phượng Bảo Nam. Ngươi không nghe lầm, Thiên Sư Tông bị điện chủ Diêm La Điệt, Đường Thiết Bình, một đao bổ ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta. Khương Phàm chau mày. Ly Hỏa Thánh Địa chết tiệt, bọn hắn muốn xem náo nhiệt gì, hay là Thiên Sư Tông chọc hắn rồi. Chuyện trong Thiên Khải Bí Cảnh hẳn là còn chưa có truyền tới, nhưng xem như biết thì cũng không thể phái người trực tiếp đến bổ Thiên Sư Tông, đem vô hồi Thánh Địa. Khương Phàm hơi hồi hộp trong lòng một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện để toàn thân hắn rét run. Đường Thiết Bình bắt một người tên Khương Hồng Võ. Theo ta hiểu rõ, Khương Hồng Võ là cha nuôi của ngươi. Ai, không biết Ly Hỏa Thánh Địa rốt cuộc là thế nào, vậy mà không tiếc đắc tội vô hồi Thánh Địa, bổ Thiên Sư Tông cướp người. Đúng rồi, hình như còn đoạt nữ đệ tử nào đó bị Thánh Nữ Tông đuổi đi, kêu cái gì? Tịch Nhan. Phượng Bảo Nam tùy ý mấy câu để Khương Phàm như rơi vào hầm băng. Khương Hồng Võ. Tịch Nhan. Mục đích của bọn hắn là đan dược truyền kỳ. Khương Phàm chợt nhớ tới lời Yêu Đồng nhắc nhở. Đan dược hết rồi. Người ăn đan dược còn đó. Có một vài luyện đan sư có thể luyện người lấy đan. Đây là chuyện khi nào? Khương Phàm luống cuống, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại bắt đầu, Uyển Nhi và mọi người vẫn còn bị vây ở Thiên Khải Bí Cảnh, phụ thân và Tịch Nhan lại rơi xuống trong tay Ly Hỏa Thánh Địa. Hơn 20 ngày trước, Phượng Bảo Nam rót chén nước, đẩy lên trước mặt Khương Phàm. Chuyện đã xảy ra, trước tiên phải bình tĩnh một chút. Sau đó thì sao, Thiên Sư Tông có phản ứng gì, vô hồi Thánh Địa có phản ứng gì? Khương Phàm vẫn cho rằng kẻ địch sẽ là Lang Gia Hoàng Triều, bọn hắn có thể lợi dụng thời gian một năm quý giá an ổn phát triển trưởng thành, không nghĩ tới vậy mà lại cùng Ly Hỏa Thánh Địa liên lụy đến ân oán. Đây cũng không phải đơn giản là hắn giết mấy tên Ly Hỏa đệ tử. Thiên Sư Tông có thể có phản ứng gì, bọn hắn ở La Phù hẳn là có chút lực ảnh hưởng, nhưng ở trước mặt Ly Hỏa Thánh Địa, căn bản không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên vô hồi Thánh Địa phản ứng rất kịch liệt, vô hồi Thánh Chủ giận dữ, ngang nhiên yêu cầu Thánh Chủ Ly Hỏa tự mình đến vô hồi xin lỗi. Theo lý thuyết, Ly Hỏa Thánh Địa mạo phạm trước hẳn là phải chủ động xin lỗi, nhưng người nào nghĩ tới. Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà không để ý tí nào, đoán chừng là xem thường vô hồi Thánh Địa bây giờ. Mặc dù Phượng gia chúng ta thuộc về Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng cũng phải nói chuyện này là Ly Hỏa Thánh Địa làm có chút không có đạo nghĩa. Phượng Bảo Nam vừa nói xong, đám tử đệ trông coi gia tộc bên ngoài phòng dùng sức ho khan, nhắc nhở Phượng Bảo Nam trong phòng không cần ở trước mặt người ngoài nói lung tung. Sau đó thì sao? Lông mày Khương Phàm càng nhăn càng chặt. Vô hồi Thánh Chủ khẳng định rất tức giận, hắc hắc. Phượng Bảo Nam hạ giọng nói. Ly Hỏa Thánh Địa là Thánh Địa luyện đan, ở Hoang Mãng Nguyên Bá chiếm rất nhiều động thiên phúc dùng để bồi dưỡng dược liệu, những nơi đó đều là mệnh căn của Ly Hỏa Thánh Địa. Có một chỗ lớn nhất trong đó tên là Thánh Quang Triều Trạch, bị tỉ mỉ giữ gìn hơn 700 năm, số lượng dược liệu bên trong nhiều đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng được. Ngươi đoán xem là để làm gì? Vô hồi Thánh Địa đợi 12 ngày không thấy Ly Hỏa Thánh Địa đến xin lỗi, vô hồi Thánh Chủ đã phái người giết vào Thánh Quang Triều Trạch, phóng hỏa 80 dặm, đốt sạch dược liệu, lún xuống đầm lầy. Vô hồi Thúc Lão, Ngụy Thiên Thu đem các đệ tử và trưởng lão trấn thủ Thánh Quang Triều Trạch toàn bộ móc mắt cắt tai, lại dùng một sợi xiềng xích dài 3 vạn mét, xuyên bọn hắn thành một ném tới phía trước Ly Hỏa Thánh Địa. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, thật ác độc. Ly Hỏa Thánh Địa rốt cuộc cũng nổi giận. Do điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình tự mình dẫn cường giả đuổi bắt Ngụy Thiên Thu. Nhưng, Ngụy Thiên Thu đã sớm chuẩn bị, mang theo hơn 500 vị cường giả vô hồi tại Tây Bộ Quy Hồn Cốc, Hoang Mãng Nguyên hỗn chiến với bọn họ. Hắc hắc, đặc sắc không? Còn có một chuyện càng đặc sắc đây này. Tại thời điểm Ngụy Thiên Thu nghênh đón Diêm La Điện, hai vị vô hồi túc lão khác, ngàn dặm bôn tập, đem hai dược viên khác của Ly Hỏa Thánh Địa hủy triệt để. Hai đại dược viên hơn 700 vị trưởng lão, đệ tử, toàn bộ đều bị móc mắt cắt tai, còn bị thiết chùy xuyên qua thân thể, ở trong hai phế tích mà lấy người bày ra hai chữ lớn, hỏi tội.
tập kích bằng cách nhanh chóng huy động lực lượng xuất phát từ xa bất ngờ tiêu diệt địch rồi rút ngay để địch không kịp đối phó. Nói đến đây, Phượng Bảo Nam lại hạ giọng. Sự tình đã bị làm lớn. Hai đại thánh địa, muốn khai chiến. Khương Phàm thoáng buông đôi lông mày nhíu chặt ra, không nghĩ tới Vô Hồi thánh địa lại cường thế như vậy, biết rõ lực ảnh hưởng của Ly Hỏa thánh địa mà lại còn cứng rắn như thế. Ngụy Thiên Thu, hình như là sư tôn của cô. Phượng Bảo Nam nói, Ly Hỏa thánh địa đã chiêu cáo Hoang Mãng Nguyên, tất cả thành chủ triệu tập cường giả linh hồn cảnh trở lên, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến thánh địa tập hợp. Đúng, đây là lời triệu tập 3 ngày trước, hôm nay các thành cường giả hầu như đều tới đó. Giữa thánh địa hình như đã rất nhiều năm đều không có bộc phát qua xung đột nào lớn như vậy, làm không tốt chuyện sẽ còn huyên náo lớn hơn. Ly Hỏa thánh địa triệu tập Hoang Mãng Nguyên chính là muốn chết cũng không nhận sai sao. Khương Phàm khó có thể tin được, thánh địa luyện đan hẳn là so với thánh địa bình thường phải tôn quý hơn chút, sao lại có thể làm chuyện không tử tế như thế. Ly Hỏa thánh địa cao ngạo, thiên hạ đều biết, ai bảo bọn họ là thánh địa luyện đan, không chỉ có dùng đan dược nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, còn kết giao vô số cường tông đại phái thiên hạ. Phượng Bảo Nam nhìn rất dịu dàng, nhưng lời nói lại cực kỳ to gan, Phượng gia bọn hắn không e dè chủ tử mà lại còn rất xem thường. Nhưng bọn hắn cưỡng ép can thiệp chuyện La Phù, chẳng phải phạm vào kiêng kỵ giữa các thánh địa sao? Nếu thật muốn tính toán ra thì chính là phạm vào kiêng kỵ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Khương Hồng Võ không phải người của Thiên Sư Tông, Tịch Nhan càng không phải là người của Thánh Nữ Tông. Lời ta chính là thật lòng, người đừng không thích nghe. Khương Phàm trầm mặc. Ly Hỏa thánh địa triệu tập toàn bộ cường giả Hoang Mãng Nguyên tập kết, không chỉ không nhận sai, mà càng rõ ràng muốn hung hăng làm một cuộc cùng Vô Hồi thánh địa. Khương Phàm cũng có thể tưởng tượng được, khẳng định bây giờ bọn hắn đang tập trung lực lượng từ trên người Khương Hồng Võ và Tịch Nhan để rút máu ra, nghiên cứu thành phần đan dược bên trong. Nếu như thành công, bọn hắn sẽ hoàn toàn không còn quan tâm Vô Hồi thánh địa khiêu khích, bằng vào đan dược truyền kỳ lực sẽ khiến cho cường giả thiên hạ ủng hộ. Nếu như thất bại, bọn hắn sẽ cùng Vô Hồi cứng rắn làm một cuộc. Sau đó chờ đợi các thánh địa khác ra mặt hòa giải. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì đây? Đúng, trong Thiên Sư Tông còn có một viên đan dược truyền kỳ. Nếu như giao cho Ly Hỏa thánh địa mà nói không chừng bọn hắn sẽ nguyện ý thả đi Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Nhưng nếu như vậy, lấy thực lực Ly Hỏa thánh địa, rất có thể bọn họ sẽ thông qua đan dược để tìm hiểu ra thành phần cụ thể. Đem đan dược truyền kỳ cho Ly Hỏa thánh địa đi. Linh hồn đan hoàng than nhẹ, đó là tâm huyết cả đời hắn, năm đó vì bảo vệ đan thuật nên đã vài lần suýt mất mạng. Nhưng, đan hoàng rất rõ ràng tình cảm của Khương Phàm đối với Khương Hồng Võ, tiểu tử này thật đã xem như phụ thân rồi. Mà hắn đều đã chết mấy vạn năm, có một số việc cũng đã nghĩ thoáng. Tạ ơn ngài, nhưng nếu như nhất định phải giao đan dược truyền kỳ ra, ta tình nguyện giao nó cho Vô Hồi thánh địa. Khương Phàm cảm nhận được sự cường thế của Vô Hồi thánh địa, nếu như dùng đan dược làm điều kiện, hẳn là có thể để Vô Hồi thánh địa vận dụng thủ đoạn càng cường ngạnh hơn, đoạt Khương Hồng Võ và Tịch Nhan lại. Xem như Vô Hồi thánh địa có cường thế đến đâu đều khó có khả năng ép buộc được bọn hắn giao người. Đan hoàng rất rõ ràng sức hấp dẫn của đan dược đối với các luyện đan sư, chỉ cần có hy vọng luyện được, dù là hy vọng vô cùng nhỏ bé, bọn hắn cũng đều tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha. Khương Phàm lại trầm mặc. Đúng vậy, Ly Hỏa thánh địa đều đã không tiếc đao bổ Thiên Sư Tông cướp người, làm sao có thể tùy tiện giao người. Nơi đây lại là địa bàn Ly Hỏa thánh địa, Vô Hồi thánh địa cường long khó ép địa đầu xà. Huống chi, từ tình huống hai bên thánh địa đến xem, Vô Hồi không tính là rồng, Ly Hỏa càng không phải là rắn. Thật chẳng lẽ phải đem đan dược truyền kỳ giao cho Ly Hỏa thánh địa? Khương Phàm nhắm mắt lại, ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Lúc này không thể hoảng, không thể loạn. Nén bi thương đi. Phượng Bảo Nam không hiểu rõ tại sao Ly Hỏa thánh địa muốn bắt phụ thân của Khương Phàm, nhưng hắn hiểu rõ Ly Hỏa thánh địa, đồ đã nắm tới tay là sẽ không tùy tiện từ bỏ. Vị phụ thân kia của Khương Phàm hẳn là đã chết rồi, coi như bây giờ còn không chết thì cũng sống không lâu. Ta muốn cứu người, ta muốn cứu người. Khương Phàm từ từ tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng bắt đầu linh động hơn. Khương Hồng Võ hẳn là sẽ ở nơi sâu nhất trong Ly Hỏa thánh địa. Nếu như không giao đan dược ra thì phải nghĩ biện pháp đến trong thánh địa cứu người. Nhưng Ly Hỏa thánh địa đề phòng nghiêm ngặt, vô số cường giả,
đến bên trong cứu người không khác gì người si nói mộng. Trừ phi vô hồi thánh địa nghĩ biện pháp. Đi đến, ví dụ như, chủ động bái phỏng. Nhưng, ly hỏa thánh địa khẳng định sẽ đề phòng người của vô hồi, coi như bọn hắn tiến vào, cũng không thể nào tới gần nơi cầm tù Khương Hồng Võ được. Làm sao bây giờ? Ly hỏa thánh địa không thể so với lang gia hoàng triều, vấn đề cao xa hơn mình có khả năng khiêu chiến cực hạn. Hắn không thể nào làm giống dẫn dụ đại hoàng tử được. Chờ một chút. Khương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lóe. Phượng Bảo Nam kinh ngạc nhìn hắn. Chờ cái gì? Ta có biện pháp. Trong lòng Khương Phàm cuồng loạn, toàn thân nổi lên từng trận sóng nhiệt. Người đứa nhỏ này, quý trọng mình đi, còn nháo như vậy nữa ta đều lo lắng người có thể sống đến 20 tuổi hay không. Linh hồn đan hoàng nhẹ giọng thở dài, lại phải mạo hiểm. Ông ấy ở bên trong chịu khổ, ta không thể thờ ơ. Phụ thân của ta, chính ta cứu. Quyết định như vậy đi. Khương Phàm đứng dậy muốn rời khỏi, chợt nghĩ đến Dạ An Nhiên và mọi người còn trong thiên khải bí cảnh. Đúng vào lúc này, phía tế đàn lại lần nữa truyền đến oanh động, cột sáng hoa mỹ từ trên trời giáng xuống, va chạm tế đàn, oanh động thành thiên khải. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Sao lại hết người này tới người khác đi ra rồi? Nữ hài nhi này có chút quen mặt. Sao lại còn có một con khỉ đi ra nữa? Đám người vừa mới vừa tan không bao lâu lại gom lại phía trước tế đàn lần nữa, chỉ vào phía trên nghị luận ầm ĩ. Dạ An Nhiên mang theo Tiểu Kim Hầu trở lại thành thiên khải, sau khi nhìn bốn chỗ liền chú ý tới bên ngoài mười mấy con đường có một đôi hỏa dực đang nhảy vọt lên. Hắn ở nơi đó. Dạ An Nhiên mang theo Tiểu Kim Hầu chạy tới dinh thự Phượng gia. Khương Phàm vừa mừng vừa sợ. Sao cô lại ra được? Vô hồi thánh địa hỗ trợ, bắt trước hồn thiên thánh địa. Dạ An Nhiên giới thiệu sơ lược chuyện phát sinh sau khi Khương Phàm rời khỏi, cũng lần nữa giới thiệu Tiểu Kim Hầu cho Khương Phàm. An toàn thì tốt rồi. Khương Phàm nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới vô hồi thánh địa thời khắc mấu chốt lại giúp đỡ như thế. Ta đã để bọn họ ở lại bên trong, có Thương Hàn Nguyệt nguyện ý mang theo bọn hắn, sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ vừa hay có thể lợi dụng tài nguyên cùng hoàn cảnh thiên khải bí cảnh, cố gắng kích phát hiệu quả thánh huyết, nói không chừng lúc rời khỏi đều đã là tứ trọng thiên ngũ trọng thiên. Dạ An Nhiên nhìn đường đi thanh lãnh xung quanh, nói ra. Thừa dịp người trong thành thiên khải còn không có kịp phản ứng, bây giờ chúng ta liền rời khỏi đi. Không biết tình huống Khương Thúc Thúc đã thế nào rồi, phụ thân lại đã triệu tập được bao nhiêu tông môn rồi. Cô nghỉ một lát trước đi. Ta tìm Phượng Bảo Nam tìm hiểu rõ tình hình. Khương Phàm trở lại Phượng gia, tìm được Phượng Bảo Nam. Ta muốn ngươi nghe ngóng một người. Người nào? Phượng Bảo Nam nhìn Khương Phàm và Dạ An Nhiên, thể hiện vô cùng quái dị. Hai người làm sao đi ra được? Còn mang ra một con khỉ con. Thiên khải bí cảnh từ trước đến nay đều là cung cấp thuận tiện cho thánh địa, lần này làm sao không giống với lúc trước? Diêm Lâu. Ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Ta muốn hiểu rõ tất cả tình huống của Diêm Lâu, chỉ cần ngươi biết, ta đều muốn hiểu rõ. Ngươi muốn làm gì? Phượng Bảo Nam kỳ quái nhìn hắn, ly hỏa thánh địa bắt phụ thân ngươi, ngươi muốn bắt Diêm Lâu. Dạ An Nhiên kỳ quái hơn, Diêm Lâu không phải đã bị ngươi đóng chặt bên trong rồi sao sao, còn cần nghe ngóng hắn. Xin nhờ ngươi. Khương Phàm nghĩ đến đại hoàng tử, liền nghĩ đến thành hoàng phủ. Nghĩ đến Hoàng Phủ liền nghĩ đến Nạp Lan Thanh Diệu, nghĩ đến Nạp Lan Thanh Diệu liền nghĩ đến Sát Lục Chi Hỏa. Nghĩ đến Sát Lục Chi Hỏa liền nghĩ đến M Linh Ác Hỏa của Diêm Lâu. Khương Phàm muốn nuốt M Linh Ác Hỏa, giả trang Diêm Lâu, liều chết chui vào Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi nói cái gì, Ly Hỏa Thánh Địa bổ thiên sư tông ra. Bọn hắn vừa mới rời khỏi thành thiên khải, Dạ An Nhiên đã bị lời Khương Phàm nói làm cho sợ hãi. Ta cũng vừa nghe Phượng Bảo Nam nói mới biết. Khương Phàm vừa đi vừa nói tình huống của Thiên Sư Tông và La Phù. Ly Hỏa Thánh Địa khinh người quá đáng. Dạ An Nhiên theo thật sát Khương Phàm, trong giọng nói cũng đều run lên. Một đao bổ Thiên Sư Tông ra. Phụ thân và mọi người thế nào rồi, các sư huynh đệ thì sao? Thiên Sư Tông thật vất vả mới khôi phục được chút nguyên khí, một đao này chỉ sợ lại sẽ làm cho bọn hắn thương vong hơn phân nửa. Vì đan dược truyền kỳ, bọn hắn lại muốn luyện người sống. Không phải luyện đan sư tự nhận bản thân tôn quý cao ngạo sao, sao bọn hắn có thể làm ra chuyện như vậy?
Dạ An Nhiên trước đó chỉ cảm giác Diêm Lâu buồn nôn, không nghĩ tới thánh địa luyện đan vậy mà cũng sẽ tà ác tàn nhẫn như vậy. Giống giống. Tiểu Kim Hầu theo sát hai người, phát ra tiếng gào trầm thấp. Có chút tức giận, càng có chút hưng phấn, thế giới bên ngoài quả nhiên thật đặc sắc. Ta nghĩ đã nghĩ được một cách, sau khi trở lại La Phù Sơn Mạch, chúng ta chia ra hành động. Cô và Tiểu Kim Hầu dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Sư Tông, xem tình huống nơi đó, lại mang theo đan dược đến Vô Hồi Thánh Địa tìm ta. Ta đến Vô Hồi Thánh Địa, mời Thánh Chủ ra mặt, bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm vẽ phác thảo biện pháp hành động cụ thể trong đầu. Vô Hồi Thánh Địa đều đã cùng Ly Hỏa Thánh Địa náo thành thế này, người còn muốn để Vô Hồi Thánh Chủ bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. Làm sao Vô Hồi Thánh Chủ có thể đồng ý? Bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa lại để làm gì? Tại sao ngươi lại muốn nhờ Phượng Bảo Nam tìm hiểu Diêm Lâu? Ngươi dừng lại trước đã, rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào? Dạ An Nhiên đột nhiên kéo Khương Phàm lại, nghiêm túc nhìn hắn. Mời Vô Hồi Thánh Chủ, còn nghe ngóng Diêm Lâu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khương Phàm dừng lại, đáy mắt rạng rỡ đầy ánh sáng. Ta muốn giả trang thành Diêm Lâu trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa, tìm phụ thân, tìm cơ hội cứu người. Sau đó Vô Hồi Thánh Chủ lấy danh nghĩa bái phỏng để vào Ly Hỏa Thánh Địa, nhìn tình hình rồi cứu ta. Dạ An Nhiên lại thay đổi sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa? Ngươi điên rồi. Khương Phàm nói. Không thể nào trông cậy vào Vô Hồi Thánh Địa cưỡng ép cứu người, nhất định phải ra tay từ nội bộ. Vô Hồi không dám mạo hiểm, ta tự mình tới làm. Đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ tới. Không được. Ngươi tuyệt đối không thể đến Ly Hỏa Thánh Địa. Dạ An Nhiên vừa lo lắng lại càng tức giận, đây quả thực là hồ nháo. Lúc trước ở Thành Hoàng Phủ thiếu chút nữa đã mất mạng, bây giờ thì quả thực chính là đi chịu chết. Mà, Khương Phàm vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn từ bên trong thế lực kinh khủng như Ly Hỏa Thánh Địa kia cứu người, không khác người si nói mộng. Ta có cách, ta có thể ứng phó. Ngươi ứng phó không được. Ta có thể. Ngươi không thể, Khương Phàm. Người phải suy nghĩ kỹ, hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày rồi, người cảm thấy, Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, còn sống không? Dạ An Nhiên gian nan nói ra khỏi miệng, mặc dù rất hy vọng bọn họ đều còn sống, đều an toàn, càng hy vọng bọn họ có thể trở về một lần nữa. Nhưng, Ly Hỏa Thánh Địa là muốn luyện đan, là muốn đem người sống luyện đến chết, sau đó lấy đan. Trong lòng Khương Phàm run lên, hai mắt liền trở nên mông lung. Ai? Linh hồn đan hoàng nhẹ nhàng than một tiếng, đây cũng là lời lúc trước hắn muốn nói nhưng lại nói không ra. Chuyện đã xảy ra hơn 20 ngày trước đó, chờ Khương Phàm chuẩn bị sẵn sàng lại trà trộn vào đi, lại phải mất 10 ngày nửa tháng. Rất có thể Khương Hồng Võ và Tịch Nhan đã biến thành huyết thủy hết rồi. Đúng, thật xin lỗi, nhưng... Dạ An Nhiên rủ tầm mắt xuống, không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Khương Phàm. Chỉ mới nghĩ lấy cứu người, nhưng người... Vẫn còn hay không? Nàng không nguyện ý để Khương Phàm mạo hiểm tính mạng đến Ly Hỏa Thánh Địa, càng không nguyện ý để Khương Phàm tận mắt nhìn thấy phụ thân hắn hóa thành huyết thủy. Loại đau khổ này, rất có thể sẽ để hắn sụp đổ ngay trong nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa. Ánh mắt Khương Phàm lắc lư, nước mắt trượt xuống gương mặt. Nhưng, hắn dùng sức lau nước mắt, phóng tới hoang dã mênh mông. Ta muốn cứu họ, ta nhất định phải cứu bọn họ. Ta không thể bởi vì một câu, có lẽ đã chết rồi, liền lựa chọn từ bỏ. Ta chính là hy vọng của họ, ta là hy vọng duy nhất của bọn họ. Giọng Khương Phàm run rẩy, muốn kiên định tin tưởng bọn họ nhất định là còn sống, nên hắn sẽ không tiếc tất mọi thứ mà cứu bọn họ ra. Những thứ khác, cái gì hắn cũng đều không muốn. Không muốn, không muốn. Dạ An Nhiên nhìn bóng lưng Khương Phàm từ từ đi xa, đôi môi khẽ run, hai mắt mông lung, dứt khoát đi theo. Bọn họ còn sống, bọn họ khẳng định còn sống, bọn họ biết ngươi sẽ đi cứu nên, đang chờ ngươi. Dạ An Nhiên song song phóng tới cùng Khương Phàm, nhẹ giọng run run. Chúng ta về La Phù. Khương Phàm thu Dạ An Nhiên và Tiểu Kim Hầu vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, hắn đứng giữa mênh mông hoang dã phát ra một tiếng gào thét kiên định lại khàn giọng, liệt diễm sôi trào toàn thân, hài cốt lan tràn ở phía sau lưng cuốn lên hỏa rực chói mắt, phóng lên tận trời. Thành Thiên Khải. Làm sao bọn họ có thể đi ra được? Phượng Bảo Nam nhìn qua cửa sổ thẳng đến phía tế đàn, hắn không hiểu rõ làm sao hai người kia có thể liên tiếp đi ra như vậy,
còn ngang nhiên mang theo một con yêu hầu. Một vị lão giả đi tới sau lưng Phượng Bảo Nam, thản nhiên nói. Thiên Khải bí cảnh từ khi sáng lập đã có rất nhiều quy củ, đa số đều là hữu ích cho đệ tử thánh địa. Tuy nhiên vào mấy trăm năm trước, Thiên Khải bí cảnh lại ở trên Long Hổ Đài có thêm mấy đầu quy củ mới, dùng để hấp dẫn đệ tử thánh địa và người bên ngoài thánh địa có thể lên đài hội võ. Trong đó có một điều, nếu như người bên ngoài thánh địa có thể đơn đấu ba đệ tử thánh địa liền có thể bị đưa ra Thiên Khải bí cảnh, còn có thể có kỳ hạn an toàn dài đến một năm. Phượng Bảo Nam kinh ngạc nhìn lão nhân. Ý ngài là, bọn hắn ở trên Long Hổ Đài đơn đấu ba vị đệ tử thánh địa. Có thực lực, có can đảm, có ý tứ. Chờ sau 3 tháng Thiên Khải bí cảnh khởi động lại, người ở bên trong đi ra thì sẽ biết tất cả mọi chuyện. Lão nhân lắc đầu, nhắc nhở. Thiếu gia, ngài nên trở về Phượng Thành, trong tộc đều đã thúc giục ngài 3 lần rồi. Phượng Bảo Nam ngồi trở lại trên ghế mây, chuyển con ngươi xinh đẹp giống như viên ngọc đen. Hắn nhờ ta tìm hiểu kỹ càng tình huống của Diêm Lâu có thể là có tính toán. Lão nhân rất bất đắc dĩ. Thiếu gia, ngài cũng đừng đoán mò. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngài vẫn là nên về nhà đợi. Phượng Bảo Nam trầm mặc thật lâu, trên mặt đột nhiên có một nụ cười mê người. Không phải là hắn muốn trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa đấy chứ? Ngài xem Ly Hỏa Thánh Địa là cái gì, nơi đó là hắn muốn vào thì có thể vào sao? Lão nhân càng bất đắc dĩ, vị thiếu gia nhà mình đây thật là một nhân tài, cái gì cũng dám nghĩ. Nếu như hắn can đảm đó, thật đúng là có khả năng trà trộn vào. Phượng Bảo Nam càng nghĩ càng có khả năng, bởi vì hắn từ Hoa Vị Ưu đã kỹ càng hiểu qua Khương Phàm, nhất là sự tích huy hoàng tại Lang Gia Hoàng Triều. Giả mạo sát lục chi hỏa, bắt sống đại hoàng tử. Nếu như linh văn của Khương Phàm có thể ngụy trang màu sắc hỏa diễm, hoàn toàn có thể lặp lại chiêu cũ, giả mạo M linh ác hỏa trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa. Điều kiện tiên quyết là, Khương Phàm phải có lá gan kia. Thiếu gia, trở về gia tộc đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lão nhân liên tục thúc giục, không quay lại thì có lẽ tiểu thư sẽ muốn đích thân tới bắt người. Đi, về nhà, chuẩn bị lễ vật cho tỷ tỷ ta. Phượng Bảo Nam hưng phấn, nếu như Khương Phàm giống như hắn nghĩ, vậy Ly Hỏa Thánh Địa sẽ rất náo nhiệt đây. Đầu của Lục Thanh Tuyệt, ngài vẫn nên ném đi đi. Ném đi rất đáng tiếc, ta muốn cùng với tỷ tỷ tự mình đưa đến thành Bát Hoang. Ngài cũng đừng làm loạn thêm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, người cũng không phải do ta giết. Ta cứ nói là ta ra giá cao mua lại, bọn hắn còn phải cảm ơn ta nữa đây. Phượng Bảo Nam cười tươi, hắn đang mong đợi phản ứng của Lục gia, càng đang mong đợi sự phấn khích của Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa, Thiên Hỏa Cung. Nơi này là cấm địa tôn quý nhất tại Ly Hỏa, đề phòng nghiêm ngặt, do Võ Cực Điện của Ly Hỏa Thánh Địa phụ trách trấn thủ tự mình trông coi. Nơi này là luyện lô cổ xưa nhất đứng vững tại Ly Hỏa Thánh Địa, bất diệt Ly Hỏa Lô, là Ly Hỏa Thánh Địa đặt chân từ thuở ban sơ. Nơi này cũng là vùng đất luyện đan có quy cách cao nhất trong Thánh Địa, chỉ luyện chế đan dược lục phẩm, ví dụ như thiên nhân đan. Nơi này càng là Thánh Địa chân chính trong lòng vô số luyện đan sư của Ly Hỏa Thánh Địa, bình thường chỉ có cấp bậc Đại Tông Sư mới có tư cách tiến vào. Tham kiến Thánh Chủ, các vị Điện Chủ. 3.000 thủ vệ Võ Cực Điện bên ngoài Thiên Hỏa Cung đều quỳ xuống, được Điện Chủ Võ Cực Điện tự mình dẫn đầu, cung nghênh Ly Hỏa Thánh Chủ, còn có 5 Điện Chủ Xích Diễm Điện, Đan Đỉnh Điện, Kim Thai Điện, Thiên Nguyên Điện, Dị Linh Điện theo sát ở phía sau. Ly Hỏa Thánh Chủ tóc trắng xóa, thân hình gầy gò, lại tràn ngập uy thế kinh khủng, giống như thần linh từ trên trời giáng xuống, để cho người ta nhịn không được mà muốn quỳ bái. Thánh Văn Chí Tôn sáng chói chiếu thấu không gian. Tỏa ra ù ù thánh uy, vặn vẹo cả năng lượng thiên địa trước Thiên Hỏa Cung, càng để linh văn tất cả mọi người đều hồi hộp. Ngay cả 5 vị điện chủ cũng hơi cúi đầu, chủ động rớt lại sau 10 bước. Ù ù, cửa cung nặng nề rộng rãi của Thiên Hỏa Cung chậm rãi mở ra, số lượng lớn luyện đan sư khom mình hành lễ, nghênh đón thánh chủ giá lâm. Thế nào? Ly Hỏa Thánh Chủ đi đến Thiên Hỏa Cung, hai mắt như ánh mặt trời phát ra cường quan chói mắt. Lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy vị luyện đan sư già nua bên cạnh. Không phụ kỳ vọng của thánh chủ. Đám lão già này ngày ngày cao ngạo, ở trước mặt thánh chủ thì vô cùng kính cẩn nghe theo, cũng không dám ngồi thẳng ngẩng đầu nhìn lên. Nói, Ly Hỏa Thánh Chủ ngước nhìn đỉnh lô nguy nga thông thiên tuyệt thế bên trong Thiên Hỏa Cung.
Chúng ta từ trên thân Tịch Nhan và Khương Hồng Võ lần lượt rút ra 22 lần, cộng với từ trên thân Liêu Nguyên Giáp rút ra hơn 50 lần, xác định được 33 loại thành phần đan dược. 3 ngày trước, sau khi chúng ta điều dưỡng thân thể Liêu Nguyên Giáp đến tốt nhất đã ném vào đỉnh lô luyện hóa, lại từ bên trong tìm kiếm ra được 5 loại thành phần mà trước đó không có phát hiện ra. Một vị lão giả gầy còm cung kính bồi ở bên cạnh Ly Hỏa Thánh Chủ, thấp giọng nói. Trước khi bắt Tịch Nhan và Khương Hồng Võ, trong tay bọn họ chỉ có một tên Liêu Nguyên Giáp, quý giá giống như là bảo bối, không dám tùy tiện giết chết hắn, chỉ có thể từ trên thân rút lấy máu thịt để phân tích thành phần. Bây giờ thì tốt rồi, trong tay bọn họ lại có nhiều thêm 2 kẻ, cho nên sau khi liên tiếp đào thịt lấy máu, sau khi so sánh cùng thành phần dược liệu luyện được trên thân Liêu Nguyên Giáp, sau đó đã đem Liêu Nguyên Giáp đi luyện trực tiếp. Không nghĩ tới, vậy mà là lại tìm ra được thành phần mới thật. Chuyện này khiến bọn hắn vô cùng hưng phấn. Điện chủ Đan Đỉnh Điện hỏi. 28 loại dược liệu đều có sao? Những lão gia hỏa này đều là người của Đan Đỉnh Điện, trước đó một mực không có tiến triển để trên mặt điện chủ là hắn đây đều không có chút ánh sáng, bây giờ rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu ở trước mặt thánh chủ. Lão giả ra hiệu thị vệ ở hai bên cùng toàn bộ luyện đan sư lui ra, mới nói. Tất cả đều là dược liệu có chút quý giá lại hiếm thấy, trong đó có 12 loại Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta có, còn có 9 loại, cần từ từ siêu tập, 7 loại khác chỉ sợ khó tìm. Xác định chỉ có 28 loại. Ly Hỏa Thánh chủ căng cứng mặt, uy nghiêm hỏi. Chúng ta hoài nghi vẫn còn, hơn nữa còn hẳn là thuốc dẫn càng đặc thù, cho nên muốn xin chỉ thị thánh chủ. Có thể đem hai vị này cùng luyện hay không? Lão giả cười gian tà, chỉ Tịch Nhan và Khương Hồng Võ treo ở phía trước. Y phục Tịch Nhan và Khương Hồng Võ rách tả tơi, máu me khắp người, giống như là súc vật treo ở nơi đó. Vì để tránh cho bọn hắn dùng đan dược chữa thương ảnh hưởng việc phân tích thành phần đan dược truyền kỳ, trong khoảng thời gian này đến nay chỉ là lấy thịt lấy máu từ trên người, từ đầu đến cuối không có chữa thương cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ tự dựa vào linh lực điều trị, chậm rãi khép lại vết thương. Thánh chủ thản nhiên liếc mắt nhìn hai người giữa không trung, nói. Trước tiên dùng dược liệu các ngươi tra được, luyện chế cho ta 20 viên thuốc. Lão giả nhìn điện chủ Đan Đỉnh Điện, chần chờ nói. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta chỉ có thể tìm được 12 loại dược liệu, những thứ khác. Những thứ khác thì dùng vật tương tự thay thế. Bây giờ không phải là ta muốn ngươi luyện ra đan dược truyền kỳ chân chính, ta muốn xem những dược liệu này luyện ra đan dược rốt cuộc có hiệu quả gì. Ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Lão giả ánh mắt lấp lóe, giật mình hiểu ra. Thánh chủ anh minh, trong vòng 5 ngày, ta cam đoan có thể luyện ra 20 viên, lại cho ta thời gian thêm 5 ngày, ta có thể xác định được hiệu quả đan dược. Nếu như đan dược có thể có điều trị linh văn nói rõ thành phần không có vấn đề, liền nghiêm túc xác định tỷ lệ thành phần các loại dược liệu cho ta. Nếu như đan dược không hề hiệu quả, đã nói lên các ngươi phân tích đan dược thành phần còn có bỏ sót, luyện Tịch Nhan trước cho ta, xác định thành phần khác. Nếu như vẫn còn không được, thì luyện Khương Hồng Võ. Nếu như còn chưa đủ, Thánh Địa sẽ bắt luôn cả cái tên Dạ Thiên Lan của Thiên Sư Tông kia. Tóm lại, không tiếc bất cứ giá nào, phải xác định kỹ càng thành phần đan dược, một cái cũng không thể sót xuống. Ly Hỏa Thánh chủ uy nghiêm nhắc nhở, muốn để những luyện đan sư này nhìn thấy quyết tâm của hắn. Trước đó kỳ thật không nguyện ý động đến vị tông chủ Thiên Sư Tông, Dạ Thiên Lan kia, nhưng nếu Vô Hồi Thánh Địa không biết tốt xấu, nhất định phải cùng bọn hắn ngạnh kháng, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Chỉ cần có thể luyện ra đan dược truyền kỳ, lực ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa liền có thể lên tới vấn đề hoàn toàn mới. Coi như luyện ra được đan dược chỉ có thể có 5-3 phần hy vọng thăng hoa linh văn cũng đủ làm cho người trong thiên hạ điên cuồng. Các ngươi cứ việc luyện đan, không cần để ý chuyện bên ngoài. Lần này, coi như toàn diện khai chiến với Vô Hồi Thánh Địa đều sẽ không tiếc. Điện chủ Thiên Nguyên Điện cũng đại biểu cho điện chủ trịnh trọng nhắc nhở bọn hắn. Xin thánh chủ và các vị điện chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng hết khả năng. Lão giả dẫn đầu đông đảo các luyện đan sư trịnh trọng cam đoan. Khương Hồng Võ, Tịch Nhan, hấp hối treo ở giữa không trung, nghe được ồn ào phía dưới, cũng không có đưa tầm mắt xuống nhìn. Bọn hắn không phải là tuyệt vọng, mà là từ bỏ. Nơi này là thánh địa. Ngay cả Vô Hồi Thánh Địa cũng đều khó mà dung chuyển được thánh địa luyện đan này. Không ai có thể cứu bọn hắn. Bọn hắn, phải chết ở chỗ này.
Khương Phàm chuẩn bị cho mình số lượng lớn huyết đan và hỏa diễm linh đan, ngày đêm không nghỉ lao vùn vụt trên tầng mây. Rốt cuộc cũng sau 3 ngày đã về tới được La Phù Sơn Mạch. Mang đan dược đến Vô Hồi Thánh Địa tìm ta. Ý ta đã quyết, không cần cùng tông chủ và mọi người dây dưa, phải trong thời gian ngắn nhất đưa đến. Chúng ta nhanh một ngày, phụ thân và Tịch Nhan sẽ bớt đi một ngày chịu tội. Khương Phàm không lo được nghỉ ngơi, sau khi tách khỏi Dạ An Nhiên liền chạy thẳng đến Vô Hồi Thánh Địa. Nhưng, Khương Phàm vừa mới xâm nhập La Phù không đến 300 dặm, đột nhiên phát giác được có một tiếng kêu gọi yếu ớt. Giống như có một âm thanh quen thuộc nào đó cứ gọi lúc ẩn lúc hiện. Mới đầu không thèm để ý, nhưng âm thanh này cứ mãi quanh quẩn ở bên tai, giống như đang kêu gọi hắn. Cảm giác thật kỳ diệu. Thứ gì vậy? Sau khi Khương Phàm cẩn thận xác định rõ phương hướng, lại vọt tới trước hơn 300 dặm, tiếng kêu gọi kia rất là mông lung, cứ như đang cách xa xôi vạn dặm. Không quản được nhiều như vậy. Khương Phàm quay đầu phóng tới Vô Hồi Thánh Địa, bây giờ chỉ muốn đến nhờ Vô Hồi Thánh chủ bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa, những cái khác hắn đều mặc kệ. Ngươi chính là Khương Phàm. Vô Hồi Thánh chủ đang ngồi ở Vô Hồi trong đại điện tiếp đãi Khương Phàm đã xông vào Thánh Địa. Khương Phàm, gặp qua Thánh chủ. Khương Phàm vừa tiến cung điện liền cảm nhận được uy thế khủng bố đập vào mặt. Mặc dù lúc tiếp xúc với cao giai linh hồn cảnh như Khương Hồng Võ và Dạ Thiên Lan hắn cũng có thể cảm nhận được áp bách mãnh liệt, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy qua loại uy thế nào có thể mãnh liệt đến mức để cho người ta sợ hãi như thế. Cứ như, người ngồi ngay ngắn trên điện đã không còn là người, mà chính là Thánh Linh. Uy thế cường thịnh giống như thủy triều không ngừng liên tục đánh tới hắn. Trước đây không phải nói không tới sao, làm sao bây giờ lại nháo đến, còn đả thương đệ tử Thánh Địa ta. Mặt Vô Hồi Thánh chủ không thay đổi nhìn thiếu niên phía dưới. Thật đúng là một tiểu tử bướng bỉnh. Thời điểm tông chủ các tông La Phù tới bái phỏng đều là quỳ gối ở phía ngoài, tiểu gia hỏa này vậy mà lại cứ đứng thẳng tắp trong điện, còn cố ý ngẩng cái đầu nhỏ kia lên. Cứ việc bị uy thế của nàng ép tới toàn thân đều đang run run nhẹ, nhưng vẫn cố chống đỡ. Trước đó phải xử lý chuyện nhà, không phải không muốn vào Thánh Địa, mà là không thể vào. Bây giờ thì thế nào? Chuyện nhà vẫn còn chưa có xử lý tốt, hôm nay tới mà để xin Thánh chủ ra mặt tương trợ. Ha ha! Vô Hồi Thánh chủ cười. Tiểu gia hỏa, người coi ngươi là ai, ngươi lại xem ta là ai? Ta muốn mời Thánh chủ, tự mình dẫn cường giả mà Vô Hồi Thánh Địa có khả năng triệu tập, cưỡng ép bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. Ngài không cần mạo hiểm, chỉ cần đem toàn bộ lực chú ý của Ly Hỏa Thánh Địa kiềm chế ở một chỗ. Đợi sau khi xảy ra thêm chuyện, mang ta ra khỏi Ly Hỏa Thánh Địa là được rồi. Khương Phàm nói thẳng ra thỉnh cầu. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Vô Hồi Thánh chủ không hiểu rõ tiểu gia hỏa này lấy ở đâu ra lực lượng, nếu như không phải thấy hắn là hài tử, trực tiếp đánh ra ngoài sẽ rất không có phong độ, thì bây giờ nàng đã trực tiếp đứng dậy rời khỏi rồi. Ta không phải đang cầu xin ngài, ta đang xin ngài tương trợ, cũng là giúp ngài cứu danh dự. Nếu như ngài không nguyện ý, ta có thể bái phỏng các thánh địa khác. Khương Phàm cố gắng đối kháng với uy thế cường thịnh của Vô Hồi Thánh chủ, kiên trì hô to. Đan dược La Phù truyền kỳ tổng cộng có 5 viên, một viên bị Tịch Nhan dùng, một viên bị phụ thân ta, Khương Hồng Võ dùng, một viên bị tông chủ Thiên Sư Tông dùng, một viên bị Liêu Nguyên Giáp dùng, còn có một viên. Đang trên tay của ta. Vô Hồi Thánh chủ vừa muốn răn dạy Khương Phàm, lại bị câu nói kế tiếp hấp dẫn lấy. Ngươi còn một viên. Hoàn toàn là sự thật. Đan dược tổng cộng có 5 viên, lúc ấy ta mang đi 2 viên, Liêu Nguyên Giáp mang đi 1 viên, Tịch Nhan mang đi 1 viên, Tịch Giao cũng mang đi 1 viên, nhưng sau khi ta cứu Tịch Giao từ Lang Gia Quốc về nàng đã đem đan dược cho ta. Nếu còn 1 viên, vì cái gì lại không dùng? Ta dùng đan dược giao dịch với quốc quân Đan quốc quân tự mình hỗ trợ phụ thân ta vượt qua sinh tử cảnh, chỉ cần thành công, đan dược sẽ cho hắn. Bây giờ xem ra, bọn hắn không có hy vọng, chủ nhân đan dược, là ta. Lấy ra ta xem một chút. Vô Hồi Thánh chủ trước đó đối với loại đan dược kia hứng thú không lớn, tính cách cao ngạo cũng không cho phép nàng cưỡng ép yêu cầu từ trong lãnh địa của mình. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Một viên đan dược vậy mà lại khiến cho Ly Hỏa Thánh Địa điên cuồng như vậy, không tiếc mạo phạm La Phù, càng không tiếc khai chiến với Vô Hồi. Ta mới từ Thiên Khải bí cảnh đi ra, liền trực tiếp chạy tới nơi này, tuy nhiên nữ nhi của tông chủ Dạ Thiên Lan,
Giả An Nhiên đang chạy về Thiên Sư Tông, sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Ta sẽ không ở đây lừa gạt ngài, ngài có thể sớm điều động cường giả, làm tốt chuẩn bị để bái phỏng. Chờ đan dược vừa đến, ngài lại bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm không trì hoãn nổi thời gian, mình tới nơi này sớm một ngày, vương gia nơi đó sẽ nhiều hơn một phần hy vọng. Người từ Thiên Khải Bí Cảnh trở về, nếu ta tính không sai, lần tiếp theo Thiên Khải Bí Cảnh mở ra còn phải đợi khoảng 3 tháng nữa. Ta ở bên trong náo loạn chút chuyện, hồn thiên thánh địa không chơi nổi, dùng long hổ đài đem ta ném ra. Khương Phàm nói xong, lại bổ sung. Nhờ có Thương Hàn Nguyệt của thánh địa trợ giúp, bây giờ những bằng hữu kia của ta vẫn còn đang bên trong lịch luyện. Ha ha, ngươi không vào thánh địa, vậy mà lại chạy tới Thiên Khải. Vô Hồi Thánh Địa yên lặng nhìn Khương Phàm một chút, bỗng nhiên thấy hứng thú. Ngươi là muốn tự mình đi cứu Khương Hồng Võ. Các ngươi là mục tiêu quá lớn, ngược lại là ta, có thể ra tay bất ngờ. Làm sao cứu? Các ngươi bái phỏng, hấp dẫn người, ta ngụy trang thành Diêm Lâu, trà trộn vào đó. Làm sao ngụy trang? Ngài hẳn là đã hiểu qua, ta tại Lang Gia Hoàng Triều ngụy trang thành Sát Lục Chi Hỏa. Bây giờ trong tay ta đã có Diêm Lâu, ta có thể lợi dụng hắn, tạm thời ngụy trang thành M Linh Ác Hỏa. Bây giờ Ly Hỏa Thánh Địa đang hỗn loạn, sau khi ngài tới, nơi đó sẽ càng hỗn loạn, càng khẩn trương hơn, ta chỉ cần hơi thay đổi dung mạo, lại hiện ra M Linh Ác Hỏa, hẳn là có thể lừa được. Trong tay của ta còn có Hóa Sinh Bát lấy được từ Xích Tiêu Tông, bên trong là cả một vùng biển mênh mông, nếu như ngài có thể cho ta mượn một trọng bảo, trong nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa đánh nát Hóa Sinh Bát thì ta có thể phóng thích thủy triều ra vạn dặm, bao phủ cả Ly Hỏa Thánh Địa, đem toàn bộ Hoang Mãng Nguyên biến thành đại dương. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sát ý tàn nhẫn, biểu hiện cũng đều trở nên dữ tợn. Vô Hồi Chi Chủ nhìn Khương Phàm thật sâu, rốt cuộc đã hiểu tiểu gia hỏa này không phải đang nói đùa, hắn muốn xông vào Ly Hỏa Thánh Địa thật, cũng đã làm xong kỹ càng kế hoạch. Không chỉ có muốn cứu người, còn muốn trả thù Ly Hỏa Thánh Địa. Không chỉ có muốn trả thù, còn muốn dìm nước cả Hoang Mãng Nguyên. Tiểu gia hỏa này đơn giản chính là một con sói đầu đàn còn nhỏ. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt loại quái vật khổng lồ Ly Hỏa Thánh Địa kia, chỉ sợ ngay cả ý nghĩ cứu người cũng đều không có, hắn lại còn muốn phế luôn cả Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm tiếp tục nói, ta rời khỏi Thiên Khải Bí Cảnh đã thắng được một năm an toàn, Ly Hỏa Thánh Địa không dám giết ta, ngài có thể dùng quy củ này, sau đó bảo đảm ta rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa. Đây là điều chính người nghĩ ra được. Vô Hồi Chi Chủ mặc dù không quen thái độ, không quá tôn trọng của Khương Phàm, nhưng không biết tại sao, đột nhiên có chút động tâm. Nhân tài như vậy, không ở lại Vô Hồi Thánh Địa thật sự L quá đáng tiếc. Dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, đối mặt Ly Hỏa Thánh Địa đã không có e ngại, còn muốn đón thẳng đầu. Loại can đảm khí phách này so với Thánh Linh Văn còn muốn quý giá hơn nhiều. Ngài, nguyện ý mạo hiểm không? Nếu như ngài có thể bảo đảm ta đánh nát Hóa Sinh Bát trong Ly Hỏa Thánh Địa, nhất định sẽ trọng thương Ly Hỏa Thánh Địa. Mà dìm nước Thánh Địa, càng có thể thể lộ rõ ràng thái độ đối đãi và khiêu khích của Vô Hồi Thánh Địa. Đối với ta mà nói, chỉ là cứu người. Đối với ngài và Vô Hồi Thánh Địa mà nói là, vừa có thể cứu danh dự, càng có thể hiện ra thái độ, sau đó có còn có được đan dược truyền kỳ. Khương Phàm trịnh trọng thỉnh cầu. Vô Hồi Thánh Chủ không vội vã trả lời, mà là hỏi. Ngươi tưởng tượng thì rất dễ dàng, nhưng ngươi biết tình huống cụ thể bên trong Ly Hỏa Thánh Địa không? Làm sao ngươi có thể bảo đảm mình thuận lợi tìm được Khương Hồng Võ? Khương Phàm thản nhiên nói. Loại chuyện cực mạng này, cảm giác có thể nắm chắc 7 phần trở lên, cũng đủ để áp dụng, làm sao có thể chu đáo? Vô Hồi Thánh Chủ nói. Ngươi cũng biết là cực mạng, nếu là cược, thắng bại chính là chia 5 năm. Có thể trước khi ngươi tìm thấy Khương Hồng Võ thì đã chết ở Ly Hỏa Thánh Địa rồi, thời điểm ngươi phá hủy Hóa Sinh Bát càng có thể sẽ chết tại Ly Hỏa Thánh Địa, ngươi. Tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy? Khương Phàm khẽ nhíu mày nhìn Vô Hồi Thánh Chủ thật lâu, đưa tay chỉ phía Ly Hỏa Thánh Địa nơi xa. Phụ thân ta ở nơi đó, lý do này còn chưa đủ à? Làm sao ngươi biết, hắn còn sống? Làm sao ngài biết, người đã chết? Phụ thân và Tịch Nhan có còn sống hay không, là mạng của bọn họ, Khương Phàm ta có nguyện ý cứu hay không, có thể cứu hay không, là mạng của ta. Khương Phàm kiên định nghênh tiếp ánh mắt Vô Hồi Thánh Chủ.
Vô hồi thánh chủ lẳng lặng nhìn Khương Phàm thật lâu, nhếch miệng hiện lên một ý cười. Tiểu gia hỏa này, thật đúng để cho người ta cảm thấy hiếm có. Ta có thể tiếp ly hỏa thánh địa, kiềm chế lực lượng chủ yếu nơi đó, tạo cho ngươi cơ hội. Ta cũng có thể đánh nát hóa sinh bát trong tay ngươi kia. Ta còn có thể mang ngươi rời khỏi ly hỏa thánh địa. Nhưng ta không muốn viên đan dược truyền kỳ kia. Vô hồi thánh chủ tản ánh sáng linh văn ra, đè uy thế làm cho người khác e ngại lại, đứng dậy đi xuống đài cao. Khương Phàm kinh ngạc nhìn nữ tử phía trên đang đi tới. Đây là thánh chủ. Nữ tử thân thể mềm mại thướt tha, đùi ngọc thon dài, gót sen uyển chuyển, nhìn lên, da như mỡ đông, mắt như thu thủy, dung nhan xinh đẹp như mỹ ngọc tạo thành, đẹp tới cực điểm, chỉ là ánh mắt quá lạnh, vừa lạnh nhạt lại nghiêm túc. Trong tưởng tượng của Khương Phàm, thánh chủ hẳn là một lão thái bà trăm tuổi, không nghĩ tới lại quá trẻ như thế. Không đúng. Nàng hẳn là giống như cô, dùng chú nhan thuật gì đó. Cũng có thể là ăn thanh xuân quả. Khương Phàm nói. Xin hỏi thánh chủ muốn cái gì? Chỉ cần có thể cứu phụ thân trở về, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vô hồi thánh chủ đi đến trước mặt Khương Phàm, cười nhạt một tiếng, tươi đẹp động lòng người. Ta muốn ngươi. Muốn ta làm cái gì? Muốn ngươi sau đó đến quỳ trước vô hồi thánh địa, khẩn cầu thánh địa thu nhận ngươi. Vì sao? Chuyện này ngươi cần phải trả một cái giá. Vô hồi thánh chủ không nhớ nổi đã bao nhiêu năm mình không có thưởng thức qua người nào. Tên Khương Phàm này không chỉ là thánh phẩm thú linh văn, lại còn có mưu trí và can đảm khó có được, lại còn có ơn tất báo, vì muốn báo công ơn nuôi dưỡng của Khương Hồng Võ mà đến mạng cũng không cần. Mà vô hồi thánh địa cũng không phải là thánh địa luyện đan, dù đạt được đan dược thì cũng chỉ là tạo nên một thánh văn mà thôi, nhưng có Khương Phàm, còn cần tạo nữa sao? Khương Phàm trầm mặc một lát. Ta có thể đến thánh địa, nhưng không thể là ngay sau chuyện ly hỏa thánh địa. Lần này vô hồi thánh chủ không hề tức giận. Ngươi chọn thời gian. Khương Phàm nói. Ta và Lang Gia Hoàng Triều còn có một khoản nợ chưa tính toán rõ ràng, xong việc này ta sẽ đến vô hồi thánh địa, cầu xin gia nhập. Ta nói chính là, quỳ thỉnh cầu, yêu cầu của ta là, quỳ 33 ngày. Vô hồi thánh chủ muốn chính là phần mặt mũi này, muốn để người trong thiên hạ biết, Khương Phàm chủ động đến xin bọn họ, không phải vô hồi thánh địa lặp đi lặp lại đi mời tới. Đứng đi, ta có thể đứng 66 ngày. Ta muốn là quỳ. Đứng, 66 ngày. Khương Phàm mặc dù nguyện ý trả giá đắt, nhưng tuyệt đối không thể mất tôn nghiêm. Vô hồi thánh chủ không tiếp tục kiên trì. Được thôi, theo ngươi, 66 ngày. Nhưng phải hô to cầu xin thu nhận ngươi, còn phải cúi đầu. Khương Phàm bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, vị thánh chủ này làm sao lại có chút ít sức lực già mồm của nữ nhi vậy, hình như rất coi trọng mặt mũi. Vô hồi thánh chủ duỗi cánh tay mảnh khảnh ra. Đưa hóa sinh bát cho ta xem một chút. Khương Phàm đem hóa sinh bát giao cho vô hồi thánh chủ, vì để đảm bảo có thể uy lực tốt hơn nên trên đường đã ép buộc hoa vị yêu giải trừ liên hệ, do hắn nhận chủ. Vô hồi thánh chủ tiếp nhận bát ngọc, lật xem ở hai bên, rất nhanh liền phát giác được độ bất phàm của nó. Từ đâu ngươi có được nó? Hoa vị yêu, Xích Tiêu Tông. Hắn tặng cho ngươi. Có thể nói như vậy. Bảo bối như vậy lại có thể tùy tiện tặng cho người khác. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp của mình. Ba huynh muội bọn hắn đều bị giam giữ trong tòa lao này của ta, cho nên, bọn hắn rất tình nguyện. Vô hồi thánh chủ hơi nhíu mày. Ý thức thò vào hóa sinh bát. Trong này đúng là đại dương, hình như có chút lực lượng phi phàm. Ta đã thử qua ở thiên khải bí cảnh, dùng đỉnh lô của ta va chạm có thể rơi xuống mảng lớn tia sáng, trong nháy mắt tia sáng có thể biến thành hơn 10 dặm thủy triều. Chỉ cần ta có thể va chạm đủ mạnh hẳn là có thể phóng xuất ra toàn bộ thủy triều bên trong. Trong lời Khương Phàm nói lộ ra cỗ ngoan khí, rất chờ mong hiệu quả của hóa sinh bát. Nếu như bảo bối này thật có thể phóng thích vạn dặm đại dương trong nháy mắt, ta đoán chừng ngươi cũng có thể mất mạng trong nháy mắt. Sau khi cảm nhận cẩn thận, vô hồi thánh chủ nói. Cho ta thời gian một ngày để ta nghiên cứu hóa sinh bát một chút. Thánh chủ, bây giờ có thể triệu tập cường giả thánh địa hay không? Ta sẽ an bài, ngươi về nghỉ trước đi. Khương Phàm tạm thời ở lại vô hồi thánh địa, cũng đem Diêm Lâu phóng ra. Đây là nơi nào? Diêm Lâu cảnh giác thạch ốc đơn sơ. Bên ngoài thiên khải bí cảnh.
Khương Phàm ngồi ở trước mặt yên lặng nhìn hắn. Những tình huống nên hiểu rõ hầu như đều từ Phượng Bảo Nam nói hết cho hắn biết, sau đó chính là phải bắt chước cử chỉ hành động của Diêm Lâu, tận lực đảm bảo không thể bị phát hiện. Hừ, muốn nói dối cũng phải chú ý chút, bây giờ cách thời gian Thiên Khải bí cảnh mở ra, chí ít còn có 80 ngày. Mặc dù Diêm Lâu bị giam trong lồng nhưng hắn vẫn yên lặng tính toán thời gian, chờ đợi cơ hội thoát thân. Ngươi tự nhìn ra phía ngoài đi. Khương Phàm chỉ bên ngoài thạch ốc, nơi đó có 3 vị cường giả thánh địa do thánh chủ tự mình an bài, còn có 3 con băng giáp mãng dữ tợn. Diêm Lâu đi đến ngoài xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khí tức của những cường giả bên ngoài kia vượt xa hắn, rất có thể đã tới linh nguyên cảnh cao giai. Thạch ốc tọa lạc tại giữa sườn núi, có thể thấy rõ núi cao xung quanh, nhìn thấy đình viện, cung điện trên núi cao, cũng có thể nhìn thấy số lượng lớn đệ tử tu hành, cùng diễn võ, giảng võ trưởng lão, cường giả, còn mãnh thú cường hãn ẩn hiện giữa khu rừng. Diêm Lâu lảo đảo lui lại 2 bước, vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Ngươi trốn không thoát, thành thật trò chuyện với ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây lại là chỗ nào? Diêm Lâu có chút hoảng hốt, thời gian hẳn là sẽ không tính sai, thế nhưng... chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong Ly Hỏa Thánh Địa ngươi có đối thủ cạnh tranh, tên Mục Sùng Vân. Nói cho ta một chút về hắn, kể một vài tình huống mà người ngoài không hiểu rõ. Ta đang hỏi ngươi, đây là nơi nào? Nếu như Ly Hỏa Thánh Địa muốn luyện chế đan dược đặc thù thì sẽ chọn ở nơi nào, người nào và tình huống như thế nào mới có tư cách đi đến đấy? Đường Diễm, ta đang hỏi ngươi. Diêm Lâu cao giọng quát tháo, không biết thế nào, trong lòng hắn lại có một sự bất an rất mãnh liệt. Ngươi có thể vẽ đơn giản bố trí Ly Hỏa Thánh Địa cho ta một chút hay không, nhất là chỗ ở của ngươi? Đúng, đệ tử cấp bậc giống như ngươi là trực tiếp từ cửa chính đi vào hay là còn có con đường nào đặc biệt khác hay không? Khương Phàm không chỉ muốn bắt chước Diêm Lâu, hắn còn muốn tận hết khả năng hiểu rõ những thứ rất bình thường để tránh có những chi tiết gây hoài nghi. Muốn cứu vương gia trở về, quan trọng nhất chính là làm sao thuận lợi trà trộn vào. Chỉ cần tiến vào được coi như đã thành công hơn phân nửa. Dù là không gặp được vương gia, nhưng nếu có thể đến gần đó nơi cũng là có hy vọng cứu ra. Cho nên, Khương Phàm có thể lừa qua tất cả mọi người hay không, đều trực tiếp quyết định hành động thành bại. Đừng nói chuyện vớ vẩn với ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, đây là nơi nào? Diêm Lâu lạnh nhạt lại cường thế, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm cười. Có phải ngươi còn chưa hiểu tình huống hay không? Nơi này không có người kính sợ ngươi, nơi này càng không phải là Ly Hỏa Thánh Địa của ngươi. Ha ha, ngươi sai, ngươi nên kính ta, ngươi còn nên là sợ ta. Ta là một trong ngũ đại thiên tài đương đại của Ly Hỏa Thánh Địa, sư tôn ta càng là một trong những điện chủ thất điện, Diêm La Điện. Không, ngươi phải chết. Trong vòng 5 ngày, ngươi phải chết. Chỉ bằng ngươi, ha ha. Đám người Lục Dũng chết rồi thánh địa còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, không chỉ có ngươi sẽ sống không bằng chết, tộc nhân, bằng hữu sau lưng ngươi, cũng đều sẽ bị liên lụy. Sư tôn ta Đường Thiết Bình sẽ trở thành cơn ác mộng của các ngươi. Diêm Lâu nhắc đến sư tôn tràn đầy kiêu ngạo. Khương Phàm lắc đầu, không nói nữa, hắn đưa ý thức đắm chìm vào lồng giam trong thanh đồng tiểu tháp. Ta có thể thả hoa vị lạc ra. Giọng Khương Phàm quanh quẩn tại thiết lao giam giữ huynh muội Hoa Gia. Ba huynh muội đã sụp đổ lập tức giữ vững tinh thần, nhìn qua không gian mở tối hỏi. Điều kiện gì? Đem bên người ngoài kia kéo vào huyễn cảnh, điều tra tin tức ta muốn. Nếu quả thật có thể để ta hài lòng, Hoa Vị Lạc có thể rời khỏi nơi này. Nếu như làm không được, ba huynh muội các ngươi cứ vĩnh viễn vây ở chỗ này chờ chết đi. Chính là hắn. Hoa Vị Yêu từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Đột nhiên cảm giác người trước mặt có chút quen mặt, sau khi chú ý tới 2 chữ Ly Hỏa trên áo bào đen thì sắc mặt có hơi khó coi. Diêm Lâu của Ly Hỏa Thánh Địa. Hắn là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, ngươi là thất trọng thiên, có thể làm được không? Khương Phàm chỉ bên ngoài, nhắc nhở Hoa Vị Yêu không cần đùa nghịch tâm tư. Ngươi có thể thả đệ ta rời khỏi. Trong lòng Hoa Vị Yêu chấn kinh, tên điên này làm việc đề không hề cố kỵ gì, lại còn bắt cả Diêm Lâu. Ngươi có thể làm ta hài lòng, Hoa Vị Lạc sẽ rời khỏi ngay. Ta nói rời khỏi, là trực tiếp về Xích Tiêu Tông. Ta có thể an bài người đưa hắn trở về. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi,
ngươi không sợ hắn trả thù? Hắn còn dám trả thù, vậy thì lại an bài huynh muội các ngươi đoàn tụ trong lao. Khương Phàm cười nhạt, lại chỉ bên ngoài. Nơi này là Vô Hồi Thánh Địa, bọn họ sẽ đưa người trở về, người có thể yên tâm. Vô Hồi Thánh Địa, Hoa Vị Ưu rốt cuộc cũng nhìn về phía bên ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Diêm Lâu sau khi kinh ngạc thì đã không sợ nữa, nếu là Vô Hồi Thánh Địa, thì càng không dám xử lý hắn thế nào. Cho tới bây giờ ở giữa Thánh Địa là nước sông không phạm nước giếng, tất cả đều duy trì tôn trọng cần thiết với nhau. Đệ tử Thánh Linh Văn lại đại biểu cho tương lai Thánh Địa, tất cả Thánh Địa sẽ chỉ tranh đoạt, sẽ không ám hại, nếu không sẽ gây nên xung đột kịch liệt. Hoa Vị Ưu phức tạp nhìn Khương Phàm, do dự lại lo lắng, cắn răng nói. Hắn là Thánh Linh Văn, lại là thiên tài Thánh Địa, hẳn là sẽ có mâu thuẫn rất mạnh, ta cần hắn hôn mê trước, chờ hắn mở mắt ra trước tiên lại kéo hắn vào huyễn cảnh. Sau một ngày, Khương Phàm từ Diêm Lâu moi ra được tất cả tình huống mình nghĩ muốn hiểu rõ, phối hợp với những thông tin của Diêm Lâu, trong mắt người ngoài, từ chỗ Phượng Bảo Nam, bây giờ, hắn đối với Diêm Lâu rốt cuộc cũng có nhận biết kỹ càng. Khương Phàm cũng tuân thủ ước định, đưa Tiễn Hoa Vị Lạc trở về. Khương Phàm, chuẩn bị thế nào rồi? Đây là Đại Hoang Ấn, một trong những thánh khí Vô Hồi Thánh Địa dùng để trấn thủ Đại Hoang. Đại Hoang Ấn tổng cộng có 7 kiện, đây là một trong số đó, có được lực lượng cực kỳ bá đạo. Dung hợp đến trong thân thể của ngươi, một kích toàn lực hẳn là có thể chấn vỡ hóa sinh bát, lượng nước phóng xuất ra đủ để bao trùm toàn bộ Ly Hỏa Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ tại trạng vạng ngày thứ 2 tìm tới Khương Phàm, ánh sáng kinh người khuấy động trong tay, giống như là phong ấn đang giam cấm thứ gì đó. Xác định có thể trực tiếp chấn vỡ hóa sinh bát sao? Ta dù sao cũng chỉ là linh nguyên cảnh tứ trọng thiên, mà hóa sinh bát này là bảo bối từ thành cổ dưới đất đi ra. Khương Phàm mong đợi nhìn Thánh Chủ trong tay chùm sáng, Đại Hoang Ấn. Thánh khí trấn thủ Đại Hoang. Vô Hồi Thánh Chủ nói. Đương nhiên không thể, nhưng ta đã động tay động chân vào trong hóa sinh bát, bố trí lực lượng cấm chế rất mạnh, chỉ cần ngươi có thể kích phát ra uy lực của Đại Hoang Ấn thì có thể tỉnh lại năng lượng bị nhốt ở bên trong, hóa sinh bát không nát cũng phải phế, ít nhất là có thể phóng xuất ra lượng nước ức vạn tấn, còn có thể sẽ càng nhiều hơn. Tính theo Trung Quốc, một ức bằng 100 triệu. Ta cần phải làm sao mới kích phát năng lực Đại Hoang Ấn? Khương Phàm chăm chú nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Nếu Thánh Chủ đều đã nói như vậy, hẳn là có nắm chắc. Dung hợp, nhận chủ. Nhận chủ, ý của ngài là, kiện bảo bối này thuộc về ta. Nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ sẽ thuộc về ngươi. Dù sao tương lai ngươi cũng phải vào Vô Hồi Thánh Địa, coi như Thánh Chủ ta đây đưa cho ngươi quà ra mắt. Vô Hồi Thánh Chủ mặt mỉm cười nhìn Khương Phàm. Thánh Chủ, ngài thật là rộng rãi. Khương Phàm cảm giác trước đó đã có nhiều mạo phạm. Còn tưởng rằng Vô Hồi Thánh Chủ sau khi thu hắn thì sẽ cố ý giày vò hắn, không nghĩ tới lại trực tiếp đưa một đại lễ như vậy. Thánh khí trấn thủ Đại Hoang có thể chấn động hóa sinh bát, lễ vật quá quý giá. Ha ha, đừng đưa bộ mặt này nhìn ta. Ngươi cố ý mang theo hóa sinh bát đến, lặp đi lặp lại là muốn chấn vỡ nó, không phải liền muốn bảo bối của ta sao? Ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn mượn dùng. Chỉ bằng thực lực linh nguyên cảnh của ngươi. Không chân chính nhận chủ, chỉ là mượn dùng thì có thể chấn vỡ hóa sinh bát. Ta. Được rồi, cho ngươi thì cho ngươi, ngươi là thánh phẩm thú linh văn, xứng với Đại Hoang Ấn. Tạ ơn thánh chủ. Tuy nhiên, ngươi cuối cùng cũng chỉ là linh nguyên cảnh, muốn phóng xuất ra lực lượng có thể kích hoạt cấm chế để Đại Hoang Ấn tỉnh lại thì cần bỏ ra một vài thứ. Chỉ cần có thể trả thù Ly Hỏa Thánh Địa, chỉ cần có thể cứu vương gia, cái gì ta cũng đều có thể chấp nhận. Thời điểm ngươi đánh thức Đại Hoang Ấn sẽ hấp thu lực lượng trong thân thể ngươi, thậm chí là khí tức, huyết nhục, càng sẽ chấn thương linh hồn của ngươi. Tới trình độ nào? Nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, để lại Đại Hoang Ấn và hóa sinh bát, quay người rời khỏi. Ngươi có thể chuẩn bị rời khỏi, 2 ngày sau, ta sẽ thả ra tin tức, tự mình bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa, giữa trưa ngày thứ 6, nhớ đến đúng giờ. Tự ngươi nên tính toán tốt thời gian. Nặng thì mất mạng. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn dứt khoát vạch phá đường máu trong lòng bàn tay, cầm Đại Hoang Ấn. Đại Hoang Ấn đẹp đẽ vô cùng, lúc nắm chặt đến, chợt trong nháy mắt đã nở rộ lên ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu trời cao,
kinh động lấy 300 dãy núi tại Vô Hồi Thánh Địa. Giống. Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, đánh thẳng vào huyết nhục thần hồn Khương Phàm, càng chấn động đến linh hồn. Vô Hồi Thánh Địa liên miên an tĩnh lại, bất luận là người hay là yêu thú đều đang kinh hồn ngắm nhìn cùng một phương hướng. Khương Phàm không nghĩ tới Đại Hoang Ấn sẽ xuất hiện thanh thế như vậy, trực tiếp bị chấn động đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Đại Hoang Ấn lan tràn ra vô số tia sáng, đâm xuyên toàn thân, giống như muốn xé nát hắn, nhưng sau đó lại lập tức biến mất, đụng vào khí hải. Oanh! Tàn đao oanh minh kịch liệt quấy động khí hải. Đỉnh lô lay động, những tia sáng vô tận chiếu rọi khắp nơi trong khí hải. Hai tên hàng xóm này lập tức chân thành, hoan nghênh, đao khí cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, suýt chút nữa đem Đại Hoang Ấn oanh ra ngoài. Đại Hoang Ấn là một tòa bia đá giống như cổ ấn, kịch liệt xoay tròn, tách ra tự phù thần bí, sau đó. Nó lướt qua đỉnh lô, va chạm khí hải, ép về phía tàn đao. Keng! Tàn đao phản kích, cùng Đại Hoang Ấn va vào nhau. Nhưng, để Khương Phàm khiếp sợ là, tàn đao vậy mà lại dễ dàng sụp đổ, lui trở về sâu trong khí hải. Đại Hoang Ấn giống như một vị vua cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống quan sát tàn đao. Tàn đao oanh minh, tấn công lần nữa nhưng vẫn bị vô tình trấn áp. Một lần lại một lần, khí hải đều bị bọn chúng quấy đến sóng xô mãnh liệt. Cuối cùng tàn đao nhận thua, lui đến bên cạnh. Đại Hoang Ấn chậm rãi dâng lên, rơi vào trên mặt biển, tự phù cổ lão phủ kín toàn bộ mặt biển, thần bí và phi phàm. Tàn đao cuối cùng cũng chỉ là thân thể tàn phế nhỉ. Tuy nhiên Đại Hoang Ấn vậy mà có thể đè ép được, quả nhiên là bảo bối. Khương Phàm sợ hãi thán phục tình cảnh phát sinh trong khí hải, nhưng so với cảm giác dung hợp bảo bối khác trước đó không giống nhau, giống như chỉ là dung hợp, chỉ thế thôi, cũng không có được truyền thừa thứ gì cả. Giống như mình đã dung hợp Đại Hoang Ấn, nhưng Đại Hoang Ấn cũng không có chấp nhận hắn. Đại Hoang Ấn, đừng để ta thất vọng, toàn bộ nhờ ngươi. Khương Phàm không có tinh lực nghiên cứu nó, chỉ cần có thể cứu người là tốt. Có tính cách. Khương Phàm khẽ động ý thức, muốn triệu Đại Hoang Ấn ra xem thế nào, kết quả. Đại Hoang Ấn lại trấn áp khí hải, không nhúc nhích tí nào. Dung hợp, dung hợp. Vô Hồi Thánh Chủ cũng không có đi xa mà trốn đến trong góc, lặng lẽ nhìn một màn này, hiện ra có chút hưng phấn nhỏ. Thánh Chủ à Thánh Chủ, chú ý dáng vẻ đi, dù là hơi chú ý một chút cũng được. Phương Thành Vân đi tới đây, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Vô Hồi Thánh Chủ cũng không quay đầu lại mà nói. Ngươi làm sao nhanh như vậy đã trở về rồi, không phải hôm qua ta mới tặng cho các ngươi tin tức sao? Hai ngày trước ta đã trở về, muốn bàn bạc với Thánh Chủ xem làm sao phản kích, tuy nhiên bây giờ xem ra không cần thương lượng nữa. Phương Thành Vân nhìn Khương Phàm ở phía xa. Ngài đem Đại Hoang Ấn cho hắn rồi, ta không có đoán sai. Ngài hẳn là không nói rõ ý nghĩa của Đại Hoang Ấn với hắn đúng không? Hắn còn nhỏ, không hiểu được. Với tính cách này của hắn, chờ hắn hiểu được tới, đoán chừng có thể đứng trong Đại Hoang Thâm Uyên mắng ngày ba đêm cũng đều không nghỉ ngơi đây. Đó là chuyện sau này, đến lúc đó liền không phải hắn quyết định. Vô Hồi Thánh Chủ quay người rời khỏi, thuận tay còn ngoắc ngoắc cái cằm Phương Thành Vân. Lão nương ta chính là cực kỳ thông minh như thế. Khóe mắt Phương Thành Vân kéo ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Phàm cũng không trì hoãn thời gian tại Vô Hồi Thánh Địa, đã khởi hành ngay trong đêm, chạy tới Hoang Mãng Nguyên. Trên đường đi liên tục quan sát đến Diêm Lâu trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, bắt chước hình thái, biểu hiện của hắn, cũng kích thích Thiên Diện Quỷ, thay đổi bộ dáng, tận hết khả năng để càng giống Diêm Lâu. Sau ngày thứ hai Khương Phàm rời khỏi, mệnh lệnh đến từ Vô Hồi Thánh Địa truyền khắp La Phù Sơn Mạch. 17 tông La Phù phái 20 vị cường giả linh hồn cảnh, tiến về Hoang Mãng Nguyên La Phù giao tiếp với khu vực Đại Lương Sơn tập kết. Các tông, các thế lực còn lại, tất cả điều động 5 vị cường giả linh hồn cảnh, tập kết Đại Lương Sơn. Đây là trong mấy trăm năm chủ nhân La Phù lần đầu tiên khởi xướng lệnh triệu tập với La Phù Sơn Mạch. Giữa lúc các phương đã chấn kinh do dự, 17 đại tông La Phù lại hưởng ứng trước tiên, triệu tập cường giả linh hồn cảnh nhanh chóng xuất động. Cưỡi mãnh cầm lướt qua dãy núi, lao thẳng đến Đại Lương Sơn. La Phù oanh động, các tông các thế lực khẩn cấp hưởng ứng, số lượng lớn cường giả liên tiếp bay lên không. Bởi vì 17 tông điều động không chỉ 20 vị, giống như Thiên Sư Tông đem tông môn, Khương gia,
Nạp Lan gia thậm chí tất cả linh hồn cảnh toàn bộ đều điều ra ngoài, tất cả các tông khác cũng đều dùng hết khả năng, triệu tập thêm càng nhiều cường giả. Vô hồi thánh địa nhanh như vậy đã hưởng ứng, nhất định là Khương Phàm thuyết phục bọn họ. Dạ An Nhiên cưỡi trên mãnh cầm, hưng phấn không thôi. Trước đó nghĩ vô hồi thánh địa có thể phối hợp cũng không tệ rồi, không nghĩ tới thánh địa lại hiệu lệnh một tiếng, muốn điều động toàn bộ La Phủ Sơn Mạch. Đây là muốn tận hết sức lực vì Khương Phàm sao? Dạ Thiên Lan và mọi người mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù khiếp sợ phản ứng của vô hồi, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, dù sao đối phương cũng là Ly Hỏa Thánh Địa a. Liều chết chui vào, biến cố quá nhiều. Mà, Khương Hồng Võ và Tịch Nhan còn sống thật không? Vô hồi thánh chủ tự mình bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. 3.000 cường giả vô hồi đã tập kết tại Đại Lương Sơn, La Phù Sơn Mạch mang theo hàng ngàn cường giả đang nhanh chóng chạy tới Đại Lương Sơn. Thời điểm Khương Phàm xông vào Hoang Mãng Nguyên đồng thời cũng nhận được tin tức, lâm vào chấn động thật sâu. Mặc dù hai bên thánh địa đã xảy ra xung đột, nhìn qua rất huyên náo, rất oanh động, nhưng nghĩ sâu vào, người đứng đầu hai phe cũng đều không có chạm mặt, cũng là mang ý nghĩa còn giữ vững khắc chế. Ai cũng không nghĩ tới, vô hồi thánh chủ nhanh như vậy đã muốn tự mình bái phỏng, có nghĩa là xung đột giữa hai bên vô cùng có khả năng tăng thêm. Huống chi, vô hồi thánh chủ đã náo ra thanh thế lớn như vậy, rõ ràng còn có mục đích khác, có ai đến nhà làm khách lại còn mang theo mấy ngàn cường giả. Đây càng giống như là tiên lễ hậu binh, không đồng ý thì trực tiếp khai chiến. Hoang Mã Nguyên Lâm vào náo nhiệt trước nay chưa có, mấy chục đến hơn trăm vạn người rời khỏi các cổ thành, đi ngang qua Thảo Nguyên, tụ tập đến gần Ly Hỏa Thánh Địa, chuẩn bị chứng kiến hai đại thánh địa đàm phán. Đặc sắc, thật là đặc sắc, không nghĩ tới lúc còn sống có thể nhìn thấy hai đại thánh địa đánh nhau. Ở giữa tất cả thánh địa cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng, riêng mình bảo vệ một phương một vực, tình huống giống như vậy quá là hiếm thấy. Ly Hỏa Thánh Địa mạo phạm trước quả thực có gì đó rất bất thường, nhưng ta không nghĩ tới vô hồi thánh địa lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắc hắc, vô hồi chính là muốn mặt mũi, không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa lại không muốn cho. Náo đi, Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta sợ ai chứ? Lần này vô hồi thánh địa tới, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Không thể nói như thế, nếu thật làm lớn chuyện, thánh địa thiên hạ sẽ không đứng ngoài quan sát. Dù sao vô hồi thánh địa cũng đã trấn thủ đại hoang, nếu bọn hắn bị thương nặng, đem người rút về hết, phạm vi hắc ám đại hoang sẽ khuếch tán gấp đôi. Coi như mở rộng gấp hai thì cũng không ảnh hưởng tới Hoang Mãng Nguyên chúng ta. Vô hồi thánh địa chính là miệng cọp gan thỏ, càng là biểu hiện phách lối cường thế, càng là không có sức. Thánh chủ bọn hắn tới, rất có thể là để Ly Hỏa Thánh Địa cho bọn hắn một lối thoát mà thôi. Đúng vậy, trước đó kêu gào để Ly Hỏa Thánh chủ tự mình xin lỗi, bây giờ thế nào? Tự mình đến đây, ha ha. Cũng đừng coi thường vô hồi thánh địa, bọn hắn đã cùng đại hoang chém giết ngàn năm, không chỉ có kinh nghiệm giết chóc phong phú, càng khẳng định đã chiếm được rất nhiều bảo bối. Biển người càng ngày càng nhiều, trải rộng từ bên ngoài cửa chính Ly Hỏa Thánh Địa đến thẳng trong hoang dã. Bởi vì kiêng kỵ uy thế thánh địa, cũng chính là tôn trọng, không có người nào cưỡi mãnh thú xoay quanh ở trên không, đều đứng trên mặt đất. Ngay cả các công tử tiểu thư trong những tòa thành cổ kia cũng đều tụ trên mặt đất, đứng ở xa xa nhìn qua Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu ta đoán không lầm, Khương Phàm hẳn là phải vào Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng Bảo Nam cưỡi thần tuấn lân mã, đứng trong đội ngũ Phượng gia, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười sáng rỡ. Hình như ngươi rất hưng phấn. Vô hồi thánh địa động viên toàn diện, có thể là thay Khương Phàm tạo thế lực, phối hợp chui vào hành động. Cái này cũng mang ý nghĩa, rất có thể Khương Phàm đã mang theo sát khí của vô hồi thánh địa, khẳng định sẽ đánh trọng thương Ly Hỏa Thánh Địa. Coi như không tạo được tổn thất quá lớn mất, nhưng cũng sẽ để mất hết mặt mũi Ly Hỏa Thánh Địa. Ta đề nghị, đem chuyện nói cho phụ thân, để phụ thân báo với Ly Hỏa Thánh Địa. Có một nữ tử áo đỏ bên cạnh Phượng Bảo Nam, cưỡi trên lân mã. Ôm một con hồ ly toàn thân đỏ chót ở trong ngực. Nữ tử mang theo mạng che mặt, che khuất dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đôi mắt lại sáng tỏ, linh động, như có được mị lực câu hồn đoạt phách, dáng người linh lung chập trùng, cùng với hồng y lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho người ngươi miên man bất định. Tỷ tỷ không hiểu rồi. Phượng Bảo Nam lắc đầu mà cười. Tỷ bây giờ đi nói, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ chỉ đương nhiên sẽ tiếp nhận đề nghị. Không có bất kỳ phong thưởng hay đội ơn nào.
sau này ngươi tới báo thì bọn họ sẽ ban thưởng cho ngươi sao? Cơ thể nữ tử trắng noãn như ngà voi, ngón tay ngọc nhỏ dài nhu hòa vuốt ve hồ ly trong ngực. Ai mà thèm bọn hắn ban thưởng? Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn được Khương Phàm báo đáp. Phượng Bảo Nam nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng khẽ nói. Tỷ tỷ, thay ta ngăn đón chút, cứ nói ta đến phía trước xem náo nhiệt. Giờ khắc này, các cường giả linh hồn cảnh bị triệu tập tới Hoang Mãng Nguyên đang được các thành chủ dẫn đầu, nhận lấy những lời nhắc nhở của điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình. Sau khi Vô Hồi Thánh chủ đi đến, ai cũng không được lỗ mãng. Không cần nói nhiều, càng không cần làm việc không nên làm, hết thảy đều xem ta. Việc này liên quan đến mặt mũi Ly Hỏa Thánh Địa, nếu như ai phạm sai lầm, đừng trách Thánh Địa vô tình. M thanh hùng hậu của Đường Thiết Bình tràn ngập thiên địa, linh văn nở rộ tia sáng, tản ra uy thế kinh người. Đao khí lạnh thấu xương tràn ngập khắp nơi để đám người cảm nhận được giống như có từng chuôi lưỡi dao đang cắt bị thương mặt mình, cứ như đao khí chỉ cần hơi một mạnh một chút là có thể xé bọn hắn thành từng mảnh nhỏ. Chúng ta sẽ tuân theo chỉ lệnh, toàn lực phối hợp. Thành chủ các thành dẫn đầu tỏ thái độ, các cường giả sau lưng cũng cùng kêu to lên. Ở tình huống này, mặc kệ là cao ngạo, hay là lạnh lùng, mặc kệ là có ý tưởng, hay là không ý nghĩ gì cũng đều phải biểu hiện vô cùng phối hợp. Nếu ai lúc này có ai biểu hiện ra chút ngỗ nghịch nào, vị điện chủ Diêm La Điện này khẳng định bổ hắn ngay tại chỗ để răn đe. Đường Thiết Bình đưa ánh mắt lạnh như băng đảo qua cường giả các thành, đúng là đang tìm ra hỏa không phối hợp, dù chỉ là một ánh mắt, đao trong tay của hắn sẽ lập tức vỗ tới. Vì để bảo đảm Vô Hồi Thánh Địa trà trộn vào, thành chủ các thành đã toàn lực phối hợp, thậm chí sớm chuẩn bị đổ sát một cường giả. Kết quả, hắn lạnh lùng dò xét 3 năm vòng, vậy mà không hề phát hiện một người nào không vừa mắt. Trên trời dưới đất, bao trùm 18 dặm, giữ vững trận hình. Đường Thiết Bình cao giọng thét lên ra lệnh, nhìn phương xa, chờ đợi Vô Hồi Thánh chủ đến. Nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa sẵn sàng trận địa, tụ tập số lượng lớn cường giả thánh địa, điện chủ các điện tự mình dẫn đầu cường giả trong điện chuẩn bị sẵn sàng. Ly Hỏa Thánh chủ đứng trong điện cách đó thật xa nổi giận, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nắm chắc được mục đích Vô Hồi Thánh chủ đột nhiên bái phỏng là gì. Nếu như chỉ là đàm phán, lẽ ra sớm đã an bài Túc lão điện chủ đến gặp gỡ, thực sự không được thì mới để thánh chủ gặp mặt. Đây là muốn làm gì? Tới thị uy hay là có mục đích khác? Bên trong Thiên Hỏa Cung, 20 viên thuốc đã sớm thành hình, cũng liên tiếp xác minh được hiệu quả. Chỉ có hiệu quả tầm bổ linh văn rất mạnh, không hề có cảm giác thăng hoa. Thành phần đan dược có vấn đề. Không chỉ là thiếu, mà thiếu rất nhiều. Ta hoài nghi có thành phần gì đó mà chúng ta chưa thấy hay thậm chí chưa nghe nói qua, nếu không chắc hẳn chúng ta sẽ để ý được đến. Các luyện đan sư tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận thảo luận kết quả phân tích nghiên cứu. Trước đó ta đã nhắc nhở qua, đan dược có thể sau vài vạn năm sau còn 100% thăng hoa linh văn đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của chúng ta. Nếu như bị chúng ta tùy tiện phân tích ra được thành phần đan dược, quả thực là hoang đường, các ngươi không nên cam đoan chắc chắn với thánh chủ như vậy. Một vị luyện đan sư tóc hoa dâm hừ một tiếng. Chúng ta không phải muốn 100% trở lại như cũ, chỉ cần có thể luyện ra loại cùng có hiệu quả. Có thể có 3 phần, 5 phần đã coi như thành công rồi. Lão giả dẫn đầu bất mãn liếc nhìn hắn, nói. Cứ nói cách nhìn của riêng mình, bực tức thì miễn đi, ta muốn nghe được biện pháp giải quyết. Ta đề nghị, trực tiếp đem tịch nhan luyện, một lần nữa phân tích thành phần dược liệu. Ta ngược lại thật ra cảm giác không nên gấp, hay là tiếp tục lấy thịt lấy máu, một lần nữa nghiên cứu, phân tích một số thứ chúng ta không có chú ý trước đó chút. Ta đồng ý. Luyện 2 lần huyết nhục, chuẩn bị một chút, sau đó lại đem nàng đi luyện. Không phải thánh chủ nói còn muốn đem Dạ Thiên Lan chộp tới sao? Mấy ngày nay cứ đem Tịch Nhan và Khương Hồng Võ đi luyện thôi. Nghiên cứu huyết nhục 2 ngày, 2 ngày sau, luyện người. Các luyện đan sư thống nhất ý kiến, lập tức bắt đầu hành động. Những sợi xiềng xích nặng nề buông Tịch Nhan ra khỏi giữa không trung. Một tên tráng hán đi đến trên bệ đá, đè đầu Tịch Nhan lại. Giật y phục rách dưới da, lộ ra da thịt trắng nõn, từ phía sau lưng hung hăng khoét một mảng thịt lớn. Sắc mặt Tịch Nhan tái nhợt, toàn thân căng cứng, lại nhịn không nổi mà phát ra tiếng kêu thảm. Khương Hồng Võ bị treo ở giữa không trung, mệt mỏi nhìn một màn này, nhưng bây giờ đều là bất lực,
hắn không chỉ có bị số lượng lớn xiềng xích xuyên qua người, ngay cả linh lực cũng đều bị phong bế. Một tên luyện đan sư bỗng nhiên nói. Chờ một chút, rút hai cây xương sườn từ trên người cô ta đi, cùng luyện xương cốt và huyết nhục. Răng rắc. Tráng hán đưa tay kéo đứt hai cái xương sườn của Tịch Nhan, từ bên trong rút ra. Tịch Nhan gắt gao cắn chặt răng, trong hơi thở nhẹ nhàng than nhẹ, hai mắt đều bởi vì quá đau đớn mà từ từ sung huyết. Các luyện đan sư nhưng không có ai để ý phần đau đớn này, hoàn toàn xem Tịch Nhan và Khương Hồng Võ như dược liệu luyện đan. Tịch Nhan, nếu như không có người tới cứu ngươi, tại thời điểm ngươi bị ném vào luyện lô, ta sẽ cưỡng ép thay thế ngươi. Thân thể này mặc dù không gánh được năng lượng của ta, nhưng ta có nắm chắc. Giết ra ngoài. Giọng ma âm trầm thấp quanh quẩn trong đầu Tịch Nhan. Hai ngày sau, sắc trời vừa sáng lên, số lượng lớn phong lôi điêu từ đằng bay tới, mang đến tin tức cho Ly Hỏa Thánh Địa. Buổi sáng hôm qua Vô Hồi Thánh Địa đã hoàn tất tập kết, đang nhanh chóng tới gần Thánh Địa chúng ta. Số lượng chừng 5.000 người, còn có 2.000 yêu thú tùy hành. Xác định có Vô Hồi Thánh Chủ trong đó. Còn có ba vị túc lão Ngụy Thiên Thu, Phương Thành Vân, Giang Thành Tử. Đám người bạo động, tới nhanh nhật. Ngay cả thành chủ các thành ở phía trước cũng đều trở nên nghiêm trọng, hơn 5.000 cường giả, nếu là đánh nhau thật, tránh không được đây sẽ là một trận ác chiến. Đường Thiết Bình ngóng nhìn phương xa, Đại Lương Sơn cách nơi đây khoảng 5.000 dặm, nếu như đi không dừng, lại dựa vào mãnh cầm mở đường, giữa trưa liền có thể đến đây. Đều chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Nghênh giá Vô Hồi Thánh Địa. Thông báo Thánh Chủ, giữa trưa Vô Hồi Thánh Chủ sẽ ở đằng sau đến thăm. Đường Thiết Bình hít sâu một hơi, nghiêm túc hạ lệnh. Mặc kệ Vô Hồi Thánh Chủ rốt cuộc muốn làm gì, Ly Hỏa Thánh Địa bọn hắn cũng không sợ. Nhưng, đúng vào lúc này, một tiếng gáy to chói tai vạch phá hoang dã, như có thể xé rách linh hồn chúng sinh, vô số cường giả ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Một con hung cầm to lớn như có thể lấp kín thương khung. Phun trào hắc vụ ngập trời, hai con ngươi như hai mặt trăng sáng ở trong màn đêm, đặc biệt khiếp người. Đó là hung thú gì vậy? Khí tức thật mạnh, cách vài trăm dặm cũng có thể làm cho người khác run rẩy. Hoang Mã Nguyên không có loại hung vật như thế này. Nó là từ phía tây tới, chẳng lẽ là... Đám người oanh động, số lượng lớn mãnh thú run lẩy bẩy, gánh không được cái uy thế thẩm thấu linh hồn đập vào mặt kia. Già Thiên Vân Tước của Hồn Thiên Thánh Địa. Đường Thiết Bình phóng lên tận trời, một tay đao mang xé mở mây mù, chỉ về phương Tây phía xa, uy nghiêm quát tháo vang vọng đất trời. Già Thiên Vân Tước, vì sao lại đến đây? Hung cầm dừng lại ngoài trăm dặm, hai tròng mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này, thanh âm như lôi đình, chấn động hoang dã. Chứng kiến Thánh Địa gặp gỡ lần này. Đường Thiết Bình cao giọng quát hỏi. Là được Vô Hồi Thánh Chủ mời sao? Không quan hệ với Vô Hồi Thánh Địa. Chỉ là chứng kiến, sẽ không nhúng tay, nếu như có mục đích khác, không phải mình ta tới. Già Thiên Vân Tước phụng lệnh Hồn Thiên Thánh Chủ, chú ý đối kháng giữa hai đại thánh địa lần này. Nếu như hai bên có thể tỉnh táo, không thể tốt hơn. Nếu quả thật muốn tiếp tục khai chiến, hoặc xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Hồn Thiên Thánh Địa bọn hắn sẽ xem tình hình mà tiến hành can thiệp. Đường Thiết Bình cao giọng cảnh cáo. Dừng ở ngoài trăm dặm. Nếu dám hướng phía trước thì chúng ta xem là khiêu khích, nghiêm trị không tha. Cũng không lâu lắm, lại là một năng lượng kinh khủng từ đằng xa cuồn cuộn kéo đến, kinh động đến hơn trăm vạn sinh linh đang xem ở hoang dã. Một tia lôi chiều lao nhanh giữa trời, rọi khắp nơi thiên địa, càng là khuấy động năng lượng kinh khủng. Những nơi lôi chiều đi qua kéo theo mây mù cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, như có lôi thú hoang cổ từ tận cùng thế giới giết tới, khiến cho người người toàn thân hồi hộp. Đường Thiết Bình, đã lâu không gặp, nghe nói gần đây ngươi ngứa tay, chạy đến La Phủ luyện đao. Sao không đến Linh Kiếp Thánh Địa ta so tay một chút? Ta đây đã nhàn hạ rất nhiều năm rồi. Lôi chiều trải đường, bạo động trời cao. Một nam tử hùng tráng ngạo nghễ, râu tóc đều dựng lên, hai mắt sáng hừng hực, tản ra kinh khủng khí tức. Đường Thiết Bình khẽ nhíu mày. Bàng Phong Tử, sao ngươi lại đến đây? Theo lệnh Linh Kiếp Thánh Chủ. Chứng kiến cuộc gặp gỡ của Thánh Địa. Nam tử đứng ngạo nghễ giữa không trung, lôi chiều cuồn cuộn toàn thân, đảo loạn cả năng lượng thiên địa. Mây đen cuồn cuộn tụ tập ở phía trên hắn như một con sông to lớn, thanh thế kinh người. Linh Kiếp Thánh Địa đang chăm chú đến xung đột giữa Vô Hồi Thánh Địa Ly Hỏa Thánh Địa.
Từ lúc đầu khi Vô Hồi Thánh Chủ điều động Ngụy Thiên Thu và các túc lão khác tàn sát Hoang Mãng Nguyên, bọn hắn đã nhận ra lửa giận của Vô Hồi, cũng ý thức được đây là sai lầm, nhưng rất đáng tiếc Ly Hỏa Thánh Địa lại cao ngạo tự phụ, lại còn ngạnh kháng như thế. Vốn cho rằng Vô Hồi Thánh Chủ sẽ điều lực lượng đại hoang, cùng Ly Hỏa Thánh Địa huyết chiến Hoang Mãng Nguyên, không nghĩ tới vậy mà chờ mãi rốt cuộc Vô Hồi Thánh Chủ lại tập kết 5.000 cường giả, tự mình ra mặt. Đứng ngoài trăm dặm, chỉ cho nhìn. Không cho phép nhúng tay, nếu không chúng ta xem như đấy là khiêu khích, để cho ngươi vĩnh viễn ở lại Hoang Mãng Nguyên. Này! Đường Thiết Bình cao giọng thét lên ra lệnh, hai cỗ đao mang trải rộng ra ở hai bên, giống như là hai đạo ngân hà lao nhanh, vượt ngang bầu trời, chỉ về phía Giả Thiên Vân Tước cùng Bàng Phong Tử. Tình huống ngoài dự đoán lại kích thích trăm vạn người xem chiến. Tuy nhiên, trong lúc khẩn trương đi qua, bọn hắn càng hưng phấn hơn. Lần này tới quá đáng giá. Vậy mà có thể chứng kiến được một vở kịch lớn như thế này. Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, tới thật đúng lúc. Sau khi Khương Phàm dung hợp M Linh Ác Hỏa, thừa dịp hai vị cường giả Thánh Địa giáng lâm, gây nên chú ý cho trong ngoài Ly Hỏa Thánh Địa, hắn liền xuất hiện từ hoang dã, chạy tới góc cửa đá Đông Nam. Diêm Lâu, hay là Khương Phàm, ha ha, bây giờ ta nên gọi là gì đây? Một nam tử mang theo mặt nạ xuất hiện từ phía trước hoang dã. Đứng cách mấy trăm mét ngăn cản Khương Phàm. Khương Phàm đứng vững đấy, ngưng mi nhìn một lát. Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam nâng mặt nạ lên đi tới chỗ Khương Phàm. Huynh thật là có gan, Ly Hỏa Thánh Địa mà cũng dám vào sao? Khương Phàm nhìn chằm chằm Phượng Bảo Nam. Làm sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này? Ta đều đã chờ huynh hai ngày, nếu lại không đến nữa thì ta sẽ chuẩn bị rời khỏi. Ngươi đợi ta làm gì? Huynh đoán xem, hẳn không phải là muốn chết. Trong lòng Khương Phàm trào lên sát ý, hắn tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa cần bí mật tuyệt đối, không thể để bất cứ người ngoài nào biết. Đó là dĩ nhiên, ta sợ máu. Phượng Bảo Nam nhìn thật sâu ánh mắt Khương Phàm. Ta có thể đoán được huynh đang suy nghĩ gì, tuy nhiên, trước khi làm, còn xin nghĩ lại. Ngươi đã đem chuyện của ta nói với ai rồi? Khương Phàm âm thầm nắm tay. Làm sao tên Phượng Bảo Nam này lại đoán được hắn muốn trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa? Đây cũng không phải là ngoài ý muốn, đây quả thực là tai nạn. Nếu như Phượng Bảo Nam sớm cùng Ly Hỏa Thánh Địa chào hỏi, nếu như mình lại đi đến, chính là tự chui đầu vào lưới. Không cần khẩn trương, nếu như ta đem bán huynh cho Ly Hỏa Thánh Địa thì sẽ không xuất hiện ở đây. Ngươi muốn cái gì? Khương Phàm vẫn là không buông lỏng cảnh giác. Khương huynh là người biết chuyện. Phượng Bảo Nam đưa tay đánh cái búng tay, cười nói. Ly Hỏa Thánh Địa có một cái vạn hỏa pháp tràng, bên trong có một thứ mà ta cần. Ta hy vọng huynh có thể giúp ta mang ra. Thật có lỗi, ta không phải đi đến tham quan. Khương Phàm cau chặt lông mày. Vô Hồi Thánh Chủ đang trên đường tới, hắn nhất định phải tại trong vòng 5 canh giờ xác định được vị trí phụ thân và tịch nhan, thế nhưng Ly Hỏa Thánh Địa lại kéo dài 200 dặm, muốn xác định vị trí, nói nghe thì dễ. Huống chi, dù sao hắn cũng là giả mạo, tùy thời có khả năng sẽ bị phát hiện. Có thể bớt một đường thì tốt một đường, có thể hiếm thấy người thì không nên gặp người. Hơi có chút ngoài ý muốn, bây giờ hắn có thể sẽ bại lộ thân phận. Suy nghĩ lại một chút. Phượng Bảo Nam mặt mỉm cười nhìn Khương Phàm. Không ép buộc, không uy hiếp. Nhưng, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được thâm ý phía sau sự nhẹ nhõm tùy ý của hắn. Nếu như không đồng ý, Khương Phàm chân trước vừa tiến vào thánh địa, hắn có thể đưa chân sau đi đến chào hỏi. Khương Phàm dùng sức nắm tay, thật sự là đã coi thường gia hỏa này rồi, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này mang đến cho mình một đao. Nếu như huynh xem ta là bằng hữu, thuận tay giúp ta lấy một thứ liền xem như trợ giúp giữa bằng hữu. Nếu như huynh không xem ta là bằng hữu, vậy thì coi là một loại giao dịch. Ta bảo vệ bí mật của huynh. Huynh thanh toán phí bịt miệng cho ta. Như thế nào? Phượng Bảo Nam không vội vã nên vẫn đợi Khương Phàm trả lời. Nói, ngươi muốn cái gì? Tốt, thống khoái, bên trong vạn hỏa pháp tràng có rất nhiều thạch quan, thứ ta muốn là nằm ở vị trí thứ 278. Vật như vậy ta có thể tùy tiện mang đi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta không nên chạm mặt quá nhiều với những người trấn thủ kia. Bình thường mà nói là, huynh không mang đi được. Nhưng bây giờ bầu không khí tại Ly Hỏa Thánh Địa rất khẩn trương, tình huống đặc biệt,
nếu như huynh mang theo lệnh bài điện chủ Diêm La Điện của Đường Thiết Bình thì sẽ có cơ hội mang thạch quan bên trong đi. Ngươi còn muốn cho ta đi đến chỗ Đường Thiết Bình lấy lệnh bài? Đương nhiên sẽ không, như thế quá nguy hiểm, cho nên. Phượng Bảo Nam lấy từ trong ngực ra một cái lệnh bài, ném tới cho Khương Phàm. Ta đã sớm làm cho huynh một cái. Khương Phàm tiếp được lệnh bài, quái lạ nhìn Phượng Bảo Nam. Ngươi đã chuẩn bị xong. Mặc dù là giả, nhưng ta làm rất có tâm. Chỉ cần đám lão gia hỏa trấn thủ kia xem huynh là Diêm Lâu thì không khả năng cầm qua lệnh bài cẩn thận nghiên cứu. Phượng Bảo Nam mỉm cười nói. Huynh cứ yên tâm dùng. Khương Phàm trần chờ một lát, lại đem lệnh bài cất kỹ. Trong thạch quan có cái gì? Bên trong có thứ mà ta cần. Chí ít cũng nên cho ta chút nhắc nhở, thời điểm ta lấy được có thể cho các trấn thủ nơi đó một cái lý do. Huynh không cần cho lý do. Ta làm sao đem đồ giao cho ngươi được. Sau đó ta sẽ tự mình tới La Phù Sơn Mạch lấy. Phượng Bảo Nam đưa tay ra hiệu. Ta không chỉ hoãn huynh nữa, chúc may mắn. Khương Phàm đắp kín áo choàng, đi về phía cửa Tây Nam. Đúng rồi, coi chừng Mục Sùng Vân. Diêm Lâu tâm cao khí ngạo, rất ít tiếp xúc cùng người khác, người trong thánh địa đối với hắn vừa kính vừa sợ vừa xa lạ, nhưng Mục Sùng Vân không giống như thế. Bọn hắn quá quen thuộc lẫn nhau, vừa đối mặt liền có thể cảm giác được ngươi có vấn đề. Phượng Bảo Nam cao giọng nhắc nhở Khương Phàm. Hắn tháo mặt nạ xuống, mắt phượng, môi đỏ, đẹp như một nữ tử thiết thực. Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi chỉ lo phòng xài lang, phòng mãnh hổ, nhưng có thể đục thủng được con đê dài nặng, ngược lại là sâu kiến. Phượng Bảo Nam cười lắc đầu, liền rời khỏi nơi này. Người nào, dừng lại. Thánh Địa vùng Tây Nam. Các đệ tử thánh địa trấn thủ trước cửa đang nghị luận giả Thiên Vân Tước, cho đến khi Khương Phàm đi đến trước mặt mới phản ứng được. Mắt chó các ngươi mù sao? Khương Phàm xốc áo choàng lên, lộ ra gương mặt gầy gò. Diêm Lâu sư đệ, ngươi không phải đi Thiên Khải bí cảnh sao? Các đệ tử trấn thủ lập tức hành lễ, mặc dù tuổi tác bọn hắn lớn hơn, cảnh giới lại cao, thế nhưng đối với thiên tài thánh địa như Diêm Lâu đây lại không có nửa phần bất kính. Lấy thiên phú của Diêm Lâu và sự bồi dưỡng của Đường Thiết Bình, 20-30 năm sau rất có thể sẽ tiếp quản Diêm La Điện. Ta làm cái gì còn cần bàn giao cùng ngươi? Mặt Diêm Lâu không thay đổi đi đến cửa đá. Các đệ tử âm thầm nhếch miệng, không dám mạo phạm, vội vàng mở cửa cho đi. Khương Phàm thở phào, đi đến sau cửa đá, dựa theo tin tức lấy được chỗ từ Diêm Lâu, hắn đã rất tự nhiên đi đến Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa tọa lạc tại trên vùng bình nguyên, nhưng lại là những ngọn núi cao nguy nga đột ngột nhảy lên, có 20-30 tòa núi cao chập trùng uốn lượn, đỉnh cao nhất đạt tới hơn 5.000 mét, tượng trưng cho địa vị tôn quý áp đảo của Hoang Mãng Nguyên. Diêm Lâu sư đệ. Diêm Lâu, ngươi trở về rồi. Diêm Lâu, không phải ngươi đã đi Thiên Khải bí cảnh à? Diêm Lâu sư đệ, ngươi trở về rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ly Hỏa Thánh Địa giới nghiêm toàn diện, khắp nơi đều là đệ tử và trưởng lão, đều kinh ngạc hỏi, Diêm Lâu. Khương Phàm bắt chước dáng vẻ Diêm Lâu, đối với đệ tử bình thường đối xử tương đối lạnh nhạt, im lặng không để ý tới, đối với trưởng lão trấn thủ thì lạnh lùng đáp lại hai câu. Nhưng không có người nào sinh ra cảm giác hoài nghi gì. Bởi vì bất luận trưởng lão hay đệ tử đều đối với vị thiếu niên thiên tài này có chút kính sợ. So với thánh văn khác. Thân phận Diêm Lâu càng quan trọng hơn, đệ tử thân truyền của điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình. Đường Thiết Bình ở trong thánh địa tựa như Diêm La chân chính, phán quyết sinh tử, để cho người ta từ trong lòng đã cảm thấy e ngại, mà Diêm Lâu lại được Đường Thiết Bình xem như người nối nghiệp tương lai mà bồi dưỡng, tự nhiên không có người nào dám mạo phạm hắn. Nguy hiểm thật! Khương Phàm trèo đèo lội suối, đi hơn một giờ, trở lại đình viện của chính hắn. Vương gia sẽ ở chỗ nào? Khương Phàm đứng ở ngoài phòng, nhìn dãy núi xung quanh. Dựa theo địa đồ Diêm Lâu vẽ phác thảo, có hai nơi có khả năng nhất. Một là Đan Đỉnh Điện, một là Thiên Hỏa Cung. Hai nơi đều là nơi luyện đan, nhưng Vạn Hỏa Pháp Tràng cũng có khả năng, bởi vì nơi đó có số lượng lớn mồi lửa, cũng có rất nhiều bí bảo. Tới Vạn Hỏa Pháp Tràng xem trước thế nào. Khương Phàm chạy đến gian phòng Diêm Lâu, đổi một cái áo bào sạch sẽ, mở tay ra dâng lên một ngọn lửa màu xanh. Sau khi xác định không có vấn đề liền bước nhanh rời khỏi.
Mặc dù đã nuốt M linh ác hỏa của Diêm Lâu xác thực có thay đổi linh văn và màu sắc hỏa diễm, nhưng cảnh giới Diêm Lâu quá thấp, linh nguyên còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên đang nhanh chóng bị kim viêm thánh hỏa thôn phệ. Biên giới linh văn của ngươi đã bắt đầu có kim quang. Ta đoán chừng nhiều nhất 3 giờ, hỏa diễm sẽ trở lại màu vàng. Ngươi phải nắm chặt thời gian. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Trong lòng Khương Phàm lại gấp nhưng không dám đi quá nhanh. Nhưng, phạm vi ly hỏa thánh địa lại quá lớn, vượt ngang khoảng cách ước chừng tới 200-300 dặm, tại lúc không có người, hắn chỉ có thể kiên trì phóng tới. Nhưng, sợ sẽ gặp điều gì đó. Diêm Lâu, sao ngươi lại trở lại? Thời điểm Khương Phàm sắp tiếp cận vạn hỏa pháp tràng, đối diện lại gặp một đám đệ tử vội vã chuẩn bị xuất phát. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, mày rậm miệng rộng, tướng mạo có chút xấu xí, nhưng khí thế vô cùng cường thịnh. Thánh văn trên trán kiêu ngạo hiện ra ở bên ngoài. Khương Phàm trước tiên nghĩ đến một người, Mục Sùng Vân. Một trong ngũ đại thiên kiêu của Ly Hỏa Thánh Địa, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Diêm Lâu. Bởi vì Mục Sùng Vân và Diêm Lâu là cùng một dạng, không phải luyện đan sư, mà sư theo điện chủ Võ Cực Điện. Trước khi đến Khương Phàm đã sợ sẽ gặp phải Mục Sùng Vân, bởi vì Mục Sùng Vân đối với Diêm Lâu quá hiểu rõ. Cơ duyên của ngươi luyện hóa rồi. Không thấy ngươi mạnh bao nhiêu nha. Tâm tư Khương Phàm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến thời điểm mới vào thành Thiên Khải, mọi người nghị luận Mục Sùng Vân từ Thiên Khải bí cảnh đạt được cơ duyên. Ngươi muốn thử xem, cảnh giới ngươi đột phá. Mục Sùng Vân rõ ràng cảm giác Diêm Lâu trước mặt không giống với lúc trước, không chỉ là cảnh giới, mà còn có khí thế. Ta không nên đột phá. Khương Phàm hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Mục Sùng Vân khẽ nhíu mày, nhìn kỹ mắt Diêm Lâu. Vừa rồi cảm giác chỗ nào không giống, lại từ phía sau lưng xem xét, càng cảm giác không giống với lúc trước hơn. Ta có việc gấp, không có tâm tư đấu với ngươi. Khương Phàm học ngữ khí Diêm Lâu, muốn mạnh mẽ rời khỏi. Ngươi là thế nào? Ngữ khí Mục Sùng Vân đột nhiên lạnh giọng. Ta nói, không tâm tư đấu với ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn kiên trì. Khương Phàm quay người giằng co, hai tay dâng lên liệt diễm, ngưng tụ thành hình dáng đầu lâu. Đây là trọng điểm diễn luyện qua ở trên đường. Không có uy lực Diêm Lâu, nhưng có thể thông thuận thành hình, bộ dáng bên trên nhìn không ra cái gì. Trong lòng Mục Sùng Vân cũng cảm giác không hiểu thấu cảm giác xa lạ kia đã lập tức biến mất. Ngươi, tại sao phải quấn thắt lưng gấm? Ngươi cho rằng đi vào Thiên Khải bí cảnh thì ngươi sẽ tìm được cơ duyên. Khương Phàm tản đầu lâu ra. Thuận tay mở thắt lưng gấm ra, lộ ra linh văn màu xanh, tuy nhiên vì để tránh bị nhìn ra vấn đề, đơn giản kéo một cái, lại quấn chặt. Linh văn của ngươi là thế nào? Ánh mắt Mục Sùng Vân có chút ngưng tụ, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng biên giới linh văn hình như có xuất hiện kim quang. Tái nhợt trên trán hết sức rõ ràng. Ngươi, vĩnh viễn sẽ bị ta bỏ lại đằng sau. Khương Phàm cố ý giả bộ như rất cao ngạo hừ một tiếng, quay người bước nhanh rời khỏi. Hình như linh văn của hắn có thay đổi. Mục Sùng Vân quanh năm cạnh tranh cùng Diêm Lâu, cả hai đều không phục lẫn nhau, cũng hận không thể ngăn chặn đối phương, cho nên giờ này khắc này nghĩ tới không phải có vấn đề, mà là Diêm Lâu đạt được đại cơ duyên lớn đến có thể ảnh hưởng đến linh văn. Trách không được lại sớm rời khỏi Thiên Khải bí cảnh như thế. Đây là muốn đi ra tranh công sao? Đáng giận, rốt cuộc là cơ duyên gì? Mình ở Thiên Khải bí cảnh đạt được hai giọt thánh huyết, còn có một cái bảo khí, vốn cho rằng có thể vững vàng ngăn chặn Diêm Lâu, nhưng Diêm Lâu vậy mà đạt được cơ duyên có thể ảnh hưởng đến linh văn. Đệ tử thánh địa bên cạnh Mục Sùng Vân thúc giục nói. Mục sư đệ, chúng ta nhanh đi đến Thiên Hỏa cung đi, nơi đó cần tăng cường phòng ngự. Khương Phàm bước nhanh đi trên đường, rất nhanh chú ý tới số lượng lớn đệ tử đang đi tới một hướng. Các ngươi muốn đi đâu? Diêm Lâu sư đệ, sao ngươi lại trở lại? Nghe không hiểu lời ta sao? Là như thế này, vừa rồi điện chủ Võ Cực Điện hạ lệnh, yêu cầu đệ tử linh nguyên cảnh trở lên, đều tạm thời buông xuống chuyện trong tay, phải tới Thiên Hỏa cung tập kết, mở ra pháp trận thiên hỏa. Thiên Hỏa cung. Khương Phàm quay đầu nhìn về đỉnh cao nhất tại Ly Hỏa Thánh địa, giữa cây xanh râm mát, tòa cao phong kia toàn thân đỏ chót, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo lên không gian. Chẳng lẽ, phụ thân ở đấy?
Sau khi Khương Phàm đắng đo một lúc rốt cuộc vẫn chạy tới vạn hỏa pháp tràng. Hắn không hiểu rõ Phượng Bảo Nam, không dám tùy tiện mạo hiểm. Hắn thậm chí hoài nghi lệnh bài bị Phượng Bảo Nam giở trò gì, nếu như mình không đi, rất có thể Phượng Bảo Nam sẽ phát hiện được, sau đó sẽ đi đến trong thánh địa xác nhận hắn. Vạn hỏa pháp tràng, cấm địa quan trọng của Ly Hỏa Thánh Địa, tọa lạc dưới đất 3.000 mét chỗ, cùng loại với thế giới dung nham dưới mặt đất ở Thiên Khải Bí Cảnh. Đường sông tung hoành, dung nham lao nhanh, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo cả không gian, như có thể bốc hơi hết thảy mọi thứ. Trong này có vô số tế đàn, từ khi Ly Hỏa Thánh Địa sáng tạo đến nay, trên tế đàn đã phong ấn tất cả hỏa diễm linh văn thánh hỏa sau khi chết còn sót lại. Bọn chúng vì quý giá nên giữ lại, cũng được cẩn thận bảo dưỡng. Bọn chúng đại biểu cho vạn đạo hỏa nguyên của Ly Hỏa Thánh Địa. Không chỉ là biểu tượng nội tình, chủ yếu hơn chính là có thể đảm bảo thời điểm luyện chế đan dược đặc thù cần hỏa diễm đặc thù. Mà, đệ tử có được hỏa thuộc tính, nếu trước đó may mắn đang thức tỉnh linh văn, đến vạn hỏa pháp tràng điều dưỡng nửa năm đến một năm sẽ thức tỉnh lục phẩm linh văn thậm chí là thánh linh văn, hy vọng sẽ gia tăng rất lớn. Qua! Khương Phàm đi đến vạn hỏa pháp tràng bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh thật sâu. Hơn mấy ngàn vạn tòa tế đàn trải rộng thế giới dung nham, to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau, các loại thánh viêm lơ lửng ở phía trên tỏa ra hào quang phi phàm lại chói mắt. Những người kia chết tại linh nguyên cảnh hoặc linh hồn cảnh, hỏa diễm để lại tương đối khá yếu ớt, những người chết tại sinh tử cảnh kia có thể do cảnh giới cao hơn, liệt diễm rất mãnh liệt lại cường thịnh, cơ hồ có thể bao phủ cả tế đàn của bọn chúng. Ầm ầm, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lắc lư kịch liệt như muốn phá tan khí hải, đi ra thưởng thức cái một màn rung động này. Chu Tước Linh Nguyên cũng gáy to, hận không thể đi ra đem toàn bộ liệt diễm phía ngoài nuốt hết. Nếu như có thể thôn vệ mấy cái thì tốt biết bao. Toàn thân Khương Phàm khô nóng khó chịu, đối với Chu Tước Linh Nguyên mà nói là, nơi này đơn giản chính là nhà ăn tuyệt diệu. Diêm Lâu, một vị lão nhân thân hình còng xuống, tóc trắng xóa, từ trong dung nham chảy xuôi đi tới, dung nham nóng hổi giống như nước từ toàn thân trượt xuống. Trong bóng tối, rất nhiều cường giả ẩn núp đều mở mắt, ánh mắt thâm thúy tập trung vào Khương Phàm. Ta phụng lệnh sư tôn tới lấy đồ. Toàn thân Khương Phàm rét run, giống như bị đàn sói vây quanh, nếu như không phải đã chuẩn bị, nói không chừng giờ khắc này đã luống cuống lên rồi. Sao lại phái đứa nhỏ ngươi này tới? Tình huống bên ngoài nguy cơ. Người của Hồn Thiên Thánh Địa và Linh Kiếp Thánh Địa đều tới, đang cùng sư tôn giằng co. Cảnh giới ta thấp, bị đánh về Thánh Địa, thuận tiện giúp lấy chút đồ. Ồ, là ai tới? Hồn Thiên Thánh Địa là Già Thiên Vân Tước, Linh Kiếp Thánh Địa là Bàng Phong Tử. Bọn hắn tới làm gì? Nói là tới chứng kiến, nhưng sư tôn không dám khinh thường. Bây giờ toàn Thánh Địa cũng bắt đầu giới nghiêm, các vị điện chủ cũng đều xuất hiện cảnh giác. Chứng kiến cái gì? Lão nhân một mực trấn thủ vạn hỏa pháp tràng, cũng không hiểu rõ chuyện bên ngoài. Thánh địa chúng ta và Vô Hồi Thánh Địa phát sinh xung đột, Vô Hồi Thánh chủ tự mình dẫn người đuổi tới nơi này. Không kịp giải thích thêm, sư tôn đang chờ ta lấy đồ qua. Khương Phàm cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ lão nhân, không hổ là Ly Hỏa Thánh Địa, khắp nơi đều ẩn giấu đi cường giả như quái vật. Lão nhân rất bất ngờ. Vô Hồi Thánh chủ tới, Đường Thiết Bình muốn cái gì? Ta không biết, sư tôn chỉ nói thạch quan số 278. Sau đó ngươi liền đến. Sư tôn nói sự cấp tòng quyền, còn xin các vị có thể hiểu được. Nếu như đồ trong thạch quan không cần đến, sau đó người sẽ đích thân đến trả. Khương Phàm từ trong túi lấy ra một tấm lệnh bài cho lão nhân nhìn một chút, cũng đưa về phía bóng tối xung quanh trong. Đi theo ta. Lão nhân cùng đám người trong bóng đen xung quanh trao đổi ánh mắt. Mang theo Khương Phàm đi tới một tế đàn ở trên một mảng dung nham to lớn. Ầm ầm, tế đàn chậm rãi chuyển động quấy động đến dung nham, thánh hỏa sôi trào phía trên tháo chạy xung quanh, lộ ra một con đường kéo dài tới dưới mặt đất. Cơ quan ở khắp nơi. Khương Phàm bước nhanh đi theo lão nhân. Bọn hắn dọc theo thềm đá đi xuống dưới, từng ánh lửa nhanh chóng sáng lên, chiếu ra một mảnh mộ tràng cổ lão dưới mặt đất. Từng tòa thạch quan lơ lửng giữa không trung. Giá lạnh, an tĩnh, quỷ dị. Khó có thể tưởng tượng được, phía dưới dung nham lại còn có thánh điện như thế. Chu Tước Linh Nguyên trong khí hải Khương Phàm đột nhiên phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, nó phóng lên tận trời, rời khỏi khí hải, hóa thành vô số đường vân màu vàng,
thẩm thấu đến huyết nhục, hài cốt. Sau đó, chỉ dẫn hắn, thúc giục hắn. Cùng lúc đó, một tòa thạch quan khác nhìn không có bất kỳ khác biệt gì lại hơi rung nhẹ, tách ra kim quang yếu ớt, nhưng ngay sau đó đã bị lực lượng thạch quan áp chế. Khương Phàm nhíu mày, đây là thế nào? Ở trong đó có cái gì? Vậy mà có thể để cho linh nguyên của hắn sao động? Chính là tòa này. Lão nhân đi đến trong một tòa. Khương Phàm thử hỏi một câu. Trong này là cái gì? Thạch quan nơi này đều là lịch đại thánh chủ cùng điện chủ tự mình đưa vào, có một số đều đã tồn tại từ mấy trăm đến hơn ngàn năm. Chúng ta chỉ phụ trách trấn thủ, không có quyền hạn hiểu rõ đồ trong thạch quan. Lão nhân thúc giục nói. Mang thạch quan đi nhanh đi, không nên ở lại chỗ này. Khương Phàm lấy thạch quan, sau đó đi theo lão nhân ra ngoài. Nhưng linh nguyên lại trải rộng toàn thân, thúc giục Khương Phàm muốn đi tiếp xúc tòa thạch quan kia. Khương Phàm khẩn trương lại chần chờ, cuối cùng cắn răng một cái, cố ý lệch mấy bước tới nơi đó, cưỡng ép thu thạch quan vào thanh đồng tiểu tháp. Ngươi đang làm gì? Lão nhân phát giác được tiếng bước chân sau lưng có chút lộn xộn, khẽ nhíu mày, quay đầu tập trung vào Khương Phàm. Khương Phàm đã quay người bước hai bước, nhìn thạch quan bên cạnh, nói. Trong này hình như có thứ gì đó kích thích linh văn của ta. Sắc mặt lão nhân có chút trầm xuống. Những thứ kia, người còn không có tư cách đụng, mau cùng ta rời khỏi. Khương Phàm thầm nghĩ nguy hiểm thật, sau đó đi theo lão nhân rời khỏi thạch điện. Chuyển lời với Đường Thiết Bình, không dùng được hay là vô dụng cũng đều phải mang thạch quan về, còn phải ở chỗ này để lại huyết ấn. Tình huống lần này đặc biệt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau khi lão nhân nhắc nhở Khương Phàm liền chìm vào trong sông Dung Nham. Khương Phàm nhịn không được lại hơi liếc nhìn tế đàn các nơi, lúc này mới rời khỏi vạn hỏa pháp tràng. Lý Dần, giúp một chút. Khương Phàm bước nhanh tới Thiên Hỏa Cung, ý thức nhịn không được liền tiến vào thanh đồng tiểu tháp, điều tra thạch quan khiến Chu Tước Linh Nguyên sao động. Lý Dần đang trong góc ngồi cảm ngộ, nghe được thanh âm liền đi tới. Làm sao lại có hai bộ quan tài ở đây? Giúp ta mở cái phía trước ngươi ra. Cỗ này. Lý Dần vỗ vỗ nắp quan tài, dùng sức đẩy, kết quả nắp quan tài không nhúc nhích tí nào. Nghĩ cách mở đi. Khương Phàm thúc giục Lý Dần. Lý Dần lại đẩy, lại vểnh lên, lại đụng tới, dày vò nửa ngày cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng hắn lại cầm thiết long cổ thụ ở nơi xa còn, treo, trên thiết thuẫn, hung hăng đập xuống thạch quan. Một tiếng vang thật lớn chấn động thanh đồng tiểu tháp. Rốt cuộc nắp quan tài cũng rời một chút xíu. Một sợi kim quang từ bên trong tràn ra, cách thanh đồng tiểu tháp nhưng vẫn để toàn thân Khương Phàm trở nên nóng hơn. Tiếp tục, Khương Phàm một bên phóng tới trên đường, một bên thúc giục Lý Dần. Lý Dần nhìn lên thiết thuẫn, hắn cầm lấy đập mấy chục cái lên quan tài, rốt cuộc cũng cho nắp quan tài dịch ra một cái khe hở. Trong thạch quan tựa như là mảnh biển cả sáng chói, khuấy động sóng nhiệt cuồn cuộn. Long Vũ. Khương Phàm kinh ngạc hô lên, ý thức xuyên thấu qua kim quang và sóng nhiệt trong thạch quan điều tra được một sợi lông vũ đang lơ lửng. Cái này khiến hắn trước tiên nhớ tới hộp gấm Diêm Lão để lại cho hắn, bên trong cũng có một sợi lông vũ tương tự. Chính là sợi lông vũ kia đã để hắn chính thức thức tỉnh linh văn. Đây cũng là một dạng sao. Rất có thể, nếu không đến mức khiến Chu Tước linh nguyên của hắn có phản ứng. Tại sao nơi này có thể có quang vũ tương tự được? Ly Hỏa Thánh Địa tìm được ở đâu? Khương Phàm mang theo đầy nghi vấn, hận không thể trở lại vạn hỏa pháp tràng hỏi thăm tình huống. Trưởng lão cùng đệ tử tụ tập bên ngoài Thiên Hỏa Cung trực chờ chỉ thị. Những người rảnh rỗi được điều động trong Thánh Địa cơ hồ toàn bộ bị điều chỉnh lại, đang bị chỉ huy tiến vào chân núi mở ra từng hố đất. Số lượng hố đất rất nhiều, có chừng hơn 100 cái, mỗi cái đều khuấy động lên tia sáng hừng hực, tượng trưng cho trận nhãn của pháp trận. Mà các đệ tử nhỏ giọng nghị luận, cũng rốt cuộc cũng cho Khương Phàm khẳng định được một điều. Phụ thân, Tịch Nhan đều ở trong Thiên Hỏa Cung. Tránh ra, không có mắt sao. Khương Phàm xuyên qua đám người, chen tới mặt trước. Chúng đệ tử thấy hắn thì đều nhao nhao nhường đường. Diêm Lâu, sao ngươi lại trở lại rồi? Một vị trưởng lão tướng mạo uy nghiêm đưa tay ngăn cản Khương Phàm. Ta tìm được đại cơ duyên, sớm trở về. Khương Phàm vừa nói ra lời này, các đệ tử, còn có các trưởng lão xung quanh khác đều nhao nhao nhìn sang. Cơ duyên như thế nào?
Lão giả nhìn Khương Phàm từ trên xuống dưới, quả thật có chút không giống với lúc trước. Khương Phàm mở tay phải ra, ngưng tụ ra đầu lâu. Bởi vì kim viêm thánh hỏa thôn phệ, M linh ác hỏa đang nhanh chóng biến mất, cho nên bên trong đầu lâu bắt đầu xuất hiện ánh lửa màu vàng bắt mắt. Cũng may mà lửa xanh vẫn chiếm phần lớn, cho người cảm giác là thanh hỏa có thêm kim viêm, mà không phải là kim viêm trộn lẫn thanh hỏa. Đây là thế nào? Khuôn mặt nghiêm túc của trưởng lão hơi động một chút, có thể ảnh hưởng màu sắc hỏa diễm. Chẳng lẽ, linh văn, linh nguyên có thay đổi? Khương Phàm kiêu ngạo ngẩng đầu, tản hỏa diễm đầu lâu ra. Ta vội vã trở về, muốn nhanh chóng đến cho sư tôn thấy, kết quả sư tôn ở bên ngoài bận bịu, ta cũng chỉ có thể tới nơi này hỗ trợ trước. Không tiện nói một chút là cơ duyên gì sao? Vị trưởng lão này giật mình, biểu hiện trên mặt đã không còn nghiêm túc nữa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận ra, Diêm Lâu, đã thay đổi, ngữ khí cũng không tiếp tục lạnh lùng, khô cứng giống thường ngày nữa, mà hẳn là kích động. Có thể làm cho một tiểu tử cao ngạo tự phụ như thế kích động, tuyệt đối là đại cơ duyên rồi. Sau này ngươi sẽ biết, ta muốn. Khương Phàm chỉ về phía Thiên Hỏa Cung. Tới đó nhìn. Thiên Hỏa Cung giới nghiêm, bất kỳ người nào cũng không được ra vào. Vị trưởng lão này lại khôi phục vẻ nghiêm túc. Bí mật bên trong Thiên Hỏa Cung tạm thời còn không thể công bố, mà thánh chủ lại hoài nghi Vô Hồi thánh chủ lần này tự mình bái phỏng là muốn quấy nhiễu bọn hắn nghiên cứu đan dược truyền kỳ, cho nên điều động thánh địa toàn bộ lực lượng, mở ra pháp trận, nghiêm mật bảo vệ. Khương Phàm nhìn xung quanh một chút, trong lòng trở nên hung ác, hắn muốn hành động. Mạo hiểm. Hắn đứng đối diện trước trưởng lão cười lạnh hai tiếng, có chút ngẩng đầu. Diêm Lâu, người đây là có ý gì? Sắc mặt trưởng lão có chút trầm xuống, tên Diêm Lâu này quả nhiên quá phách lối, vậy mà lại ngang nhiếm ở ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy cười lạnh với hắn. Ta nên hỏi ngươi có ý gì mới đúng, không để cho ta tiến vào Thiên Hỏa Cung, chẳng lẽ muốn ta ở cùng một chỗ với những đệ tử này trong hố đất? Ngươi không cần đến hố đất, có thể tạm thời rời khỏi nơi này. Ta không có tư cách vào Thiên Hỏa Cung. Ngươi là đệ tử thân truyền điện chủ Diêm La Điện, có tư cách, chỉ là bây giờ. Không đợi trưởng lão nói xong, Khương Phàm đã lách qua hắn trực tiếp đi đến trên núi. Cái này, vị trưởng lão này cùng các đệ tử cau chặt lông mày, ánh mắt hỏi sư phụ xem có cần chặn đường hay không. Sắc mặt trưởng lão âm trầm, nhưng vẫn lắc đầu, không được trêu chọc. Trước đó Diêm Lâu còn không đến mức phách lối như vậy, hôm nay như thế này chỉ có thể nói rõ đã đạt được đại cơ duyên thật. Diêm Lâu, sao hắn lại tiến vào Thiên Hỏa Cung? Mục Sùng Vân ở phía xa thấy được, Khương Phàm, đang đẩy ra cửa cung đi vào cũng lập tức muốn đi qua. Sùng Vân, đóng Thiên Hỏa Cung lại. Trưởng lão trước mặt hắn lập tức ngăn lại. Diêm Lâu có thể vào, ta lại không. Ba vị lãnh thiền cũng ở bên trong. Rồi lại ngăn ta ở bên ngoài. Mục Sùng Vân hừ một tiếng, dùng sức đẩy trưởng lão đi qua. Trưởng lão khẽ nhíu mày, cũng rất bất đắc dĩ. Những đệ tử thánh linh văn này cũng không thể gây, từng người đều thiên phú tuyệt luân, lại có bối cảnh, bây giờ vẫn chỉ là linh nguyên cảnh, mười mấy năm sau, sẽ vượt xa hắn. Diêm Lâu, Mục Sùng Vân liên tiếp đi vào Thiên Hỏa Cung lập tức kích thích rất nhiều đệ tử thiên tài. Nhưng bọn hắn không phải là thánh văn, lại không có bối cảnh tương tự, đều bị các trưởng lão từng cái răn dạy trở về. Diêm Lâu, sao hắn lại đến đây? Không phải hắn đang ở Thiên Khải Bí Cảnh sao? Bên trong Thiên Hỏa Cung, ba vị đệ tử thiên kiêu còn lại của Ly Hỏa Thánh Địa liên tiếp nhìn qua. Ba người bọn hắn cùng Diêm Lâu và Mục Sùng Vân đều không khác nhau, đều là kỳ tài luyện đan, không chỉ có tư cách ở chỗ này mà còn là từ đầu đến cuối đều ở nơi này. Khương Phàm vừa mới tiến Thiên Hỏa Cung liền bị tình cảnh trước mắt làm ngây người. Bên trong Thiên Hỏa Cung cực kỳ rộng rãi khổng lồ, rộng chừng ngàn mét, cao không thấy đỉnh. Vách đá khắc đầy hoa văn phức tạp như là những con mãng xà còn sống, tỏa ra hào quang chói mắt, để cả tòa cung điện đều giống như một không gian kỳ lạ nào đó. Tại chính giữa cung điện có một tòa đỉnh lô khổng lồ đứng sừng sững ở đó làm cho người ta rung động. Tạo hình vô cùng khoa trương, giống như là một ngọn núi lớn nặng nề. Phía trên khảm nạm sơn hà hỏa quyển như là sơn hà rừng rậm chân chính quay quanh đi lên. Mênh mông khí tức tự nhiên đập vào mặt. Đỉnh lô oanh minh kịch liệt. Tia sáng sôi trào ngập trời, ở trên không quay quanh thành mây mù nặng nề. Số lượng lớn liệt diễm không ngừng liên tục lao nhanh rơi xuống, giống như là thác nước, rung động lòng người.
Cửu hoàng luyện thiên đỉnh trong khí hải Khương Phàm đều chịu ảnh hưởng, tùy thời muốn xông ra tới. Phụ thân, Tịch Nhan. Khương Phàm rất nhanh đã hoàn hồn, bởi vì hắn đã thấy được Khương Hồng Võ và Tịch Nhan bị xiềng xích treo giữa không trung, tóc tai bù xù, máu thịt be bét. Khương Phàm tức giận nhưng rốt cuộc cũng kìm nén mà nhẹ nhàng thở ra, con mắt dần dần mông lung. Còn sống. Bọn họ còn sống. Tất cả sự mạo hiểm mình, đều có ý nghĩa. Vô hồi thánh chủ sắp đến rồi. Khương Phàm nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại. Tính toán thời gian, tiến đến có hơn 3 giờ, không sai biệt lắm là giữa trưa. Cứu người. Khương Phàm nhấc chân liền muốn đi lên phía trước. Cánh cửa cung nặng nề cao hơn 20 mét phía sau chậm rãi mở rộng. Mục Sùng Vân theo sát đi đến, hắn đã tới qua nơi này rất nhiều lần, không có sợ hãi thán phục, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đỉnh lô hay hoàn cảnh xung quanh, trực tiếp tập trung vào Khương Phàm. Không biết vì cái gì, khi nhìn bóng lưng, Diêm Lâu, hắn luôn cảm giác giống như đang nhìn một người khác. Đây là thế nào? Coi như đạt được cơ duyên nên có thay đổi nhưng cũng không trở thành như thế này được. Sao các ngươi lại đến đây? Một trong năm vị thiên kiêu Ly Hỏa Thánh Địa, Lãnh Thiền giống như khổng tước cao ngạo, hơi vểnh mặt lên, từ đằng xa đi tới. Không đi vào, chẳng lẽ ở lại bên ngoài chống đỡ pháp trận cho các ngươi? Khương Phàm duy trì vẻ cao ngạo của Diêm Lâu, lách qua Lãnh Thiền muốn đi đến phía trước. Lãnh Thiền đưa tay ngăn lại Khương Phàm. Dừng lại, ở chỗ này nhìn là được rồi, tính tình các đại tông sư cũng không quá tốt, nếu ảnh hưởng tới bọn hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đều sẽ mắng ngươi đến không kịp phản ứng. Không phải ngươi có chuyện sao khác, sao lại chạy tới đây rồi? Mục Sùng Vân đi tới, càng nhìn càng cảm thấy lạ lắm, nhưng lại không nghĩ ra nổi chỗ nào không đúng. Dù sao hắn là làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người dám giả mạo Diêm Lâu, lại còn có thể giả mạo Diêm Lâu. Diêm Lâu ta làm gì, còn cần báo cáo cùng ngươi? Khương Phàm thầm nghĩ không ổn. Người quá quen tập hợp một chỗ, rất dễ cảm giác xảy ra vấn đề. Sao ta cảm thấy ngươi hôm nay có cái gì đó không đúng? Ghen ghét sao? Khương Phàm nói sang chuyện khác, hỏi Lãnh Thiền bên cạnh. Làm thế nào rồi? Lãnh Thiền lắc đầu, nói. Không quá thuận lợi. Còn không có luyện hai tên kia sao? Khương Phàm chỉ về phía không trung, tìm kiếm tình huống. Tuần tự từ trên thân Tịch Nhan lấy 6 khúc xương sườn. Một ít nội tạng thì lại xác định ra hai loại thành phần trước đó không có chú ý, nhưng cụ thể là cái gì thì vẫn còn không có tra được rõ ràng. Bọn họ quyết định lại lấy hai chân Tịch Nhan, xem có thể lại phân tích ra thành phần mới hay không, nếu như không được, liền đem cô ta đi luyện. Lãnh Thiền tùy ý nói, tựa như nói không phải người, mà là đang nói về dược liệu. Súc sinh. Khương Phàm dùng sức nắm chặt nắm đấm, áp chế lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực. Thế nào? Lãnh Thiền chú ý thấy, Diêm Lâu, bên cạnh đột nhiên hô hấp dồn dập, quay đầu quái dị nhìn hắn. Nắm chắc được bao nhiêu phần luyện ra đan dược? Khương Phàm cố nén lửa giận, khống chế âm thanh. Lãnh Thiền trầm ngâm nói. Trừ phi có thể xác định toàn bộ thành phần, nếu không khó mà nói được. Ý của ta là, không nhất định 100% thăng hoa linh văn, chỉ cần có thể có một số công hiệu thăng hoa là tốt rồi. Khương Phàm lập tức thể hiện quái dị lại cuồng nhiệt, di chuyển lực chú ý của bọn hắn. Lãnh Thiền quái lạ nhìn hắn. Ngươi cũng không cần, kích động cái gì chứ? Ta cần, ta vừa đạt được đại cơ duyên, lúc nào cũng có thể tiến vào đại thừa thánh văn, ta. Chỉ cần một chút kích thích. Khương Phàm vừa nói ra lời này, cuối cùng cũng, hấp dẫn, được Lãnh Thiền và Mục Sùng Vân. Nhất là Mục Sùng Vân, sự nghi hoặc trong lòng trong nháy mắt đã bị ghen tị và uy hiếp thay thế. Đại thừa thánh văn. Đến cuối cùng là hắn đã đạt được cơ duyên như thế nào? Khương Phàm thừa dịp bọn hắn kinh ngạc liền bước nhanh đến đài cao. Buông Tịch Nhan ra, chặt hai chân cô ta. Lúc này, các luyện đan sư bỗng nhiên cao giọng la lên, biểu hiện rất nghiêm túc, ánh mắt lại có chút sốt ruột. Vậy mà lại có thể phân tích ra hai loại dược liệu hoàn toàn không có chú ý tới, cái này cũng mang ý nghĩa khả năng vẫn còn. Cho nên tiến hành theo chất lượng. Trước tiên thử hai cái chân một chút, sau đó lại luyện cả người. Rầm rầm. Xiềng xích nặng nề chậm rãi hạ xuống, đem Tịch Nhan nhìn không còn ra con người bỏ vào trên đài cao. Tịch Nhan hấp hối, vẻ mặt ngốc trệ. Nàng chuẩn bị từ bỏ. Cả đời mình thật đáng thương, có cái gì đáng để lưu luyến.
từ khi sinh ra đến khi thức tỉnh linh văn, từ khi tông môn đuổi đi, đến tỷ tỷ phản bội. Từ linh văn bị phế, đến lưu vong n oán chàng. Vận mệnh nàng đều giống như đang bị trêu cợt, trào phúng. Rốt cuộc cũng thăng hoa linh văn, cùng ma nữ hưởng một sinh mạng, giống như muốn bắt đầu lại tất cả, nhưng lại bị thánh địa bắt, xẻo thịt lấy máu, tàn nhẫn tách rời. Cả đời này, chung quy cũng chỉ là một vở bi kịch. Ma nữ, thân thể này, thuộc về ngươi, linh hồn của ta, cũng thuộc về ngươi, ta, từ bỏ. Tịch Nhan giật giật đôi môi khô khốc, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng, thời điểm hai mắt đang hoàn toàn bị bóng đêm che khuất, nàng lại theo bản năng trừng mắt lên nhìn. Trong tầm mắt mơ hồ giống như có một hình dáng quen thuộc đang bước nhanh về phía nàng. Là hắn. Bờ môi Tịch Nhan khẽ nhúc nhích, lộ ra một nụ cười nhạt. Trước khi chết, còn tưởng tượng ra hắn. Hẳn là trong cả đời ngắn ngủi này của mình, hắn chính là một tia sáng duy nhất đi ngang. Ta đến rồi. Khương Phàm cố ý dùng ngữ điệu bình thường, gọi tên tráng hán đang đi tới lại. Tịch Nhan nhắm lại một lần nữa, sau đó lại lần nữa mở ra, ánh mắt từ mông lung đến mơ hồ, dần dần đã rõ ràng. Giọng nói mày, sao lại giống hắn như thế? Khương Phàm bước nhanh đi bên cạnh đến Tịch Nhan, thấp giọng một câu. Ta tới rồi. Tịch Nhan chậm rãi mở to đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên xa lạ trước mặt, bên tai quanh quẩn âm thanh quen thuộc. Là ta tới rồi đây. Khương Phàm khẽ nói, không để lại dấu vết đưa vào trong miệng nàng một viên kim nguyên đan. Bổ khí, trấn hồn, điều trị thương thế. Tịch Nhan khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm hắn, hai mắt ấm áp, dần dần mông lung. Đây không phải là mơ sao? Khương Phàm nhìn thân thể rách mướp của Tịch Nhan, lên cơn giận dữ, đỏ ngầu cả mắt. Đây là chuyện luyện đan sư làm sao? Bọn xúc sinh này, ngươi làm gì đấy? Đột nhiên có một tiếng giận dữ gầm lên vang vọng trong cung điện, tức giận, khàn giọng, lại gần như cuồng loạn. Đồ hỗn chứng ngươi, ngươi nhét cái gì vào trong miệng cô ta? Ngươi cho cô ta ăn đan dược, ngươi điên rồi, chúng ta đang phân tích thành phần dược liệu, ngươi lại mớm thuốc cho cô ta. Đầu ngươi bị chó gặm rồi hay sao? Một vị luyện đan sư tóc trắng xóa tức giận không kiềm chế được, hai mắt trừng trừng, mặt mũi đỏ lên. Thiên Hỏa cung nhanh chóng an tĩnh lại. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Trưởng lão, nói chuyện không nên quá khó nghe. Khương Phàm đứng dậy, ngăn ở trước mặt Tịch Nhan. Tịch Nhan thất thần nhìn bóng lưng trước mặt, đôi môi khẽ run, nước mắt tràn mi. Là hắn. Hắn tới rồi. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi tiến vào Thiên Hỏa cung, ai bảo ngươi lên đấy. Ngươi quấy nhiễu luyện đan, phá hư kế hoạch chúng ta không cần biết ngươi là ai, nhất định phải mời thánh chủ, đem ngươi xử tử. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh văn thì có thể không cố kỵ gì. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta không thiếu thánh văn, mỗi một thời đại đều có 4 tên hoặc có thể là 5 tên. Lão nhân kia tức giận không kiềm chế được, một bên gầm thét một bên xông lên đài cao. Hắn cho Tịch Nhan cho ăn đan dược. Ngươi không phải luyện đan sư, ngươi đến xem náo nhiệt gì chứ? Ai để cho hắn đây, chán sống rồi sao? Các luyện đan sư khác liên tiếp kịp phản ứng. Nhao nhao căm tức nhìn lên Diêm Lâu, cao giọng quát mắng. Bọn hắn tụ trong Thiên Hỏa cung gần 1 năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu thành phần đan dược, trước mắt đã thấy là sắp thành công rồi, sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy? Hắn điên rồi. Bọn người Mục Sùng Vân đều hai mặt nhìn nhau, làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này? Tất cả đứng lại cho ta. Khương Phàm đột nhiên quát lớn, âm thanh mát lạnh vang dội. Ánh mắt bén nhọn cũng át hết bọn thị vệ vừa muốn xông tới. Biết vì sao ta lại từ Thiên Khải bí cảnh trở về không? Có còn muốn đan dược truyền kỳ hay không? Khương Phàm xem chừng đã đến giờ, không thèm đếm xỉa gì nữa. Tràng diện vừa muốn sao động lại bất thình lình bị một câu kiềm chế lại. Không phải sợ sệt, mà là ngây ngẩn cả người. Thả Khương Hồng võ xuống. Khương Phàm tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lớn tiếng quát lên ra lệnh. Cái gì? Bọn thị vệ hai bên trên đài cao hai mặt nhìn nhau, vị thiên tài thánh địa này muốn làm gì? Thả Khương Hồng võ ra, ta từ Thiên Khải bí cảnh đã đạt được cơ duyên mới, có thể trợ giúp luyện chế đan dược truyền kỳ. Khương Phàm kéo cuống họng bịa chuyện, biểu hiện rất cường thế rất tự tin, thậm chí có chút tức giận. Đem Khương Hồng võ buông ra, ta có thể kích phát ra toàn bộ thành phần dược liệu trong thân thể của hắn. Thời gian có hạn.
ta đã vội vã trở về, chính là vì cái này. Khương Phàm chỉ vào bọn thị vệ bên cạnh hô to. Chậm trễ thời cơ, các ngươi ai có thể phụ trách? Cái này, bọn thị vệ đều nhìn về những luyện đan sư kia, đều không nghĩ ra. Các luyện đan sư cau mày trao đổi ánh mắt, cũng đều nhìn về phía Khương Phàm. Thứ gì có thể kích phát ra thành phần dược liệu? Cái này, Khương Phàm lấy hóa sinh bát ra, kích thích thủy triều xoay tròn bên trong, tràn ngập ra uy lực thôn phệ cường thịnh, không ngừng dẫn dắt hỏa nguyên lực trong thiên hỏa cung liên tục hội tụ vào bên trong. Các luyện đan sư kỳ quái nhìn sang, đó là cái gì? Khương Phàm nói ra, thả Khương Hồng võ ra, lấy hai cánh tay hắn bỏ vào thử một chút thì biết. Không phải trong tay ngươi có tịch nhan sao? Cô ta không được. Vì sao không được? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra trong cơ thể cô ta có khí tức đặc thù khác? Cái này, các luyện đan sư lại trao đổi ánh mắt. Các ngươi chỉ biết luyện đan thì không hiểu rõ cặn kẽ tình huống sao? Vì sao cô ta lại rời khỏi Thánh Nữ Tông? Vì sao đã thăng hoa linh văn cũng không muốn trở về? Vì sao? Các ngươi thật không hiểu rõ. Trong linh hồn của cô ta, có ma hồn, các ngươi từ trên người cô ta luyện ra được cái gọi là dược liệu đặc thù, không phải là bị ma khí ảnh hưởng tới, chính là căn bản không phải là dược liệu gì cả. Các luyện đan sư cũng hơi biến sắc, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì bọn hắn xác thực cảm giác được trên người Tịch Nhan có chút lực lượng không tầm thường. Nhưng bọn hắn vẫn mặc kệ mà nghiên cứu dược liệu, dù sao cảm thấy là lạ, lại không nghĩ tới nàng đã dung hợp với ma hồn. Dạng ma hồn gì có thể ảnh hưởng huyết nhục? Lãnh Thiền đột nhiên chất vấn, nàng là kỳ tài luyện đan, toàn bộ quá trình này đều đã tham dự qua, mặc dù cảm thấy Diêm Lâu rất khác thường nhưng cũng bị lời, Diêm Lâu, nói kích thích đến hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn đưa ra chất vấn. Khương Phàm cố ý biểu hiện rất thất vọng. Linh văn của cô ta là gì? Cái này các ngươi cũng không hiểu rõ sao. Cô ta là luân hồi thánh văn, dung hợp với ma hồn có ý nghĩa như thế nào? Một tên hộ giả cường hãn lập tức tỉnh ngộ. Luân hồi thánh văn hình như có thể mượn thể hoàn hồn. Nói cách khác, cơ thể cùng hưởng, ma hồn đang thay đổi thân thể của cô ta. Bản thân cô ta đã bị ô nhiễm, các ngươi nghiên cứu căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Ta cho cô ta cho ăn đan dược là cảm giác không cần thiết để nghiên cứu. Ta muốn cứu sống cô ta muốn đưa cô vào Ly Hỏa Thánh Địa, trở thành luân hồi thánh văn của Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm suy nghĩ nhanh chóng, lời nói thông thuận. Mặc dù là nói dối, nhưng chợt nghe chút lại sẽ cảm thấy rất có đạo lý. Sắc mặt vị luyện đan sư trước đó răn dạy Khương Phàm cũng thoáng hòa hoãn hạ, lại nói, Diêm Lâu cũng không đến mức hồ nháo như vậy. Mục Sùng Vân nhìn chằm chằm Khương Phàm, càng nhìn càng thấy là lạ. Giọng điệu này, thần thái này, đều cảm giác là lạ. Khương Phàm thúc giục bọn hắn. Mau buông Khương Hồng võ ra, ta cho các ngươi thấy công hiệu của bát ngọc này một chút. Một đám lão gia hỏa thật đúng là đã bị Khương Phàm hù dọa. Bởi vì bọn hắn quanh năm bế quan luyện đan, không có gặp loại tiểu bối, Diêm Lâu, này bao nhiêu lần, chưa nói tới hiểu rõ được. Cho nên trong tiềm thức không có cảm giác đứa nhỏ này có vấn đề gì, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Đường Thiết Bình. Bất mãn duy nhất chính là thái độ phách lối của Diêm Lâu. Nhưng Diêm Lâu phách lối thì mọi người trong thánh địa đều biết. Khương Hồng võ bị treo hơn 100 mét ở không trung, cụp mắt xuống suy nghĩ, nhìn, Diêm Lâu, cao đàm khoát luận, ở phía dưới, hai mắt dần dần nổi lên chút ấm áp. Từ ngày bị bắt đó hắn đã gắt gao cắn chặt hàm răng, lại tại giờ khắc này lại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn, nhận ra, đó là Khương Phàm. Đó là hài tử hắn nuôi dưỡng 8 năm. Hắn không có ý định còn sống rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa, càng không tin mình còn có thể sống sót mà rời khỏi. Dù sao nơi này cũng là thánh địa luyện đan mà vô hồi thánh địa đều không đủ sức để khiêu khích. Mà Ly Hỏa Thánh Địa muốn bày ra chuyện luyện sống hắn, cũng để cho hắn nhận định, coi như vô hồi cưỡng ép muốn người thì cũng đều khó có khả năng giao hắn ra. Hắn cảm giác mình sẽ chết. Tiếc nuối duy nhất là Khương gia sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm, là Khương Phàm, Uyển Nhi đang còn nhỏ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Phàm vậy mà lại tới đây. Một tiểu hài tử mười mấy tuổi, không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này lại cứ đứng ở trước mặt hắn như vậy, đứng ở bên trong thiên hỏa cung thần thánh được đề phòng nghiêm ngặt nhất tại Ly Hỏa Thánh Điện này. Khương Phàm, tới cứu hắn. Khương Hồng võ tin tưởng trong lòng Khương Phàm khẳng định rất sợ hãi, khẳng định rất khẩn trương.
đến nỗi trong lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn dứt khoát đứng ở nơi đó, dũng cảm đứng trước mặt hắn. Khương Hồng Võ cứng rắn cả một đời, kiêu ngạo cả một đời, giờ khắc này lại giống như bị một đôi tay vô hình cầm lấy trái tim của hắn. Ánh mắt hắn mông lung, yết hầu, nghẹn ngào, rầm rầm. Xiềng xích nặng nề chậm rãi chuyển động, thả Khương Hồng Võ từ trên cao xuống. Khương Phàm vừa kích động vừa khẩn trương, rốt cuộc cũng sắp thành công. Chỉ cần đều tụ được bọn họ ở bên cạnh thì có thể kích phát đại hoang ấn. Đây là bát gì? Các luyện đan sư không hề hoài nghi, lực chú ý đều bỏ vào bên trên bát ngọc được coi là có thể tinh luyện đan dược ở trong tay Khương Phàm kia. Khoan đã! Mục Sùng Vân đột nhiên ở phía xa hô to. Ngươi làm sao? Các luyện đan sư nhao nhao quay đầu, sắc mặt khó coi. Lũ tiểu gia hỏa thế hệ này đều quá tùy tiện, đều không biết lễ phép, không có chút cấp bậc lễ nghĩa nào. Sao ngươi lại hiểu rõ Tịch Nhan như vậy? Từ khi Mục Sùng Vân nhìn thấy Diêm Lâu, lên đó hắn liền có một cảm giác rất khó chịu, nhưng loại cảm giác này hết lần này tới lần khác lại không nói ra được, rất khó chịu. Khương Phàm rất không khách khí đáp lễ. Nơi này không có việc của ngươi. Cảm thấy mình bị lấn át, không thoải mái thì có thể đi ra bên ngoài chờ. Ngươi! Mục Sùng Vân xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói. Ngươi là thế nào từ Thiên Khải bí cảnh rời khỏi? Khương Phàm nói với các vị luyện đan sư. Có thể mời Mục Sùng Vân ra ngoài hay không? Ta chỉ muốn nghiệm chứng bát ngọc này có công hiệu ta mong đợi hay không? Nếu quả thật thành công, ta tuyệt đối không tham công. Nhưng ta không hy vọng bị người cứ liên tục quấy rầy. Các luyện đan sư lập tức hô to. Đem Mục Sùng Vân đưa ra ngoài. Bọn thị vệ đưa tay mời. Mời. Mục Sùng Vân nhìn xuống căm tức lui lại, nhưng chỉ lui lại ba bước, không có trực tiếp rời khỏi Thiên Hỏa Cung. Hắn cũng muốn nhìn, Diêm Lâu, làm thế nào. Khương Hồng Võ chậm rãi rơi xuống. Một vị luyện đan sư chỉ huy thị vệ bên cạnh ra tay. Khống chế lại hắn, chặt hai chân hắn. Chờ một chút, để ta. Khương Phàm đột nhiên vung tàn đao lên, chặt đứt xiềng xích trên người Tịch Nhan, đem nàng thu vào thanh đồng tiểu tháp, sau đó lại đi thẳng đến bên cạnh Khương Hồng Võ, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra hai viên đan dược, đưa đến trong miệng Khương Hồng Võ. Phụ thân, chịu khổ rồi. Ngươi không nên tới đây. Khương Hồng Võ ăn đan dược, suy yếu nói nhỏ. Ta sẽ mang ngài trở về, tin tưởng ta. Lập tức sẽ có một lực lượng rất mạnh bộc phát, ngài chuẩn bị kỹ càng để ngạnh kháng. Khương Phàm nhắc nhở Khương Hồng Võ, cũng thuận tay chặt đứt xiềng xích trên người hắn. Hai tay Khương Hồng Võ được tự do, lập tức cưỡng ép xé rách thiết chủy phong ấn toàn thân. Những cử động bất thình lình liên tiếp để cho các luyện đan sư đều ngây ra. Ngươi đang làm gì? Bọn thị vệ đều nhíu mày, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Khương Phàm không để ý đến bọn hắn, thu tàn đao lại, cũng hỗ trợ rút phong ấn trên thân Khương Hồng Võ ra. Các luyện đan sư cao giọng hét lớn. Diêm Lâu, ngươi đang làm gì? Ta nói, không nên gấp gáp. Ngươi, im miệng, không được ầm ĩ. Không phải. Nếu muốn thì đều ở bên cạnh nhìn. Khương Phàm cường thế lại phách lối để các luyện đan sư kêu sửng sốt một chút. Các luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Bọn thị vệ càng cảm thấy kỳ lạ hơn, đưa tay muốn nói gì đó, nhưng lại không mở nổi miệng. Ngươi chờ chút đã, chờ một chút, Diêm Lâu, ngươi chờ chút đã, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi phải nói chuyện rõ ràng trước đã. Một vị thị vệ khỏe mạnh đi lên đài cao, cái tên chết tiệt này đang làm cái gì vậy chứ, xem những lão gia hỏa bọn hắn đây không tồn tại sao. Coi như ngươi là đệ tử thân truyền của Đường Thiết Bình thì cũng không được trở nên kiêu ngạo như vậy. Tốt, Khương Phàm đem cái thiết chủy phong ấn cuối cùng rút ra, tay trái giơ cao hóa sinh bát lên. Tay phải đưa về phía trước. Oanh! Một cỗ khí lãng mãnh liệt từ toàn thân chấn mở, thổi dơ lên áo bào, tóc dài bay loạn. Quá đột nhiên! Các luyện đan sư yếu ớt vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị kinh sợ mà lui năm ba bước. Ta còn có chút lễ vật, muốn tặng cho các ngươi. Khương Phàm không còn gì để lo lắng nữa, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, đại hoang ấn trong khí hải kịch liệt chấn động, một nguồn năng lượng thần bí trùng kích khí hải. Cuồn cuộn toàn thân. Đại hoang ấn phủ kín khí hải, mặt ngoài tự phù phát sáng ra vạn trượng, nhanh chóng thôn phệ toàn bộ năng lượng khí hải, khí huyết toàn thân cũng không ngừng liên tục tràn vào khí hải. A! À, Khương Phàm ngẩng đầu,
phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, thân thể bất chợt gầy gò, nhanh đến nỗi mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ầm ầm, đại hoàng ấn cướp đoạt linh lực, thôn phệ khí huyết, bộc phát ra khí thế kinh khủng, xuyên thấu qua toàn thân, khuấy động thiên hỏa cung. Hắn đang làm gì? Hắn có vấn đề, ngăn lại cho ta. Tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, số lượng lớn thị vệ đều phóng tới chỗ các luyện đan sư. Mục Sùng Vân chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm trên trán Diêm Lâu, ánh sáng linh văn chiếu thấu thắt lưng gấm, kim quang xen lẫn thanh quang, nhưng kim quang càng ngày càng cường thịnh, nhanh chóng vượt lên trên. Đại hoàng ấn, đi ra cho ta. Khương Phàm hiến tế năng lượng huyết nhục toàn thân, điên cuồng thúc giục đại hoàng ấn. Ánh sáng đại hoàng ấn càng ngày càng hừng hực, số lượng lớn tự phù chậm rãi dâng lên, năng lượng kinh người cuồn cuộn toàn thân, liên tục sôi trào. Giống như là một cổ thần yên lặng ngàn năm thì bây giờ đây lại bị Khương Phàm kêu gọi thức dậy ở bên trong, được huyết nhục tẩm bổ, đã chậm rãi thức tỉnh. Nghị Nhi, ngươi! Khương Hồng Võ đều khiếp sợ nhìn Khương Phàm trước mặt mình. Rốt cuộc cũng! Ầm ầm! Đại hoàng ấn nuốt sống toàn bộ linh khí trong khí hải, không có để lại một tơ một hào nào, càng là cướp đoạt mất 3/5 huyết nhục toàn thân, thức tỉnh toàn diện, ngang nhiên rời khỏi khí hải. Bên ngoài thánh địa, Ly Hỏa Thánh chủ đâu? Ánh sáng ngập trời rọi khắp nơi trong hoang dã, mây mù như sóng biển cuồn cuộn, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa đất trời mênh mông. Một tòa cung điện khổng lồ giá lâm xuống Ly Hỏa Thánh địa. Rộng rãi hùng vĩ, lộng lẫy lại tráng lệ, khí lãng sôi trào như là vạn cổ hỏa sơn đang phun trào, mãi không dứt, ù ù điếc tai. Số lượng lớn linh điểu mãnh cầm vần quanh bảo vệ, phía trên cũng có rất nhiều cường giả ôm kiếm đứng đấy. Phía sau cung điện, tiếng thú giống chim gáy to rõ hỗn loạn, rất nhiều hung thú mãnh cầm lướt qua trời cao, đạp tan đại địa, lao đến Ly Hỏa Thánh địa. Khí thế mãnh liệt, chiến ý kinh người, giống như là biển động ép qua hoang dã. Đến rồi. Cường giả phía ngoài Ly Hỏa Thánh địa sẵn sàng trận địa, toàn bộ kích hoạt linh văn, phóng thích khí thế, giằng co với cường thế nơi hoang dã. Thánh chủ đang ở bên trong chờ đợi, do Đường Thiết Bình ta tự mình tiếp đãi. Đường Thiết Bình đứng ngạo nghễ giữa trời, giọng như lôi đình đáp trả. Ly Hỏa Thánh địa là thánh địa đan sư, thanh danh tốt đẹp khắp thiên hạ, lại đãi khách như thế này sao? Khách đã đến, chủ nhân lại còn ở bên trong. Thanh âm uy nghiêm truyền ra khỏi cung điện, chấn động thiên khung. Do điện chủ Diêm La điện ta đây tự mình nghênh đón, do thành chủ các thành Hoang Mãng Nguyên bày trận hoan nghênh, đãi khách thế này, còn chưa đủ thành ý. Đường Thiết Bình đưa ánh mắt sắc bén lóe ra tia sáng như lôi đình cực lực muốn nhìn thấu tình huống trong cung điện, ít nhất phải xác định thực lực Vô Hồi Thánh chủ. Ta đây là chủ nhân của Vô Hồi Thánh địa, cũng chỉ xứng ra tướng, ra nô, đến đây nghênh giá. Ly Hỏa Thánh địa, quả nhiên thật tôn quý. Xin thứ cho ta nói thẳng, không mời mà tới, không được tính là khách. Có đãi ngộ như thế đã khó được, nếu như Vô Hồi Thánh chủ cảm thấy không được, có thể trở về. Ly Hỏa Thánh địa mạo phạm La Phù, sau đó chẳng những không có một xin lỗi, còn ngang ngược càn rỡ. Hôm nay ta tự mình đến giải quyết vấn đề, ngươi lại một câu không mời mà tới. Xin lại tha thứ ta nói như vậy, Khương Hồng Võ, Tịch Nhan chỉ là sinh sống tại La Phù, cũng không phải thuộc về tông môn La Phù, chúng ta bắt người, không được tính là mạo phạm. Vậy theo ý Đường Thiết Bình ngươi, Thiên Sư Tông chết thảm hơn 1.000 người, đều không phải là người. Cái đó thuộc về, Ngộ Thương, ta có thể xin lỗi, nhưng không có quan hệ gì với Thánh Chủ. Tốt thay cho một câu Ngộ Thương. Vô Hồi Thánh Chủ đi ra khỏi cung điện, phong hoa tuyệt đại, tôn quý cao ngạo như càng cao hơn cả nữ hoàng. Linh văn nở rộ trong chốc lát, như là sóng lớn vô hình nuốt hết thiên địa. Các cường giả ở khắp nơi trong hoang dã đều cảm nhận được áp lực muốn ngạt thở kia, ngay cả thôn Thiên Vân Tước ở ngoài trăm dặm đều cảm nhận được hồi hộp. Sắc mặt Đường Thiết Bình hơi biến đổi, đây là khí tức gì? Ta hôm nay đến là để đòi lại công đạo cho 1.217 người đã chết của Thiên Sư Tông. Nếu như Ly Hỏa Thánh Chủ không muốn tự mình xử lý, vậy liền giải quyết theo cách của ta. Vô Hồi Thánh Chủ nhấc cánh tay tinh tế chỉ về phía trước. Đường Thiết Bình, theo ta về La Phù, tiếp nhận chế tài. Sắc mặt Đường Thiết Bình trở nên khó coi. Vô Hồi Thánh Chủ, không nên quá tùy tiện. Ầm ầm, thiên khung kinh động, phạm vi 50 dặm ầm vang sụp đổ. Một lỗ đen kinh khủng trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện vắt ngang ở giữa mây mù,
hắc ám tĩnh mịch, tràn ngập khí tức làm cho người người sợ hãi. Vô số người kinh hãi ngạc nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn một màn kinh dị kia. Giống. Những âm quanh gào thét quanh quẩn bên lỗ đen, hùng hậu, dữ tợn đến rùng mình. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, một cái móng vuốt màu xanh quấn đầy xiềng xích đột nhiên xô ra khỏi lỗ đen, to lớn như núi cao, mọc đầy lông đen to lớn, sức mạnh mang tính hủy diệt, bạo ngược lại khủng bố. Năng lượng như biển, cường quang sôi trào. Cái móng vuốt to lớn kia kéo lấy xiềng xích nặng nề, từ trên trời giáng xuống, khiến cho người người ngạt thở. À! Trong phạm vi cái móng vuốt kia bao phủ xuống, mặt đất sụp đổ, vô số cường giả quỳ xuống la lên thất thanh, hài cốt run rẩy như sắp bị nghiền nát. Những người xem náo nhiệt nơi xa càng ớn lạnh toàn thân, không cầm được mà lảo đảo lui lại. Bọn hắn chưa từng cảm nhận qua khí tức nào khủng bố đến như vậy, bọn hắn càng chưa bao giờ nhìn thấy qua hình ảnh nào rung động đến như vậy. Ngài dám động thủ ở trước mặt Ly Hỏa Thánh Địa. Sắc mặt Đường Thiết Bình kịch biến, tóc dài bay loạn. Cuồn cuộn đao khí như 18 con thác phóng lên tận trời, một thanh đao mang vạn mét thành hình, khí tức bén nhọn tràn ngập thiên địa như có thể mở ra cả thiên khung. Nhưng, móng vuốt to lớn kia ầm vang bạo kích, như thiên nhạc núi trời chấn động hoang dã. Đao mang vỡ nát, móng vuốt to lớn kia lại không có bất kỳ một vết thương nào. Móng vuốt nhấc lên cuồng phong kinh khủng, hung hăng ép hướng về phía Đường Thiết Bình. Đường Thiết Bình bay thẳng lên trời gầm thét. Đao khí cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, giống như cơn sóng lớn lao nhanh đang ngạnh kháng với móng vuốt, va chạm kịch liệt như sóng dữ vỗ bờ, rung động lòng người. Rầm rầm, xiềng xích phía trên đột nhiên bạo tạc, nhanh như kinh lôi, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Đường Thiết Bình. Dừng tay, bên trong Ly Hỏa Thánh Địa rốt cuộc cũng truyền ra âm thanh hùng hậu, toàn bộ bảy điện chủ đều xuất hiện, bay giữa không trung chống đỡ xiềng xích, nghĩ cách cứu viện Đường Thiết Bình. Cảnh giới này, là gì? Thôn Thiên Vân Tước và Bàng Phong Tử đều bỗng nhiên biến sắc, khó có thể tin được mà nhìn bóng người xinh đẹp kia. Bởi vì Vô Hồi Thánh Địa trấn thủ đại hoang ngàn năm, những tình huống khác bọn hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả, lịch đại Vô Hồi Thánh Chủ cũng rất ít khi lộ diện. Nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn, Vô Hồi đã coi như đã xuống dốc, không nghĩ tới Vô Hồi Thánh Chủ tiện tay một kích lại có uy lực như thế. Còn không ra, Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh. Đầu ngón tay mảnh khảnh tùy ý chuyển động, chỉ về Ly Hỏa Thánh Địa. Ầm ầm, móng vuốt to lớn đột nhiên chuyển phương hướng, đánh tới Ly Hỏa Thánh. Ngài muốn làm gì? Đường Thiết Bình và các bảy vị điện chủ bỗng nhiên biến sắc, nữ tử này điên rồi. Móng vuốt lớn như núi cao, khí lãng ngập trời, đánh về phía pháp trận mà Ly Hỏa Thánh Địa đã chống lên. Một tiếng bạo hưởng, như chuông tang huyết dài, trong chớp mắt cuồn cuộn mấy trăm dặm. Bất luận là các cường giả xem chiến, hay là cường giả Vô Hồi Thánh Địa ở phía sau, đều bị thanh âm thanh chiều khủng bố chấn động đến sôi trào khí huyết, có một số người đã hôn mê tại chỗ. Ly Hỏa Thánh Địa kéo dài 200 dặm kịch liệt lay động, số lượng lớn núi cao xuất hiện vết nứt, đá vụn rơi xuống, bụi mù ngập trời. Trưởng lão và đệ tử ngẩng đầu nhìn quá, phụ mẫu nó, cái này mà là tới bái phỏng sao? Đây đích thị là tới tuyên chiến. Vô Hồi Thánh Chủ. Ngươi làm càn quá rồi. Ly Hỏa Thánh Chủ xuất hiện, đạp trên ngũ thải liệt diễm, từ sâu trong thánh địa ra tới, mặc dù rất tức giận nhưng lại không thể che hết kinh ngạc trong ánh mắt. Lão nữ tử này, là cảnh giới gì? Ly Hỏa Thánh Chủ, đã lâu không gặp, lớn tuổi nên lỗ tai cũng không dùng được rồi sao? Nếu không phải đập vang động trời thì ngươi không biết được bên ngoài có khách tới rồi. Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh, cố ý đến như vậy. Một là thử lực lượng phòng hộ của Ly Hỏa Thánh Địa một chút, hai là nhắc nhở Khương Phàm ở bên trong, lão nương đã tới. Không có nửa phần uy nghi thánh chủ nào cả, chỉ làm nhục mặt mũi thánh địa. Ly Hỏa Thánh Chủ thật bất ngờ với cảnh giới của Vô Hồi Thánh Chủ, nhưng lực ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa áp đảo đa số các thánh địa, không sợ Vô Hồi Thánh Địa. Cũng không cần nói những lời khách sáo, ta muốn bàn bạc với ngươi xem phải giải quyết chuyện Đường Thiết Bình mạo phạm La Phù ta như thế nào. Vô Hồi Thánh Chủ hướng về phía trước phất tay, đi thẳng tới Ly Hỏa Thánh Địa. Các cường giả Vô Hồi Thánh Địa lập tức theo vào, các cường giả Ly Hỏa Thánh Địa thì mặt đầy giận dữ, đồng loạt bước lên phía trước. Khoan đã, có thể bàn bạc ở chỗ này là được rồi. Ly Hỏa Thánh Chủ khẽ nhíu mày, lão nữ tử này không được khách khí.
Ngươi xác định, nếu như ta nói lời rất khó nghe, lão gia hỏa ngươi đây có thể ngừng đến bên dưới. Ly Hỏa Thánh Địa chau mày, hơi cân nhắc, nói. Ngươi có thể vào, nhưng những người khác phải ở lại bên ngoài. Các ngươi ở lại bên ngoài, ở xa tới là khách, không nên quá làm càn. Nhưng nếu có ai không biết xấu hổ, cũng không được để cho người ta cho rằng chúng ta dễ trêu. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu với hai bên phải trái thì đi đến Ly Hỏa Thánh Địa. Một màn này để rất nhiều người vô cùng bất ngờ, đi vào thật sao? Một mình. Thôn Thiên Vân Tước cùng Bàng Phong Tử ở xa xa lại thở phào, nếu như Vô Hồi Thánh Chủ kiên chỉ dẫn người đi đến, nói rõ chính là đến gây chuyện, nhưng Vô Hồi Thánh Chủ rất thoải mái đồng ý tự mình đi vào, hẳn là đã chuẩn bị đàm phán. Ly Hỏa Thánh Chủ cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà đồng ý thật, hắn nhắc nhở các điện chủ ở phía ngoài. Chiêu đãi khách thật tốt. Đám người Đường Thiết Bình khom người lĩnh mệnh, đối mặt bọn người Ngụy Thiên Thu. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Phượng Bảo Nam nhìn qua Vô Hồi Thánh Chủ đang đi đến Thánh Địa, đến bây giờ còn đoán không ra Khương Phàm sẽ cứu người thế nào, nhưng hẳn là sẽ rất đặc sắc. Ngươi và Khương Phàm đã nói chuyện điều kiện gì? Tỷ tỷ Phượng Bảo Nam mang theo mạng che mặt, nhẹ giọng nói nhỏ. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình ra mặt phối hợp, đây là coi Khương Phàm là đệ tử thân truyền rồi. Phượng Bảo Nam tiến đến bên tai tỷ tỷ, nhỏ giọng một câu. 278. Sắc mặt tỷ tỷ hắn khẽ thay đổi, khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm Phượng Bảo Nam. Ngươi điên rồi. Khương Phàm trà trộn vào rồi sao? Dạ An Nhiên theo sát bên cạnh phụ thân, khẩn trương tình huống trong thánh địa. Chỉ mong là đã vào. Dạ Thiên Lan kích thích thánh văn, khẩn trương nhìn tình hình trước mặt. Cấp độ này, loại cảnh giới này, xác thực trên bọn hắn quá nhiều. Nhất là một kích tiện tay vừa rồi kia của Vô Hồi Thánh Chủ liền để bọn hắn đều rét run. Dạ An Nhiên yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Khương Hồng Võ Thúc Thúc và Tịch Nhan còn sống. Khương Phàm nói là dùng cái gì hóa sinh bát, lấy cảnh giới của hắn, có thể gây nên năng lượng bao lớn chứ? Dạ Thiên Lan lo lắng cho Khương Phàm, lo lắng hơn chính là hóa sinh bát không đạt được hiệu quả mong muốn, dù sao nơi này cũng là thánh địa. Một khi hiệu quả không đủ oanh động, rất có thể Khương Phàm sẽ bị bắt trước tiên. Nếu thánh chủ đã tiếp nhận đề nghị của Khương Phàm, hẳn là sẽ có chút hỗ trợ khác. Trong lòng Dạ An Nhiên cũng không chắc chắn. Các ngươi đoán, Vô Hồi Thánh Chủ muốn giải quyết chuyện này thế nào đây? Khí thế hùng hổ, tư thái phách lối cường thế, nhưng... Ha ha, tuy nhiên là làm cho người ngoài nhìn, đến bên trong, ai biết tình huống như thế nào. Mặt mũi không thể thua được, đến bên trong còn không biết sẽ yếu thế như thế nào đâu. Dù sao cũng là không đánh được. Đám người Hoang Mã Nguyên nhỏ giọng bàn luận, chỉ là nhân số quá nhiều, hơn trăm vạn người đang há mồm thấp giọng thì thầm cũng đã liền trở nên ồn ào, hỗn loạn. Yên lặng hết cho ta. Đường Thiết Bình hét lớn một tiếng, âm thanh nhanh chóng đè xuống Hoang Mã Nguyên. Nhưng, ở ngoài Ly Hỏa Thánh Địa triệt để an tĩnh, một giây sau, một tiếng bạo hưởng long trời lở đất đột nhiên bộc phát trong nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa, chấn động dãy núi, oanh minh hoang dã, vô số người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng mà rụt cổ một cái. Hắn có vấn đề, ngăn lại hắn. Diêm Lâu, người điên rồi. Đây là năng lượng gì? Người muốn làm gì? Bên trong Thiên Hỏa Cung vang vọng các âm thanh lo lắng hỗn loạn. Bọn thị vệ đều nhanh chóng nhào tới trước tiên. Ta đây có một chỗ tốt, chính là có ơn tất báo. Cảm tạ những tiếp đãi gần đây, Khương Hồng Võ ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Khương Hồng Võ không đợi khôi phục hoàn toàn, liền kích phát liệt diễm thánh văn, liệt diễm sôi trào, ngưng tụ ra hỏa tinh dày đặc, như mưa to gào thét loạn kích, đánh về các phía, cũng bao phủ những tên luyện đan sư tra tấn hắn kia. Hắn là thánh linh văn, hắn là sinh tử cảnh. Thời khắc này hắn đang nổi giận, thực lực đều hiện ra đến cực hạn. Mỗi hỏa tinh đều khuấy động lực lượng kinh người, thánh văn sôi trào kinh khủng, giống như đến hàng vạn mảnh thiên thạch quét sạch Thiên Hỏa Cung. Ầm ầm, bọn thị vệ đang lao tới toàn bộ đều bị xỏ xuyên lồng ngực nổ nát vụn. Các luyện đan sư cao ngạo bị liệt diễm nuốt hết, kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Mặt đất sụp đổ, vách đá nổ tung. Rất nhiều hỏa tinh phá tan cửa điện, xuyên qua cửa sổ. Đánh ra quần sơn ở phía ngoài, nổ lên hỏa diễm kinh khủng. Khi Thiên Hỏa Cung lâm vào hỗn loạn, các trưởng lão, đệ tử ở phía ngoài ngạc nhiên quay đầu.
Khương Phàm ở trong đau đớn lâm vào hôn mê, thời khắc cuối cùng đã phát ra tiếng gào thét điên cuồng, dốc hết toàn lực, phóng xuất ra Đại Hoàng Ấn. Đại Hoàng Ấn kịch liệt lắc lư, ánh sáng chiếu thấu không gian giống như thần linh, uy áp Thiên Hỏa Cung, va chạm với Hóa Sinh Bát. Ầm ầm, cả hai va chạm với nhau, tiếng vang vô biên như biển băng sụt lỡ, như trời đất đảo lộn, khí tức chấn động tới bốn phương tám hướng làm cho người ta sợ hãi. Lực lượng phong ấn bên trong Hóa Sinh Bát nhận phải trùng kích hủy diệt, toàn diện phóng thích, mặt ngoài đều bò đầy vết nứt. Giờ khắc này, cả đại dương mênh mông như bị thần linh lật tung, những tia sáng vô tận trong chốc lát chiếu chật ních cả Thiên Hỏa Cung, khí tức cuồng bá cuốn cả không gian lên. Thiên Hỏa Cung đang bị liệt diễm nuốt hết ở bên trong, những người may mắn còn sống sót kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Giờ khắc này tiếng vang làm yên tĩnh cả thiên địa, giờ khắc này uy thế nghiêm nghị hết chúng sinh. Khương Hồng Võ khiếp sợ lượng khí tức kinh khủng này, nhưng đã được nhắc nhở nên cũng chuẩn bị kỹ càng rồi, cho nên hắn lập tức ôm lấy Khương Phàm trước tiên. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, tia sáng vô tận biến thành phong ba lan tràn khắp Thiên Hỏa Cung, tòa cung điện hùng vĩ này vỡ nát ngay lập tức, sau đó, lượng ánh sáng như sóng chiều dâng lên tuôn ra cuồn cuộn. Đang! Bất diệt ly hỏa lô ở bên trong Thiên Hỏa Cung bị va chạm mãnh liệt mà bừng tỉnh, thanh âm rung động vang vọng đất trời. Cùng lúc nhanh chóng to ra, mang theo ánh sáng sáng chói. Long long long, ánh sáng không ngừng liên tục phóng thích từ Hóa Sinh Bát, cũng kéo dài oanh kích tới đỉnh lô. Đỉnh lô lắc lư, giống như một chiếc chuông vàng phát ra âm thanh cao nhất, vô cùng to lớn, nương theo thanh chiều giống như biển động truyền khắp Ly Hỏa Thánh Địa, càng truyền ra khắp mênh mông hoang mãng nguyên. Đỉnh lô nguy nga, lù lù bất động, nhưng trên nóc bị cưỡng ép sốc lên, ánh lửa lập tức ngút trời. Một mảnh thánh hỏa hừng hực, xua tan phong ba đầy trời, cuốn thẳng lên vạn mét. Nhiệt độ vô cùng cao như muốn cả quần sơn bốc hơi, một con thác trên núi cao gần đó trong nháy mắt bị sấy khô, sương mù mông lung, cuốn về phía bốn phương. Số lượng lớn đệ tử bên ngoài Thiên Hỏa Cung đều dùng mình, tất cả cũng đều muốn bị bốc hơi. Nhưng, đỉnh lô bộc phát hoàn toàn bị tràng cảnh khác bao phủ lại. Năng lượng yên lặng bên trong Hóa Sinh Bát là do Vô Hồi Thánh Chủ tự mình bố trí, những tia sáng vô biên vô hạn nở rộ khắp Thiên Hỏa Cung, vẩy ra toàn bộ Ly Hỏa Thánh Địa cũng nhanh chóng biến thành chiều dâng. Khắp nơi đều là phong ba, khắp nơi đều là chùm sáng, khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt, vùng đất bên dưới vòng trời này đã không còn thanh tĩnh nữa. Dưới Thiên Hỏa Cung, hàng vạn đệ tử Thánh Địa đều bị thủy triều cuốn đi, dưới lực lượng kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Có một số đã chết thảm tại chỗ. Cái đó là, vừa tiến vào, Ly Hỏa Thánh Chủ bị chạm mặt tới những tia sáng bao phủ, sau đó xung quanh triệt để biến thành thủy triều, giống như là một vùng biển mênh mông. Đánh tới hắn, Vô Hồi Thánh Chủ lập tức hô to. Ly Hỏa Lão Tặc, người muốn hại ta, không cần mặt nữa sao? Ngay sau đó, Vô Hồi Thánh Chủ vung lên một trường, chụp về phía Ly Hỏa Thánh Chủ bên cạnh. Bàn tay tinh tế như ngọc trong nháy mắt khuấy động một nguồn áp lực khổng lồ làm cho người khác sợ hãi, cứ như có thể đè nát thiên diệt địa, chấn động tám phương. Ly Hỏa Thánh Chủ lập tức bừng tỉnh, thế nhưng lượng tia sáng và thủy triều kia quá mãnh liệt, để hắn theo bản năng phản kích có chút hỗn loạn. Kết quả, bành, Vô Hồi Thánh Chủ đánh một trường tới trên ngực Ly Hỏa Thánh Chủ. Một người vội vàng không kịp chuẩn bị, một người thì mưu đồ đã lâu. Một tiếng răng rắc. Ngực Ly Hỏa Thánh Chủ vỡ vụn, ho ra đầy máu, bị thủy triều cuốn đi. Lão cẩu, bản Thánh Chủ không để yên cho ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ cố ý tức giận hô lớn một tiếng, không để ý tới Ly Hỏa Thánh Chủ đã bị cuốn đi, đón triều dâng lao nhanh, xông về sâu trong Ly Hỏa Thánh Địa. Tuy nhiên không phải vội vã đi Thiên Hỏa Cung nơi đó, mà là đi thẳng đến nơi sâu nhất trong Ly Hỏa Thánh Địa, Vạn Hỏa Pháp Tràng. Ngọa tào, mắt ta có ảo giác sao? Nhanh nhanh nhanh, đánh ta đi, ta gặp ác mộng rồi, giúp ta tỉnh dậy đi. Ông trời ơi, cái này, phụ mẫu nó, đây là bình nguyên mà, ở đâu ra biển động thế này? Bên ngoài Ly Hỏa Thánh Địa, tia sáng phóng lên tận trời nương theo sóng lớn lao nhanh, vén lên trời hơn vạn mét, nuốt sống Ly Hỏa Thánh Địa 200 dặm, cuốn về bốn phương tám hướng. Trong tầm mắt của vô số người tựa như là có biển động. Thanh thế kinh khủng kia. Quy mô kinh người kia để bọn hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm thấy ngạt thở. Bàng phong tử của Linh Kiếp Thánh Địa và Già Thiên Vân Tước của Hồn Thiên Thánh Địa đều bị kịch biến đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh hãi liên tiếp lui về phía sau,
trong ánh mắt tất cả đều là hình ảnh hủy diệt rung động đến sợ hãi. Đây chính là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng mà ta nói. Ngụy Thiên Thu nhìn lại các cường giả vô hồi thánh địa ở sau lưng, quát lớn một tiếng. Lui! Lui! Các cường giả đến từ La Phù cùng vô hồi liên tiếp bừng tỉnh, điên cuồng thúc giục hung cầm mãnh thú dưới thân bọn họ. Kỳ thật không cần bọn hắn thúc giục, đám yêu thú đều đã nổi điên lên, bọn chúng đều đã hoảng sợ chạy trốn tán loạn. Ầm ầm! Bên trong Ly Hỏa Thánh Địa, thủy triều không ngừng liên tục đụng chạm núi cao nguy nga, số lượng lớn ngọn núi lay động rồi sụp đổ, rất nhiều cung điện bị phá hủy, mà thủy triều vẫn không ngừng. Rất nhanh đã từ các nơi trong thánh địa lao nhanh ra ngoài, tia sáng bên trong thủy triều thì lại tiếp tục biến thành triều dâng, tăng lên quy mô và thanh thế. Sóng lớn vô tình nuốt hết tất cả. Bên ngoài thánh địa, thành chủ cùng các cường giả cổ thành các nơi tại Hoang Mãng Nguyên bị cuốn đi trước tiên, các cường giả xem náo nhiệt nơi xa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Loại kịch biến gần như thiên tai này cứ như là thương thiên nổi giận, không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Ly Hỏa Thánh Địa, lão nương cũng không phải dễ bắt nạt. Đây chính là không xin lỗi sao. Vô hồi thánh chủ xông vào cấm khu sâu nhất trong Ly Hỏa Thánh Địa, cách mặt đất thật dày đánh về phía dưới một quyền. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Vạn hỏa pháp tràng yên lặng 3.000 mét dưới đất rõ ràng hiện ra, thủy triều từ 4 phương 8 hướng lao nhanh xuống, nuốt sống vô số tế đàn, càng nuốt sống dung nham ở phía dưới. Giống. Liệt diễm bên trong vạn hỏa pháp tràng oanh minh kịch liệt như có hỏa linh chân thực đang gầm thét, lít nha lít nhít bọt khí hỏa với ánh lửa phóng lên tận trời. Các lão giả chấn thủ nơi này liên tiếp xuất hiện, nhưng cũng bị sóng lớn vén lui. Vô hồi thánh chủ nâng hai tay tế ra bí khí màu bạc, sau một tiếng nói nhỏ, bí khí oanh minh, tăng vọt gấp mấy trăm lần, giống như là một cây trụ trời, từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua vạn hỏa pháp tràng. Ầm ầm. Bạo tạc càng kinh khủng vang vọng lòng đất như vô số núi lửa bộc phát trong nháy mắt, trùng kích dưới lòng đất, quét sạch cả Ly Hỏa Thánh Địa. Vô hồi thánh chủ không có chút uy nghi thánh chủ nào, tiện tay đã cuốn đi mấy tế đàn bên cạnh mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi, thừa dịp Ly Hỏa Thánh Địa triệt để hỗn loạn, liền nhanh chóng đi đến các cung điện khác. Đan đỉnh điện. Đan đỉnh điện bị thủy triều nuốt hết, nhưng trước tiên đã chống lên bình chướng, chống cự lực lượng kinh khủng trùng kích. Nhưng vô hồi thánh chủ đứng từ xa bạo tạc, thủy triều đại bạo động, giống như là từng con ác long rời khỏi vực sâu cuốn tới phía đan đỉnh điện. Đan đỉnh điện lay động, số lượng lớn đan dược bình ngọc cất giữ trong đấy đều rơi xuống. Các hộ giả bên trong cực lực giữ vững chắc pháp trận, nhưng một cỗ nguồn năng lượng kinh khủng lại va chạm vào, cả tòa cung điện đều nhanh chóng sụp đổ. Toàn thân vô hồi thánh chủ nở rộ tia sáng, che giấu bộ dáng, phất tay cuốn đi số lượng lớn linh đan. Sau đó lao thẳng đến bí cảnh Ly Hỏa Thánh Chủ bế quan. Nàng vô cùng hiểu rõ nơi này, không phải bởi vì đã từng tới qua, mà là thời điểm Ngụy Thiên Thu phá hủy dược viên đã bắt đi một vị trưởng lão, từ chỗ của hắn moi ra bố trí tại Ly Hỏa Thánh Địa. Có 3 địa điểm quan trọng, Vạn Hỏa Pháp Tràng, Đan Đỉnh Điện, còn có bí cảnh Ly Hỏa Thánh Chủ bế quan, cũng chính là Tẩm Điện. Nếu đều đã muốn làm lớn chuyện, sau này khẳng định sẽ phải khai chiến. Sao không thừa dịp hỗn loạn, càn quét chút bảo bối? Ly Hỏa Thánh Địa tiếp tục hỗn loạn thật lâu. Bởi vì Thánh Địa vẫn còn đang liên tục bị dìm trong nước, mà Vạn Hỏa Pháp Tràng lại sụp đổ, vô số lửa cháy cũng xông ra. Thủy hỏa giao hòa, giống như là hai con mảnh thú đón đầu chạm vào nhau, chém giết hỗn loạn, mang đến cho Ly Hỏa Thánh Địa tai nạn hủy diệt. Ly Hỏa Thánh Chủ ở bên trong thủy triều điên cuồng gào thét, hắn cuốn qua triều cường. Phóng lên tận trời. Xa xa, vô hồi thánh chủ cũng theo sát đi ra, chỉ vào hắn gầm thét. Lão Ly Hỏa, người muốn vây chết ta tại thánh địa. Khinh người quá đáng, không biết liêm sỉ, ta phải chiêu cáo thánh địa thiên hạ, Ly Hỏa thánh địa. Là vùng đất lưu manh. Ly Hỏa thánh chủ vừa muốn giận dữ mắng mỏ lại phải cưỡng ép ngừng lại. Dù sao cũng là luyện đan sư, tôn quý cao ngạo, không có mắng người, hắn cứ há to miệng. Cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Đám người Đường Thiết Bình cũng liên tiếp xông ra khỏi thủy triều, tức giận có khó có thể dùng tin được mà nhìn Ly Hỏa Thánh Địa bị thủy triều cùng hỏa diễm nuốt hết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ly Hỏa Thánh Địa làm sao thế này? Huyễn cảnh sao? Ác mộng sao? Đây không phải là sự thực. Vô hồi thánh chủ lớn tiếng quát tháo. Hỗn trướng,
Vô hồi thánh địa ta sẽ không để yên cho ngươi. Vô hồi thánh chủ, ngươi hủy ly hỏa thánh địa ta. Ly hỏa thánh chủ lên cơn giận dữ, âm thanh cũng đều đang run rẩy. Vô hồi thánh chủ giận dữ mắng mỏ. Rõ ràng là ngươi gài mưu hại ta, lão già, điên rồi sao, vậy mà không tiếc hủy thánh địa mình muốn mai táng ta. Giết địch 100, tự tổn 30.000, làm sao ngươi lại nghĩ ra được hả? Ngươi không sợ sau khi ngươi chết, các lão tổ tông ly hỏa ở trong địa ngục bóp chết ngươi sao? Ngươi, ngươi, ta, qua. Ly hỏa thánh chủ tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi. Vô hồi thánh chủ, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Đường Thiết Bình phản ứng đầu tiên, khốn kiếp, đây không phải huyễn cảnh, đây hoàn toàn là sự thật. Vô hồi thánh chủ, ngươi khinh người quá đáng. Điện chủ các điện nhao nhao nhìn về phía vô hồi thánh chủ, lên cơn giận dữ, hai mắt sung huyết. Ha ha! Vô hồi thánh chủ đột nhiên cất tiếng cười to. Ta hiểu được, các ngươi là muốn hủy ly hỏa thánh địa, sau đó giá họa tại ta, để thánh địa thiên hạ lên án, hủy vô hồi thánh địa ta. Giỏi tính toán, thật giỏi tính toán. Ngươi, thả dám. Đường Thiết Bình không để ý hình tượng, chửi ầm lên. Ngươi tính là cái gì chứ, đáng để chúng ta hủy thánh địa đi mưu hại ngươi sao? Ngươi ngốc, hay là coi chúng ta ngốc? Chết tiệt, đây thật sự là chủ một thánh địa sao? Lời nói đơn giản là đang kéo xuống trình độ trí thông minh của thánh địa. Các ngươi giải thích cho ta, đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Bản thánh chủ là đến đàm phán, kết quả thánh địa các ngươi vậy mà lại. Dâng hồng thủy, đường đường thánh địa luyện đan, vậy mà lại làm chuyện như thế này. Các ngươi không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Ta không tin, rõ ràng các ngươi muốn hại ta. Nếu như không cho ta một lời giải thích, hôm nay ta sẽ không đi. Vô hồi thánh chủ trắng trợn hét to, trong lòng thật sự quá thoải mái. Ngay cả chính nàng cũng đều không có nghĩ đến, đã vậy chuyện còn quá thuận lợi. Thủy triều, liệt diễm, những ngọn núi cao sụp đổ, bao phủ cả hoang nguyên. Đây là phong cảnh đẹp nhất nàng nhìn thấy đời này. Ngươi còn không đi, ngươi muốn chạy cũng đều không chạy được. Ly hỏa thánh chủ tức giận thét lên ra lệnh. Vây lại cho ta. Ly hỏa thánh chủ mưu hại không thành, muốn động thủ. Ngụy Thiên Thu, dẫn người rút khỏi hoang mãng nguyên, ta tự mình giữ bọn hắn. Vô hồi thánh chủ đạp trên thủy triều đang lao nhanh sông về phía trước, linh văn nở rộ, chiến ý mạnh mẽ. Tầng mây trên không sụp đổ, xuất hiện ra ba vòng xoáy khổng lồ. Không gian phía sau vặn vẹo, xuất hiện bốn cái lỗ đen. Giống. Một tiếng gào thét làm cho người người hồi hộp quanh quẩn trong cái động đen kia, trong chớp mắt, lỗ đen vặn vẹo. Năng lượng dâng lên như những con sông lớn, từng cái móng vuốt phá tan lỗ đen, khởi xướng bạo kích tới phía bảy đại điện chủ của Ly Hỏa Thánh Địa. Đây đích thị là hình ảnh làm cho người ta sợ hãi đến tuyệt vọng. Móng vuốt trùng kích giữa không trung nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, như sóng to động trời, rung động lòng người. Đám người Đường Thiết Bình dùng mình, chạy trốn tứ tán. A! À, vô hồi thánh chủ rít lên một tiếng, bảy lỗ đen khổng lồ đột nhiên di chuyển phương hướng. Toàn bộ lao tới Ly Hỏa Thánh Chủ. Ầm ầm, toàn bộ móng vuốt cuồng kích xông về Ly Hỏa Thánh Chủ. Khủng bố, bạo ngược, khí tức hủy diệt cuồn cuộn khắp trời. Vô hồi thánh chủ, thánh địa ngươi và ta, thế bất lưỡng lập. Ly Hỏa Thánh Chủ gầm thét, liệt diễm ngũ sắc dâng ngập trời tạo thành một ngọn núi liệt diễm to lớn, như rồng từ biển lao lên trời, bao la hùng vĩ lại nguy nga, khiến mọi tâm hồn đều kinh hãi. Liệt diễm có thể hủy diệt vạn vật, có thể thai nghén sinh mạng. Ngọn núi liệt diễm to lớn nhanh chóng rõ ràng, ngũ sắc xen lẫn như có thác nước rơi xuống, có cổ mộc che trời, có chim thú kêu vang, rung động lòng người. Ầm ầm, bảy cái móng vuốt xé rách không gian, toàn bộ bạo tạc. Một trận va chạm mạnh như biển băng sụp đổ, khí tức cuồng bá cuốn lên thiên địa, phóng tới bốn phương tám hướng. Thủy triều đang tán loạn bị xung kích, nhấc lên sóng cả. Các cường giả hoang mãng nguyên thật vất vả mới khống chế bản thân bây giờ lại lần nữa bị thủy triều cùng năng lượng hất bay. Bọn hắn tức giận nhưng cũng sợ hãi, ở trước mặt thánh uy thì lại càng yếu ớt như thế. Sâu trong năng lượng sôi trào, Ly Hỏa Thánh Chủ bị hất bay vài trăm mét, chật vật dừng lại, trước đó thì bị đập nát ngực, bây giờ lại trọng thương lần nữa. Ngươi muốn chiến, ta tiếp ngươi. Nếu muốn hủy vô hồi thánh địa thì cũng là đại hoang. Vô hồi chỉ xuất 300 người đã đủ để khiêu chiến 3.000 người thánh địa thiên hạ. Các ngươi mỗi ngày diễn võ luận đạo,
chúng ta ngày đêm liều chết huyết chiến. Thánh địa thiên hạ, Vô Hồi ta là mạnh nhất. Vô Hồi thánh chủ không tổn hao một sợi tóc nào, y phục rực rỡ bay phần phật, dáng vẻ như nữ hoàng, phong hoa tuyệt đại, uy thế như bá vương, không hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Tiếng hò hét càng như lôi đình vượt trên giữa âm thanh sóng chiều lao nhanh giữa thiên địa, khiến cho hàng trăm vạn cường giả hồi hộp. Bọn người Ngụy Thiên Thu sôi trào nhiệt huyết, kích động đến đỏ đầy mặt. Mặc dù thánh chủ bọn hắn có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng nếu thật là bạo động thì thật sự là quá mạnh, nhất là lão nương tự tin đệ nhất thiên hạ kia, càng là bọn hắn muốn học cũng đều không học được. Toàn thân Khương Hồng võ rách dưới, ý thức đều suy yếu sắp hôn mê nhưng vẫn cố ôm Khương Phàm bay lên không, thừa dịp ánh sáng đều đang bạo động, xông về phía Vô Hồi thánh chủ. Còn sống không? Vô Hồi thánh chủ giúp đỡ đè lại cổ Khương Phàm. Sau khi tự tin cảm nhận tình huống thì liền đưa tay cuốn một cái, đều thu Khương Hồng Võ và Khương Phàm vào tụ lý càn khôn. Oa! Ly Hỏa Thánh Chủ vừa mới ổn định, một ngụm máu tươi lại phun ra tới, ngực đau đớn để toàn thân hắn không cầm được mà run rẩy. Thánh Chủ, ngài không sao chứ? Thật mạnh, lão nữ tử này chỉ sợ là đã chạm đến loại tầng thứ kia. Chết tiệt, là ai nói Vô Hồi Thánh Địa xuống dốc rồi? Đám người Đường Thiết Bình nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh thánh chủ, tức giận nhưng cũng đều chấn kinh. Vị thánh chủ Vô Hồi này cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, không chỉ là cảnh giới cao thâm, càng có phần khí tức sát phạt hơn người, để bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Làm gì, đá trúng thiết bản sao? Đau không? Trong đôi mắt Vô Hồi thánh chủ lại bắn ra hai tia nhìn sắc bén, hai lỗ đen trái phải dưa trời va chạm vào nhau tạo thành một cái lỗ đen rộng ra hơn 100 mét ở phía sau khiến cho người người hồi hộp, sợ hãi, càng làm cho người ta ngạt thở. Sau ta, chính là Đại Hoang Thâm Uyên. Không muốn để cho bóng tối bao trùm Hoang Mãng Nguyên, thì nói xin lỗi ta, ngay lập tức. Vô Hồi thánh chủ phát ra từng chữ, vô cùng tức giận. Đầu tiên là bổ thiên sư tông ta, sau là cự tuyệt giải thích, ta tự mình đến thăm, các ngươi lại mưu toan vây giết ta. Ly Hỏa Thánh Địa. Lấn Vô Hồi thánh chủ ta quá đáng. Nói bậy nói bạ. Ly Hỏa thánh chủ tức giận, muốn đánh trả, thế nhưng. Cho đến bây giờ hắn cũng đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một thánh địa đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên bị dìm ngập. Ở đâu ra ức vạn tấn triều dâng này. Vô Hồi thánh chủ rõ ràng đang bên cạnh. Không phải nàng, còn có thể là ai. Đường Thiết Bình oán giận lại hồ đồ. Ly Hỏa Thánh Địa rõ ràng đã đề phòng rất nghiêm ngặt, không thể nào lại có người ngoài chui vào được. Muốn phóng thích thủy triều quy mô như vậy thì cần bao nhiêu linh lực? Còn cần linh văn gì để đi khống chế? Không có thánh phẩm thủy linh văn vượt qua niết bàn cảnh thì tuyệt đối sẽ không hoàn thành. Mà bọn hắn vô cùng khẳng định, không thể nào có cường giả như vậy chui vào Ly Hỏa Thánh Địa được. Vạn hỏa pháp tràng bị hủy, mặt đất sụp đổ. Mang ý nghĩa rất có thể là còn có những cường giả khác chui vào. Nếu như không phải Vô Hồi thánh chủ, còn có thể là ai? Bọn người thôn Thiên Vân Tước đều ở chỗ cũ, không có tùy tiện nhúng tay vào. Bởi vì, bọn hắn cũng hoàn toàn bị làm cho ngây người. Thánh chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Ly Hỏa thánh địa điên rồi. Thù hôm nay, hôm nào chúng ta lại báo sau. Ngụy Thiên Thu ở phía xa kịp thời hô to. Đúng vậy, đã tới lúc nên rút lui. Nếu tiếp tục náo loạn thì không có lời gì để nói nữa. Chúng ta đi trước, việc này còn không xong đâu. Vô Hồi thánh chủ giận dữ quát tháo, tản lỗ đen ra, về tới cung điện của mình. Đứng! Các điện chủ muốn ngăn cản, nhưng biết rõ ngăn không được. Lão nữ tử này quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Ly Hỏa thánh chủ bình phục lồng ngực, huyết khí lại nhấc lên cao, giận dữ quát tháo. Cứu người trước, cha rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cho ta. Thủy triều cuồn cuộn lao nhanh, tuôn sâu vào trong Hoang Mãng Nguyên, thủy triều ở giữa thánh địa sơn càng ngày càng thấp. Nhưng, vạn hỏa pháp tràng đã sụp đổ, liệt diễm lại tiếp tục sôi trào, để đám người mới may mắn sống sót từ trong thủy triều lại đứng trước liệt hỏa đốt cháy. Bọn người Đường Thiết Bình nhanh chóng dập tắt lửa, cố gắng ổn thỏa hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết biển động từ đâu tới không? Ly Hỏa Thánh Địa đang tính toán Vô Hồi thánh chủ sao? Cần bỏ ra cái giá lớn như vậy sao? Lần đầu tiên ta biết Ly Hỏa Thánh Địa lại còn có một mặt nóng nảy như thế, quả thực là muốn cùng chết chung sao? Đổ nước vào não rồi à?
Cái này rõ ràng là vô hồi thánh địa tính kế ly hỏa thánh địa. Hơn trăm vạn người đến xem náo nhiệt trên hoang mã nguyên chật vật từ trong nước bùn đứng lên, sợ hãi khắp nơi, nghị luận ầm ĩ, chỉ là, tất cả đều chưa tỉnh hồn. Hắn làm sao làm được? Toàn thân Phượng Bảo Nam ướt nhẹp, đứng trên thảo nguyên ngóng nhìn liệt hỏa ngập trời tại ly hỏa thánh địa. Hắn đã nghĩ qua tất cả các tình huống, duy chỉ không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một mảnh biển động, nuốt hết ly hỏa thánh địa, càng che mất cả hoang mãng nguyên. Một mình đột nhập, trong thời gian rất ngắn đã làm loạn toàn trường. Cái này xác định là do Khương Phàm làm sao? Hắn chỉ là linh nguyên cảnh mà thôi, có thể tạo ra trường hợp như vậy ư? Tuy nhiên, quá kích thích. Sự kiện này tuyệt đối có thể oanh động đến thánh địa thiên hạ. Chờ Khương Phàm bại lộ thân phận, tuyệt đối sẽ nhất chiến thành danh, thịnh truyền đến thánh địa khắp thiên hạ. Hoang mã nguyên sắp náo nhiệt rồi. Toàn bộ lực chú ý của ly hỏa thánh địa trong mấy năm này cũng sẽ chuyển hướng tới La Phù Sơn Mạch, Phượng gia chúng ta rốt cuộc cũng đợi được cơ hội. Phượng Bảo Nam cười cười, quay đầu nhìn tỷ tỷ đang từ nơi xa đi tới. Ta và tỷ tỷ để có thể nhất chiến thành danh đã chuẩn bị 8 năm, mà hắn chỉ dùng 8 ngày. Ta từ trước tới giờ không muốn nổi danh, ta chỉ là người của Phượng gia. Tỷ tỷ Phượng Bảo Nam, Phượng Linh Hy mặc dù có chút chật vật, lại như mỹ nhân đi tắm, làm cho người ta tim đập thình thịch. Phượng gia muốn mở ra thời đại tân thánh, danh và uy, cực kỳ quan trọng. Phượng Bảo Nam mang trên mặt nụ cười mê người, chỉ là giờ khắc này, trong nụ cười của hắn rõ ràng cất giấu mấy phần cuồng nhiệt. Để xác định có thể mang thạch quan số 278 về. Phượng Linh Hy nhìn qua hỗn loạn tại ly hỏa thánh địa, trong đôi mắt mỹ lệ sáng rực lắc lư. Một hài tử mười mấy tuổi vậy mà suýt chút nữa hủy diệt ly hỏa thánh địa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng có thể là đã gõ một hồi chuông báo động cho thánh địa thiên hạ, đây chính là kết quả của tự tin quá độ. Phượng Bảo Nam nói, tỷ đệ chúng ta dích thân đến La Phù thôi, tỷ hẳn là nên gặp hắn một chút. Thánh chủ, bẩm thánh chủ, là Diêm Lâu hủy thiên hỏa cung. Diêm Lâu, là Diêm Lâu. Sau hơn 2 giờ, Mục Sùng Vân từ trong hôn mê thức tỉnh, không lo được thân thể đang bị trọng thương, nhanh chóng leo đến chỗ cao của phế tích, cuồng loạn la lên. Diêm Lâu, đám người đang dập lửa trong dãy núi quay người nhìn phía Thiên Hỏa Cung. Cung điện Thiên Hỏa Cung đã bị hủy diệt triệt để, đỉnh lô cũng đổ vào trong phế tích, liệt diễm không ngừng tuôn ra, hòa tan vào mặt đất. Lãnh Thiền và những người may mắn còn sống sót cũng giãy giụa đi ra, cùng hô to lên. Là Diêm Lâu hủy Thiên Hỏa Cung, tội nhân Diêm Lâu đã hủy thánh địa. Đường Thiết Bình là người đầu tiên chạy tới nơi này. Ai? Mục Sùng Vân mặc kệ uy thế kinh khủng của Đường Thiết Bình, nói. Diêm Lâu, Đường Điện Chủ, đúng là đệ tử thân truyền ngài, Diêm Lâu. Nói rõ ràng. Sắc mặt Đường Thiết Bình âm trầm, suýt chút nữa chụp chết tên gia hỏa nói hưu nói vượn này. Diêm Lâu rõ ràng đang ở Thiên Khải bí cảnh, làm sao lại hủy thánh địa được? Hắn có lý do gì, lại có năng lực gì có thể hủy thánh địa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hỗn loạn là từ nơi này xuất hiện sao? Những điện chủ khác, còn có ly hỏa thánh chủ cũng lần lượt giáng lâm. Khởi bẩm thánh chủ, các vị điện chủ, hết thảy đều là do Diêm Lâu làm. Hôm nay hắn đã trở về thánh địa, thần thái trước đó rất vội vàng, cử chỉ quái lạ, sau đó lại xông vào Thiên Hỏa Cung, lấy các loại lý do hoang đường cứu Tịch Nhan và Khương Hồng Võ. Hắn lặp đi lặp lại nói mình đã đạt được đại cơ duyên, ngang ngược càn rỡ, răn dậy chúng ta, quấy nhiễu chúng ta. Sau đó, trong thân thể của hắn đột nhiên xông ra một nguồn lực lượng cường đại, chúng ta còn chưa hiểu gì đã bị thủy triều nuốt sống. Mục Sùng Vân kịch liệt thở dốc, lo lắng nói rõ hết tình huống ra. Diêm Lâu không phải đang ở Thiên Khải bí cảnh sao? Các điện chủ trao đổi ánh mắt, đều cảm giác được quá hoang đường. Sư tôn Mục Sùng Vân cũng nhìn chằm chằm Mục Sùng Vân, lúc này nếu như vụ oan hãm hại thì thật không có độ lượng. Đúng là Diêm Lâu. Chính là tên hỗn đản Diêm Lâu kia. Diêm Lâu điên rồi, không, là bị khống chế. Số lượng lớn luyện đan sư may mắn sống sót từ trong phế tích leo ra, tức giận lên án. Thánh chủ Ly Hỏa nhìn các luyện đan sư chật vật, vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi đều xác định là Diêm Lâu. Là Diêm Lâu, nhưng... Nhưng cái gì, nói rõ ràng. Diêm Lâu hình như là Diêm Lâu, nhưng lại không giống. Không giống,
chỗ nào không giống. Chỗ nào cũng giống, nhưng chỗ nào cũng đều không giống. Mục Sùng Vân nói xong, đột nhiên giống như là đã hiểu ra tất cả. Hắn không phải là bị khống chế, hắn là giả. Thánh Văn, Thanh Viêm. Thân hình, bộ dáng. Chợt nhìn chính là Diêm Lâu, nhưng nếu như là bị người khác ngụy trang thì sao? Giống như có chút không thể tưởng tượng được, nhưng... Mục Sùng Vân càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, lúc ấy chỉ là cảm giác lạ lẫm cùng cổ quái, thật không nghĩ tới là có gì khác. Cũng là bị Diêm Lâu cường điệu lặp đi lặp lại đã đạt được cơ duyên, bị kích thích cho ghen ghét, không có nghĩ ngợi gì quá nhiều. Lại nói, ai sẽ giả mạo thiên tài thánh địa trà trộn vào thánh địa được chứ? Nhưng, cẩn thận hồi tưởng tình huống, Diêm Lâu, tiếp xúc với Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, giống như hai người kia rất tin tưởng hắn. Các vị điện chủ đều nhìn về phía thánh chủ. Kẻ cầm đầu là Diêm Lâu. Một hài tử linh nguyên cảnh mười mấy tuổi. Sao bọn hắn lại cảm thấy quá hoang đường như vậy chứ? Nhưng, nếu thật là như thế, không phải chui lỗ thủng phòng ngự của bọn hắn, mà là lợi dụng kiêu ngạo của thánh địa bọn hắn sao? Nếu thật là như thế, đây đúng là một chiêu quá kỳ diệu, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn chưa tin được. Tại sao lúc đó ngươi coi hắn là Diêm Lâu? Đường Thiết Bình không tin là Diêm Lâu xảy ra vấn đề, hoặc là không thể tin được. Chỉ có thể là có người mượn nhờ Diêm Lâu tại Thiên Khải Bí cảnh tạo nên cơ hội vi diệu này, ngụy trang thành Diêm Lâu. Từ tuổi tác đến cảnh giới, từ bộ dáng đến thân hình, còn có ngọn lửa màu xanh, cảm ứng của Thánh Linh Văn. Mục Sùng Vân nói xong, vội vàng nói. Những thứ này ta tuyệt đối chắc chắn. Linh Văn làm sao ngụy trang được? Các điện chủ lại hoài nghi. Thánh Linh Văn, cùng tuổi, cùng cảnh giới, lại còn là Thanh Viêm. Cái này sao có thể? Đừng nói Mục Sùng Vân sẽ không hoài nghi, ngay cả hắn cũng không dám tin được. Bao lâu nữa Thiên Khải Bí cảnh sẽ mở ra lại? Thánh chủ Ly Hỏa cảm giác như mình bị gài bẫy, dám cả gan tính toán bọn hắn, rất có thể chính là vô hồi thánh địa. Mục Sùng Vân nói, hơn 2 tháng, nhưng nếu như nơi đó có tình huống gì ngoài ý muốn, Lục Dũng hẳn sẽ nghĩ cách đi ra báo cáo. Thánh chủ suy nghĩ thật lâu, trầm giọng nói. Đường Thiết Bình, người tự mình đến thành Thiên Khải đề phòng, chờ đợi Diêm Lâu xuất hiện. Khác các điện nắm chặt thời gian, trùng kiến thánh địa. Đường Thiết Bình đề nghị. Thánh chủ, chúng ta có cần mời cường giả các phương tới hỗ trợ hay không? Nếu như cha rõ ràng thật sự là do vô hồi thánh địa làm, chúng ta nhất định phải để cho bọn hắn trả giá đắt. Không cần mời. Bọn hắn biết được thánh địa bị phá hỏng thì sẽ tự mình tới ngay. Ly Hỏa thánh chủ cao ngạo ngẩng đầu. Thánh địa bọn hắn mạnh nhất, không phải ở chỗ số lượng cường giả, mà là lực ảnh hưởng, là bằng hữu bọn hắn kết giao từ mấy trăm đến hơn ngàn năm qua. Kinh doanh nhiều năm như vậy, đây chính là thời điểm lợi dụng. Hoang Mã Nguyên bị dìm trong nước 3000 dặm, vô hồi thánh chủ giận dữ mắng thánh chủ Ly Hỏa hãm hại mình. Tổ địa ngàn năm của Ly Hỏa Thánh Địa bị triều dâng liệt hỏa nuốt hết. Một trận đàm phán, không chỉ hủy đi cơ nghiệp của Ly Hỏa Thánh Địa, còn để hai đại thánh địa kết thù kết oán. Khó mà phân biệt được, rốt cuộc là ai hủy Ly Hỏa Thánh Địa. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi, Hoang Mã Nguyên lâm vào náo động lớn trước nay chưa từng có, tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Lại có người dám hủy Ly Hỏa Thánh Địa. Đây không phải nhổ răng cọp. Đây chính là đào ra hổ rút gân hổ. Bọn hắn vừa khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng tức giận, dù sao Ly Hỏa Thánh Địa cũng là chủ tử của bọn hắn, khiêu khích Ly Hỏa Thánh Địa chính là khiêu khích toàn bộ Hoang Mã Nguyên. Tại thời điểm Hoang Mã Nguyên tranh cãi ngất trời, cung điện vô hồi thánh chủ mang theo các cường giả La Phù cùng về, đi đến Đại Lương Sơn. Gặp qua thánh chủ, Khương Phàm thế nào rồi? Dạ An Nhiên. Dạ Thiên Lan và bọn người Yến Tranh may mắn đi đến khoảng không trên cung điện, cung kính hành lễ với vô hồi thánh chủ trên đài cao. Thánh chủ ngồi ngay ngắn, linh văn ánh sáng rọi khắp nơi trong cung điện, tràn ngập uy thế làm cho người ta hít thở không thông. Tính mạng không đáng ngại, nhưng bị thương nguyên khí, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu như các ngươi không có ý kiến, ta sẽ để hắn ở lại vô hồi thánh địa. Dạ Thiên Lan cẩn thận hỏi. Ý của ngài là... Vĩnh viễn giữ lại. 2 tháng sau Khương Phàm có thể trở lại Thiên Sư Tông, lấy thân phận đệ tử Thiên Sư Tông cùng các ngươi đối phó với Lang Gia Hoàng Triều. Nhưng hắn đã đồng ý gia nhập vô hồi thánh địa, chờ sau khi sự kiện kết thúc sẽ công bố ra ngoài.
Cảm tạ thánh chủ không để bụng hiềm khích lúc trước, có thể thu lưu Khương Phàm. Mặc dù Dạ Thiên Lan và mọi người rất không muốn, nhưng vẫn mừng thay cho Khương Phàm, nhất là sau khi Khương Phàm trêu chọc Ly Hỏa Thánh Địa, đã không thích hợp ở lại Thiên Sư Tông nữa. Dạ An Nhiên khẽ cắn môi, vẻ mặt ảm đạm. Nếu như Khương Phàm tiến vào Thánh Địa, quan hệ giữa bọn họ khả năng sẽ dừng ở đây rồi. Vô Hồi Thánh Chủ lại nói. Dạ An Nhiên, có hứng thú vào Vô Hồi Thánh Địa ta hay không? Trong lòng Dạ An Nhiên chợt nóng lên, sau khi hơi do dự thì mỉm cười nói. Tạ ơn Thánh Chủ có ý tốt, tạ ơn Thánh Chủ có ý tốt, Dạ An Nhiên nguyện ý. Dạ Thiên Lan đột nhiên chen ngang, cao giọng đồng ý. Phụ thân, con không thể vào Thánh Địa. Dạ An Nhiên lập tức dùng ánh mắt nhắc nhở phụ thân. Thiên Sư Tông đang vào thời kỳ nguy hiểm, vận mạng tương lai còn khó có thể đoán trước được, nàng làm sao yên tâm rời khỏi. Chuyện Thiên Sư Tông không cần con quan tâm, bây giờ là gặp nguy hiểm, nhưng thêm ngươi một người không nhiều, thiếu con một người không ít, nếu như chúng ta cùng gánh vác, sau này Thiên Sư Tông sẽ phát triển không ngừng, có ta là đủ rồi, không cần con phải lo. Đừng nói lung tung, phải nắm chặt cơ hội, con có thể đi đến Thánh Địa, phụ thân như ta rất kiêu ngạo. Dạ Thiên Lan thấp giọng nhắc nhở, đây chính là một chuyện cực kỳ tốt, nhất định phải tóm chặt lấy. Thế nhưng, không có nhưng gì cả, nếu con cảm thấy một mình ta cô đơn thì nhanh chóng cho ta một ngoại tôn đi. Phụ thân, con còn nhỏ. Dạ An Nhiên đỏ bừng mặt. Vô Hồi Thánh Chủ hài lòng gật đầu. Đồng ý, vậy thì liền ở lại Vô Hồi Thánh Địa đi. Dạ An Nhiên khẩn thỉnh nói. Thánh Chủ, tha thứ ta, mạo muội. Ta có thể giống như Khương Phàm hay không, chờ Thiên Sư Tông vượt qua nguy cơ này, lại đến Vô Hồi Thánh Địa. Tính cách như tiểu tử kia, vậy thì đợi thêm 3 tháng. Tạ ơn Thánh Chủ. Các ngươi đều trở về đi, Khương Hồng Võ tạm thời sẽ ở lại Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ vừa nói ra lời này, tinh thần bọn người Yến Tranh liền chấn động mạnh. Nếu Thánh Chủ tự mình giữ lại, chắc chắn sẽ không chỉ là điều trị thân thể đơn giản như vậy. Nói không chừng còn có thể sử dụng tài nguyên của Vô Hồi Thánh Địa, trợ giúp Khương Hồng Võ. Dạ Thiên Lan lại nói. Thánh chủ, tông chủ Thánh Nữ Tông nhờ ta hỏi chuyện Tịch Nhan một chút. Tịch Nhan sẽ ở lại Vô Hồi Thánh Địa ta. Vô Hồi Thánh Chủ không hề khách khí, một hơi chụp 3 vị Thánh Văn. Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân 3 vị Túc Lão trao đổi ánh mắt, bọn họ cũng đều biết Thánh Chủ muốn thu nhận Khương Phàm. Nhưng Dạ An Nhiên và Tịch Nhan là có chuyện gì? Dựa theo quy củ, Vô Hồi Thánh Địa không nên cưỡng ép mời chào đệ tử trong tông môn của Thánh Địa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn cũng có thể đã hiểu ý tứ của Thánh Chủ, dù sao La Phù cũng thuộc về quyền sở hữu của Thánh Địa, Thánh Văn không nên quá nhiều. Một đời trước có Quý Khải Minh, Dạ Thiên Lan, Khương Hồng Võ và 2 vị khác, 20-30 tuổi đời trung niên còn có 4 vị, đại tân sinh thì có thể giữ lại một người. Dù sao sau mấy năm nữa cũng còn có thể sẽ xuất hiện thêm. Mà, Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn tại Đại Hoang gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, xác thực cần bổ sung Thánh Văn. Ngoài cung điện, Dạ Thiên Lan và mọi người mới ra đến, tông chủ các tông liền xông tới. Thánh chủ có thái độ gì? Trong Ly Hỏa Thánh Địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh chủ làm sao có thể để nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa loạn như thế được? Tông chủ các tông đến bây giờ vẫn đều không hiểu rõ cụ thể tình huống, lúc đầu xông vào Hoang Mãng Nguyên bọn họ còn cho rằng sẽ không tránh được đại chiến, kết quả lại là nhìn một màn trò hay. Bọn họ tuyệt đối không tin đó là ngoài ý muốn, rất có thể là Vô Hồi Thánh Chủ đã ra tay. Nhưng bọn hắn lại tưởng tượng không ra, Vô Hồi Thánh Chủ làm sao làm được như vậy chứ? Nơi đó dù sao cũng là Thánh Địa, nếu như cường giả sinh tử cảnh đi lên có thể nhẹ nhõm chui vào, vậy liền quá dễ rồi. Thánh chủ muốn về Thánh Địa, chúng ta cũng nên về lại các tông, trên đường từ từ nói chuyện. Dạ Thiên Lan cười tươi như hoa, rất vui mừng, không chỉ là thống khoái dạy dỗ Ly Hỏa Thánh Địa, mà nữ nhi lại còn tiến vào Thánh Địa. Dạ tông chủ, ta nhờ ngươi hỏi thăm tình hình Tịch Nhan thế nào rồi. Tông chủ Thánh Nữ Tông và Tịch Giao đều đi lên trước. Nàng bị Vô Hồi Thánh Chủ giữ lại, tương lai chính là đệ tử của Thánh Địa. Dạ Thiên Lan cố ý nhìn tông chủ Thánh Nữ Tông, hắn biết rõ tông chủ Thánh Nữ Tông đối với Tịch Nhan có chút oán niệm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, phải đem oán niệm giấu đi, hài tử kia đã có bối cảnh đặc biệt rồi. Tịch Giao nhẹ nhàng thở phào,
chí ít cũng không cần lại lo lắng an toàn của muội muội. Khương Phàm hôn mê ròng rã 12 ngày mới mơ màng tỉnh lại. Toàn thân gầy đến nỗi da bọc xương, thân thể từ trong tới ngoài đều suy yếu. Thân thể ngươi rất suy yếu, đừng lộn xộn. Một giọng nói ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó là một đôi tay nhỏ hơi lạnh nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của hắn. Khương Phàm nhấc tầm mắt nặng nề lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh ngồi bên cạnh. Khuôn mặt trắng nõn, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ nhạt, con mắt màu tím sậm vừa sáng tỏ vừa thần bí để cho người ta không khỏi nghĩ đến hai từ mỹ hảo, hoa nhường nguyệt thẹn, đoan trang tự nhiên. Nhưng khuôn mặt mỹ lệ này lại rất thản nhiên và lạnh lùng. Tịch Nhan. Khương Phàm hoảng hốt một lát, sau đó mới thoáng tỉnh táo lại. Tịch Nhan chỉ thản nhiên đáp một tiếng, tiếp tục yên lặng ngồi ở chỗ đó. Nơi này là Vô Hồi Thánh Địa sao? Khương Phàm chỉ nhớ rõ mình đã dốc hết toàn lực thả Đại Hoàng Ấn ra, sau đó từ trong đau đớn lâm vào hôn mê, chuyện kế tiếp thì cái gì cũng đều không nhớ rõ. Chúng ta đều đã trở về rồi. Tịch Nhan khẽ nói, giống như không nguyện ý nói thêm chuyện gặp phải ở Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng, bên trong con mắt màu tím sâu thẳm kia lại rõ ràng hiện lên một tia sắt lạnh. Bị tóm, bị cầm tù, bị khoét thịt, bị rút xương, áo rách quần manh, máu thịt be bét. Nàng tựa như một con súc vật đợi làm thịt, đau khổ hơn 30 ngày. Trở về thì tốt. Khương Phàm nhẹ nhàng thở phào, nằm ở trên giường điều tra thân thể mình. Không chỉ gầy đi rất nhiều, nội tạng bên trong cũng đều hứng chịu tổn thương, sinh cơ yếu ớt, khí hải ảm đạm không ánh sáng, chỉ có linh vụ mỏng manh đang phiêu đãng. Ngay cả chu tước linh nguyên cũng đều uể oải suy sụp. Không nên tùy tiện động đến Đại Hoàng Ấn, nó mang cho ngươi tới tổn thương quá nghiêm trọng. Nếu như không phải có Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh và Tàn Đao đè lấy, chỉ sợ Đại Hoàng Ấn đã đập vỡ vụn khí hải của ngươi rồi. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Vũ khí này bá đạo lại hung tàn, bây giờ Khương Phàm cũng không thể chịu nổi. Vô Hồi Thánh Chủ kia rốt cuộc là biết thân thể Khương Phàm không giống như người thường, hay là coi Khương Phàm thành vật hy sinh. Đan Hoàng vô cùng hoài nghi. Thời điểm ta đánh thức Đại Hoàng Ấn, giống như thấy được chút thứ không tầm thường. Khương Phàm không nhớ rõ ràng lắm, nhưng có một cảm giác rất mãnh liệt, chính là thời khắc Đại Hoàng Ấn xuất hiện, hắn như đang đặt mình vào trong bóng tối vô tận. Giá lạnh. Tĩnh mịch, hoang vu, rộng lớn vô biên. Đại Hoàng Ấn có gì đó rất quái lạ, lão nữ tử kia không có ý tốt. Đan Hoàng không thích nữ tử kia. Là chính ta yêu cầu. Khương Phàm cười khổ, có thể từ trong miệng lão tổ tông nho nhã Đan Hoàng này nghe được lời như vậy rất là hiếm rồi. Trước tiên điều trị thân thể đi, không nên để lại cho mình ám thương. Đúng, nữ hài nhi bên cạnh ngươi. Cố mà quý giá, nắm chắc thật chắc. Có ý gì? Đối đãi nàng thật tốt là được. Linh hồn Đan Hoàng nói xong cũng im lặng, mặc cho Khương Phàm hỏi thế nào cũng đều không lên tiếng nữa. Tịch Nhan an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ánh nắng sáng tỏ chiếu vào trên người nàng, có cảm giác tinh khiết động lòng người, khí chất hoàn toàn khác biệt tỷ tỷ tịch giao của nàng. Nhưng, tại thời điểm Đan Hoàng nói chuyện cùng Khương Phàm, trong thân thể Tịch Nhan lại có đôi mắt tinh hồng dõi theo hắn. Đừng chọc hắn. Hồn ngữ sâu kín từ thân thể Khương Phàm trôi về phía Tịch Nhan. Linh hồn của hắn, rất mê người. Ma ngữ trầm thấp từ thân thể Tịch Nhan lại trôi về phía Khương Phàm. Bí mật của hắn, ngươi không chịu đựng nổi. Ha ha, bí mật của ta, thế giới này đều không chịu đựng nổi. Bí mật của chúng ta, đã mai táng theo thanh thiên. Chúng ta đã không thuộc về thời đại này, thậm chí chúng ta đã không tồn tại nữa, đã có thể thức tỉnh. Nhưng chỉ có thể chứng kiến, đừng lại loạn động tâm tư. Khương Phàm lại nằm trên giường 5 ngày mới có thể miễn cưỡng bước xuống. Tính cách Tịch Nhan mặc dù rất nặng nề ngột ngạt, nửa ngày cũng nói không nên được một câu, nhưng vẫn kiên trì ở bên cạnh Khương Phàm, vịn hắn đi lại ở bên ngoài. Đại Hoàng Ấn quá độc ác. Khương Phàm rốt cuộc đã hiểu tổn thương mà Đan Hoàng nói là cái gì. Loại suy yếu từ trong ra ngoài này không thể dùng đan dược chữa trị được. Nếu không tùy tiện một viên đan dược cũng có thể để thân thể yếu ớt này trực tiếp sụp đổ. Hắn cần dựa vào thân thể mình, sau đó mới lại có thể tiếp nhận đan dược khôi phục. Tịch Nhan, tự ta có thể đi, không cần vịn ta. Khương Phàm muốn đẩy Tịch Nhan ra, Tịch Nhan lại cứ lãnh đạm, không có ý buông tay chút nào. Khương Phàm bất đắc dĩ. Ta thật có thể tự mình đi,
không tin cô buông ra thử một chút. Tịch Nhan nhìn hắn một cái. Thật, ta có thể. Khương Phàm còn chưa nói xong, Tịch Nhan đột nhiên buông tay. Khương Phàm vội vàng muốn tự mình đứng vững, kết quả lại là đánh giá cao thân thể mình quá, hai chân mềm nhũn, cứ thế mà ngã qua phía Tịch Nhan. Vừa đúng lúc lại lệch vào trong ngực nàng. Khương Phàm lập tức muốn ngồi thẳng lên, nhưng thân thể thực sự quá yếu, lại dùng sức quá mạnh, cho nên vừa rời khỏi thì hai chân đảo mắt liền mất đi chi giác, hắn lại ngã vào Tịch Nhan một lần nữa, hai tay còn cuống quýt đẩy, thế nào lại đè ngay phía trước Tịch Nhan. Mặt Khương Phàm bỗng dưng cứng đờ, lúng túng đỏ bừng cả lên, muốn rời khỏi lại quá yếu, sợ lại phạm phải sai lầm. Nếu không, lại vịn đi. Tịch Nhan đỡ Khương Phàm dậy, yên lặng đi lên phía trước. Khương Phàm vụng trộm nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Tịch Nhan, sau khi xác định không có tức giận liền nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, tiểu cô nương này thật giống với tỷ tỷ nàng, nếu như không chú ý màu mắt tím cùng mái tóc dài màu tím thì khi đứng chung cứ như là mình thấy ảo giác. Đi mấy bước là được rồi, đỡ ta đến ghế đá đi. Khương Phàm biết thân thể Tịch Nhan cũng không hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng là bị rút sống xương sườn, cắt mất nội tạng. Ta có thể làm, đi thêm mấy bước nữa. Tịch Nhan vịn Khương Phàm, một chút xíu đã đi đến ngoài trăm thước bên vách núi, hai người chậm chạp ngồi xuống. Phong cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Khương Phàm nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ trong dãy núi, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Tịch Nhan khẽ nói. Nhìn lâu, cũng sẽ quen thuộc, phong cảnh càng đẹp, vĩnh viễn là phương xa khác. Khương Phàm kinh ngạc nhìn nữ hài nhi bên cạnh, không nghĩ tới dưới vẻ ngoài bình tĩnh vậy mà là hướng tới phương xa. Ngươi muốn ở lại Vô Hồi Thánh Địa sao? Tịch Nhan nhìn về phía ngoài dãy núi, đôi mắt màu tím sáng tỏ lại bình tĩnh, giống như đại dương mênh mông, vừa mỹ lệ vừa thần bí. Thế giới này rất lớn, ở lại một chỗ, chẳng phải đã phụ ban ân của ông trời sao? Ban ân, ông trời ban ân cho chúng ta cái gì? Sinh mệnh, đây là ban ân sao? Sinh mà bất công, thì sao lại là ban ân? Ngàn vạn người, ngàn vạn mạng, ngàn vạn đặc sắc. Mạng mình liều, chuyện xưa của mình, tự mình viết. Khương Phàm đưa hai tay chống lấy thân thể, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mặt mỉm cười. Chúng ta cảm tạ ông trời đã ban cho tính mạng, cũng đừng có lại yêu cầu xa vời ông trời sẽ chiếu cố khắp nơi. Đây dù sao cũng là mạng sống của chính chúng ta. Tịch Nhan nhìn Khương Phàm một chút, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên khuôn mặt gầy gò kia, đôi mắt sáng rực, bên trong có tự tin, có hướng tới, còn giống như có mấy phần thần bí. Nhếch miệng cười lên càng đáng chú ý, càng đặc biệt. Không có người nào đi con đường nào nhẹ nhõm đơn giản cả. Cái gọi là nhẹ nhõm, cũng chỉ là người ngoài nhìn thấy. Ta có thể tiếp nhận cực khổ, ta cũng chờ mong mưa gió. Như thế sẽ khiến cho ta trưởng thành, cũng sẽ khiến cho sinh mệnh ta có ý nghĩa hơn. Khương Phàm nhìn lên bầu trời mỉm nụ cười, mang theo thâm ý sâu xa. Không nghĩ tới, người bị các ngươi phản bội, bị các ngươi hủy diệt kia, lại trở về. Tịch Nhan cũng nhìn về phía bầu trời, trầm ngâm một lát, đôi môi thật mỏng lộ ra nụ cười thản nhiên yếu ớt. Vấn đề trong lòng giống như đã được xóa bỏ. Sinh mệnh không có trải nghiệm thì làm sao có được đặc sắc. Ông trời công bằng với tất cả, cực khổ riêng phần mình thì tự mình biết. Ma hồn trong thân thể ngươi cô có nguy hiểm không? Ta có thể giúp gì cho cô không? Khương Phàm quay đầu vừa hay nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Tịch Nhan, giống như là hoa lan trong cốc vắng, xinh đẹp lại thơm ngát. Tịch Nhan không nguyện ý chia sẻ bí mật của mình cùng người ngoài, nhưng thấy Khương Phàm hỏi thăm thì lại là nói một câu. Chúng ta và cộng sinh, nhưng ta làm chủ. Không có nguy hiểm thì tốt. Khương Phàm không tiếp tục hỏi nhiều, nhìn lên bầu trời, yên lặng ngẩn người, hưởng thụ sự bình tĩnh khó tìm được này. Tịch Nhan lại nhìn Khương Phàm, sau đó cũng cùng nhìn lên bầu trời, cùng hướng tới tương lai, cùng hưởng thụ phần bình tĩnh này. Nghị Nhi, có thể xuống giường được rồi sao? Không bao lâu sau, Khương Tuyền từ đằng xa tới, ngạc nhiên nhìn Khương Phàm ngồi bên vách núi. Cô, sao người lại tới đây? Khương Phàm vừa muốn đứng dậy. Tịch Nhan đã trước một bước hắn lấy đỡ. Không chào đón ta à, quấy rầy đến các ngươi rồi sao? Khương Tuyền chú ý tới hành động của Tịch Nhan, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Khương Phàm dở khóc dở cười. Phụ thân thế nào rồi? Bị thánh chủ nhốt trong bí cảnh,
đoán chừng muốn chờ huynh ấy đột phá mới có thể đi ra ngoài. Tâm tình Khương Tuyền rất tốt, ca ca xem như trong cái rủi có cái may. Trước đó điều trị ở Thiên Sư Tông nhiều ngày như vậy, kỳ thật đã đến thời khắc mấu chốt để đột phá, bây giờ có thể đi đến vô hồi bí cảnh, được thánh chủ tự mình chỉ điểm, cơ hội đột phá sẽ càng lớn hơn. Ta còn chưa có đến cảm tạ thánh chủ, có thể cứu Tịch Nhan và phụ thân ra là nhờ có thánh chủ phối hợp. Khương Phàm cũng thay phụ thân vui mừng, đầu tiên là Đan Quốc và Ngọc Đỉnh Tông trợ giúp, sau lại có thánh chủ tự mình chỉ đạo, mấu chốt hẳn là bên trong viên đan dược truyền kỳ kia còn có rất nhiều lực lượng phi phàm chưa có kích phát ra tới. Tin tưởng phụ thân thật có thể đột phá, tiến vào niết bàn cảnh. Ngươi nên tạ ơn thánh chủ, đại hoàng ấn của vô hồi thánh địa đều đã cho ngươi, đây chính là vinh hạnh đặc biệt khó có được. Khương Tuyền càng vui mừng chính là Khương Phàm rốt cuộc cũng đã quyết định tiến vào thánh địa, xem ra còn sẽ được thánh chủ tự mình bồi dưỡng. Cái này khiến cô nàng đây dạo này ở trong vô hồi thánh địa đều ưỡn thẳng sống lưng, kiêu ngạo, tự hào. Cô, đại hoang ấn có gì ý nghĩa đặc biệt sao? Chờ ngươi đến đại hoang thì sẽ hiểu, ta thấy thân thể ngươi đã bắt đầu khôi phục, muốn nghe xem cả sự kiện trải qua không? Không phải Ly Hỏa thánh địa tham muốn đan dược truyền kỳ sao? Trong này còn có người khác tham dự ư. Tịch Nhan từ Hoàng Triều trở về liền biến mất, phụ thân ngươi trở về liền bắt đầu bế quan, Ly Hỏa Thánh Địa lại ngoài vạn dặm xa xôi, làm sao lại đột nhiên biết được tình huống của hai người bọn họ được. Có người đưa cho bọn hắn tin tức, là Hoàng Thất tự mình đi mời. Hoàng Thất, hô hấp Khương Phàm lập tức dồn dập hơn mấy phần. Hoàng Thất Lang gia thật không hề có phong thái Hoàng Triều, làm việc đều không từ thủ đoạn. Quá ghê tởm. Năm tháng trước, cửu công chúa Hoàng Triều bí mật chui vào La Phù, liên hệ tông chủ mới của Thiên Cương Tông, cửu Nguyên Lương, mưu đồ bí mật tính toán, muốn dẫn dụ phụ thân ngươi ra, giao cho Ly Hỏa Thánh Địa bắt. Sau khi cửu Nguyên Lương bị nhìn thấu, điện chủ Diêm La Điện của Ly Hỏa Thánh Địa, Đường Thiết Bình không chịu từ bỏ, liền dùng đao bổ Thiên Sư Tông, cưỡng ép bắt người. Bây giờ Thiên Cương Tông đã bị xóa tên, bởi vì thời điểm Đường Thiết Bình bổ Thiên Sư Tông. Đúng lúc quốc quân Đan Quốc ở đó, mặc dù hắn may mắn sống sót, nhưng mấy vị luyện đan sư Đan Quốc đều đã chết. Sau khi quốc quân Đan Quốc bí mật về nước liền bắt đầu tuyên cáo thiên hạ, lang gia Hoàng Triều vô tín vô nghĩa, làm nhục thánh danh tiên tổ. Khương Tuyền nói đến đây không thể nín cười được, lấy lực ảnh hưởng của Đan Quốc, một tiếng tuyên ngôn này đối với lang gia Hoàng Triều mà nói là đã không phải là một bàn tay, mà là hung hăng dùng một đao cắm vào trên gương mặt kia. Quốc quân Đan Quốc thật rất tức giận nhỉ. Có thể không tức giận sao? Mấy vị luyện đan sư kia đều là thân cận với hắn, là mệnh của Đan Quốc. Hoàng thất có phản ứng gì? Đan Quốc có được một nửa luyện đan sư Hoàng Triều, càng cùng vô số thế lực trong ngoài Hoàng Triều kết giao, Hoàng Triều sẽ không dễ dàng động đến Đan Quốc. Nhưng cái gì? Hoàng thất từ Đông Cương, Tây Cương, triệu tập cường giả tụ tập tại khu vực Kinh Kỳ, theo lý thuyết hẳn là muốn phân phối Tây Cương. Nhưng từ khi quốc quân Đan Quốc phát ra lời tuyên cáo kia, bọn hắn đã đóng trại toàn bộ. Khương Phàm lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ Hoàng Thất muốn động thủ với Đan Quốc? Khương Tuyền lắc đầu nói. Đan Quốc vừa tuyên cáo xong, Hoàng Thất liền cưỡng ép chế tài được sao? Đây chính là bất nhân bất nghĩa thật sự, bọn hắn cũng không dám. Là chuyện khi nào vậy? Khương Phàm rất cảnh giác, Hoàng Thất hẳn là sẽ không để ý mặt mũi Hoàng Triều. Nhưng trải qua mấy lần tiếp xúc này, hắn đã cảm nhận được thật sâu, Hoàng Thất không hề biết xấu hổ. Coi như trên mặt nổi sẽ không làm gì, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho Đan Quốc. Đại khái hơn 20 ngày trước, chính là sau khi quốc quân về Đan Quốc điều dưỡng tốt thương thế, dù sao vết thương cũng quá nhiều, không tiện giải thích. Đan Quốc không có đến La Phù xin giúp đỡ sao? Chúng ta ở Hoang Mãng Nguyên làm chuyện, đoán chừng còn chưa có truyền vào Lang gia Hoàng Triều. Quốc quân Đan Quốc không biết Thiên Sư Tông đã vượt qua nguy hiểm. Những người phối hợp bồi tiếp đến Hoang Mãng Nguyên kia trước khi rời khỏi đều được bịt miệng, để bọn hắn tuyên bố với La Phù là tạm thời giải quyết ân oán cùng Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng tình huống còn chưa có giải quyết triệt để, đợi thêm lần tập kết thứ hai. Cho nên chuyện dìm nước Hoang Mãng Nguyên phải 2-3 tháng mới có thể truyền đến bên kia. Cho dù có người lỡ miệng nói ra, hoặc có tình huống gì khác, muốn truyền đến Hoàng Thất bên kia cũng phải sau 1 tháng. Cho nên lần này Đan Quốc tuyên cáo cũng chính là một mình đơn đấu Hoàng Thất, chỗ dựa duy nhất của bọn hắn chính là tin tưởng chắc chắn rằng Hoàng Thất không dám hủy Đan Quốc. Đan Quốc,
Đan quốc, nếu như có thể lại có được phen thắng lợi song đào vong thì tốt. Khương Phàm suy nghĩ tới, tuy nhiên rất nhanh đã lắc đầu. Nếu như Hoàng Triều không dám đụng vào Đan quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ Lang gia Hoàng Triều. Mà nơi đó lại là khu vực kinh kỳ, xem như Đan quốc còn muốn chạy cũng đều không được. Người đó, đừng dày vò bản thân nữa, cố gắng ở lại thánh địa điều dưỡng thân thể. Ly Hỏa thánh địa tạm thời còn chưa hiểu tình huống, nhưng chờ đến khi thiên khải bí cảnh mở ra, ngươi chính là kẻ thù mà bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào cũng đều muốn giết. Tốt. Khương Phàm nhẹ gật đầu. Tốt. Khương Tuyền hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm nhíu mày. Thế nào? Ngươi thoải mái đồng ý như vậy sao? Ta, hẳn là, có biểu hiện nào không thoải mái sao? Tiểu tử ngươi có phải lại có chủ ý gì hay không? Ta, nói thật, ngươi tự mình chạy tới nói với ta tình huống của Đan quốc, ta không có làm gì cả. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, lực chú ý của Hoàng thất tạm thời đặt ở Đan quốc, ngươi không cần lại nhớ mong Thiên Sư Tông, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Khương Tuyền trợn trắng mắt, tiểu gia hỏa này đơn giản chính là một con sói đầu đàn nhỏ, nghe được chút chuyện liền ngửi thấy mùi máu tươi. Khương Phàm xấu hổ cười cười. Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Còn nữa, Thánh Chủ tự mình nhắc nhở qua các Tông La Phù, nhất định phải liên hợp ứng phó Lang gia Hoàng Triều, nếu như thất bại, Tông Chủ các Tông sẽ bị bãi miễn tập thể. Lần này các Tông La Phù không chỉ có cùng đồng tâm hiệp lực, mà sẽ còn đem toàn bộ vũ khí bọn hắn cất giữ lấy ra hết. Khương Tuyền dùng sức búng vào trên trán Khương Phàm một chút. Cứ ở tại nơi này nuôi dưỡng tốt thân thể cho ta. Thánh chủ tự mình lên tiếng. Khương Phàm tươi cười, lần này nên động viên toàn diện La Phù, không còn là chuyện của riêng Khương gia nữa. Khương Tuyền nhìn Tịch Nhan nói. Thánh chủ để cho ta tới hỏi một chút, người có nguyện ý gia nhập Vô Hồi Thánh Địa không? Ta nguyện ý ở lại nơi này. Tịch Nhan có thể còn sống sót mà rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa cũng nhờ có Vô Hồi Thánh Chủ, nàng không thể cứ đi thẳng như vậy. Mà sau khi trải qua chuyện này, nàng kỳ vọng có thể càng nhanh trưởng thành, mạnh mẽ hơn, ở lại Vô Hồi Thánh Địa hẳn là một lựa chọn tốt. Về phần lúc nào rời khỏi, nhìn xem tình huống lại tính tiếp. Ngươi là Thánh Linh Văn, có tư cách lựa chọn Túc Lão làm sư tôn, ngươi nghĩ kỹ chưa? Khương Phàm chọn ai? Còn chưa có cân nhắc. Ta không hiểu rõ Vô Hồi Thánh Địa, tiền bối có thể cho một đề nghị không? Khương Tuyền nói. Mặc dù ta rất hy vọng ngươi có thể tới chỗ chúng ta, tuy nhiên ngươi Luân Hồi Thánh Văn thuộc về loại linh hồn, ta đề nghị ngươi lựa chọn một trong Thất Túc Lão, Bạch Nguyệt. Ta có thể tiếp xúc trước mấy ngày không? Tịch Nhan biết tính cách mình rất lạnh, mà trong lòng lại giấu một bí mật to lớn, nàng không hy vọng cũng không thích ở chung với quá nhiều người. Ngươi đương nhiên được tiếp xúc thật tốt trước. Tính cách Bạch Nguyệt rất cổ quái, không tốt để ở chung, quanh năm đều săn giết ác linh ở Đại Hoang, ngươi cứ tiếp xúc trước mấy ngày, nếu như cảm giác có thể quyết định thì làm, thực sự không được thì cứ cự tuyệt. Sau khi Khương Tuyền đi, Tịch Nhan nhìn Khương Phàm bên cạnh như đang có suy nghĩ gì đó. Ngươi muốn đến Đan Quốc? Trừ phi Hoàng thất thật muốn chế tài Đan Quốc, nếu không ta đi qua cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ thật Khương Phàm có chút do dự. Vùng đất kinh kỳ không phải Bắc Cương hay Tây Cương, mà là lãnh địa kinh doanh của Hoàng thất, tông môn san sát, cường giả như mây, huống chi nơi đó lại còn tụ tập các cường giả đến từ Nam Cương, Đông Cương. Hoàng thất mất đi Khương gia, Nạp Lan gia, cũng không nguyện ý lại mất đi Đan quốc, địa vị Đan quốc cũng không cho phép bọn hắn tùy ý làm bậy. Nhưng cái gì? Đan quốc là Đan quốc, quốc quân là quốc quân. Có ý gì? Nếu như ta là Hoàng thất, ta sẽ nhân cơ hội này, diệt trừ quốc quân đã có lời oán giận, lập tân quân khác. Lông mày Khương Phàm dương lên, kinh ngạc nhìn Tịch Nhan. Không nói lời nào thì thôi, lúc nói ra lại luôn có thể để cho người ta tỏa sáng hai mắt. Không đúng, là để hắn sáng mắt lên.